Một kiếm vừa đánh xuống thì tế đàn đã vang lên một tiếng nổ, mặc dù hắn có cảm giác như kiếm của hắn đánh vào một khối sắt thép không thể phá vỡ nhưng sau đó lại có những tiếng răng rắc vang lên rất dễ nghe. Ở trung tâm tế đàn, trận văn trong nháy mắt hỗn loạn rồi rách ra, sau đó vết rách lại lan ra khắp tế đàn. Phụt! Triệu Bân hộc máu, cánh tay bị chấn động mạnh đến mức nổ tung. So với cánh tay của hắn thì kiếm Long Uyên đủ cứng rắn để không chịu bất kỳ hư hao nào. Ông! Không gian lại chấn động, toàn bộ địa cung bên dưới lòng biển rung chuyển mất một lúc. Trên mỗi một vết nứt ở tế đàn đều có ánh sáng bắn ra chói mắt, ngoài ra còn có tiên lực cùng tiên khí mênh mông cũng xuyên thấu qua từng vết rách rồi nhẹ nhàng thoát ra ngoài. Phá! Triệu Bân ha hả cười nói. Ngươi giỏi lắm, Thương Khung cũng đi tới nói. Cũng không có gì, ta... Triệu Bân chưa kịp nói xong thì tế đàn đột nhiên sụp đổ tạo thành một cái hố lớn, hắn chưa kịp đứng vững thì đã bị hút xuống ngay tại chỗ, cả Thương Khung cũng bị hút vào trong hố. Bõm! Sau đó là tiếng rơi xuống nước. Triệu Bân đã ngã cắm đầu xuống một hồ tiên, những tia sáng huyền ảo tỏa ra từ lòng hồ. Thương Khung thì không được may mắn như vậy, ông ta bị ngã thẳng xuống đất, vốn là một thây khô suy yếu bị va đập mạnh đến mức trở thành đống thịt nát. Tiền bối! Triệu Bân trồi đầu lên, cố gắng trèo ra khỏi hồ tiên. Tuy nhiên, hắn chỉ vừa mới ngoi lên thì hồ tiên đã kéo hắn trở lại. Sự thật chứng minh, nhân phẩm rất quan trọng. Nguyệt thần thổn thức liếc nhìn hắn, hồ tiên này là một thứ rất tốt, có thể khiến cho chân nguyên của Triệu Bân lột xác thành tiên lực. Đối với người phàm mà nói thì đây chính là một cơ duyên lớn, cũng chính là tạo hóa nghịch thiên. Còn cái vị kia, chính là Thương Khung. Ông ta không được may mắn như vậy, bị ngã thẳng xuống đất dập nát cả người. Nhưng cũng không sao, ông ta không thể chết, vẫn còn một tia tàn hồn. Con mợ nó. Tàn hồn của Thương Khung mắng lớn một tiếng rồi rơi vào trầm miên. Đau. Tàn hồn cũng biết đau. Suýt chút nữa thì tàn hồn cũng mất. Ông ta phải ngủ một chút. Trước khi ngủ, ông ta còn liếc mắt nhìn qua động phủ tiên gia. Nói là động phủ cũng không chính xác. Phải nói đây chính là một khu rừng trúc hoặc là một không gian thế giới khác, nơi có đầy tiên khi cùng tiên lực, hồ tiên kia ở chính giữa rừng trúc tỏa lên tia sáng kỳ dị tựa như ảo mộng, nhân giới của ông ta rất cao nhưng cũng không thể nhìn rõ được cảnh tượng bên trong. Nhân phẩm. Hai người cùng nhau ngã xuống đây, không ngờ khác biệt lại lớn như vậy. Theo như Nguyệt Thần nói thì ông ta tốt hơn hết là nên cảm tạ trời đất đi. Triệu Bân rơi vào hồ tiên không bị làm sao nhưng nếu như ông ta rơi vào hồ tiên thì có thể sống sót ra ngoài hay không còn là một vấn đề lớn. Tiên lực ở đây hết sức bá đạo, hủy hoại thân thể là chuyện nhỏ, hủy hoại tàn hồn mới là chuyện lớn. Kết cục như vậy là tốt rồi. Giống như Thương Khung, Triệu Bân cũng chìm vào giấc ngủ say. Giấc ngủ của hắn không được yên bình, dự ấn đường đau nhói từng cơn, không biết là do bị thương, do ác mộng hay là do nguyên nhân khác. Từ khi bị rơi vào hồ tiên này thì hắn đã kêu rên không ngừng, cố gắng tỉnh lại nhưng không thể mở mắt, không thể thoát khỏi cơn buồn ngủ chảy tràn trong tinh thần của mình. Mặc dù hắn đang ngủ say nhưng cơ thể vẫn có thể biến đổi. Cánh tay mới vừa bị nổ tung của hắn đã được nước trong hồ tiên chỉnh hình lại từng chút một, những sát ý bên trong cơ thể chưa được tiêu trừ từ trước đến nay cũng đều được nước trong hồ tiên tẩy rửa sạch sẽ không còn sót lại chút gì. Đáng kinh ngạc hơn là chân nguyên của hắn đang từng bước lột xác, chuyển hóa thành tiên lực. Đây đúng là đại tạo hóa. Nếu như không phải đại tạo hóa thì Nguyệt Thần cũng sẽ không liều mạng nhắc nhở hắn trong lúc đang đánh nhau với lời nguyền. Ngao, ngao. Tiểu Kỳ Lân nhảy ra ngoài chạy nhảy lung tung cũng được hồ tiên tẩy rửa, nguồn năng lượng khô kiệt được bổ sung, còn có cây thần tạo hóa cũng càng lúc càng trở nên rậm rạp vì được hấp thụ tiên khí. Bên trong động phủ tiên gia vô cùng yên tĩnh. Nhưng thế giới bên ngoài lại rất náo nhiệt. Bởi vì Triệu Bân đã phá cổng động phủ tiên gia cho nên từ bên dưới cấm địa biển chết đã có một luồng hào quang phóng thẳng lên bầu trời tối đen, diễn hóa ra dị tượng cực lớn. Động tĩnh cực lớn đã thu hút sự chú ý của tứ phương. Có rất đông người chạy đến xem nhưng không ai dám bước tới gần. Cấm địa biển chết sóng lớn cuộn trào. Lỡ như bị cuốn vào thì không thể thoát ra. Cơ ngân lúc trước chính là một ví dụ sống động. Trong cấm địa đã xảy ra chuyện gì vậy? Bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên mà ta nhìn thấy cấm địa biển chết sao động thế này? Hay là vào xem thử?
Người đến đông như nêm nhưng không ai dám lại gần, chỉ dám đứng từ xa quan sát. Mặc dù cũng có rất nhiều người muốn vào xem thử, nhưng không có ai dám hành động theo suy nghĩ đó, cuộc sống đang tốt đẹp, chỉ có ngu ngốc mới nhảy vào trong đó tìm kích thích. Đây không phải là hải vực bình thường mà là một cấm địa hung danh hiển hách. Chỉ có điều sau một lúc lâu thì đã có người thật sự nhảy vào. Đó là một lão già tóc bạc lưng còng, nếp nhăn chồng chất, toàn thân toát ra tử khí, rõ ràng không còn sống được bao nhiêu ngày nữa. Chính vì tuổi thọ sắp hết cho nên lão ta mới muốn trước khi chết có thể hoàn thành được một tâm nguyện, cũng chính là muốn biết bên trong cấm địa có thứ gì, nếu như chết đi được chôn ở bên trong đó cũng rất tốt. Không sai, lão ta đến đây chính là để tìm cái chết. Không có ai cản trở, đó là nguyện vọng của lão ta. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, lão già tóc bạc cất bước đi tới rìa cấm địa, trong chớp mắt ngoái đầu liếc nhìn một lần cuối thế gian, nhớ lại những hồi ức tình cảm cùng thù hận, cuối cùng mới buông mình xuống dưới. Lão ta đã biến mất, bị sóng lớn nhấn chìm. Lão ta cũng đã chết, trong nháy mắt bị tiên trận chém thành tro. Một cường giả chuẩn thiên đỉnh phong. Thế nhân thổn thức, lời nói bi thương. Bọn họ hoàn toàn không hiểu hành động của lão già tóc bạc. Có lẽ chỉ có người ở độ tuổi lão ta thì mới có thể chân chính nhìn thấu chuyện sinh tử. Liên tiếp 3 ngày, người kéo đến cấm địa vẫn đông vô kể. Đến ngày thứ 4 thì dị tượng trên bầu trời mới tản đi. Đến tận lúc này thì người mới dần dần rời đi, có tiếp tục quan sát cũng vô nghĩa, cho dù ở trong cấm địa có bảo bối thì cũng chẳng có ai dám vào. Còn sống không phải tốt hơn sao? Có thời gian rảnh rỗi đứng đây nhìn ngó thì chi bằng ra uống vài chén rượu càng thoải mái hơn. Phong ba cuối cùng cũng đã kết thúc. Cấm địa biển chết yên tĩnh, chỉ thi thoảng mới có vài cơn sóng lớn nổi lên. Hồ Tiên. Triệu Bân vẫn đang ngủ say. So với trước đó thì trạng thái ngủ của hắn lúc này đã không còn quá thống khổ, trông càng ngày càng thanh thản hơn. Có lẽ hắn đã mơ được một giấc mộng đẹp cho nên khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười nhẹ. Có lẽ là trong mộng đã kiếm được không ít tiền. Ngao, ngao. Tiểu Kỳ Lân vẫn còn thức, đang tung tăng chạy nhảy trong rừng trúc. Sau khi được Hồ Tiên tôi luyện thì kích thước của nó lại trở nên lớn hơn. Chỉ có điều thoạt nhìn thì nó vẫn là một tên nhóc. Thỉnh thoảng nó sẽ dừng lại trước đống thịt nát của Thương Khung, hai mắt mở to long lanh xem xét lão già này, thân thể đã bị hủy hoại nhưng tàn hồn vẫn còn, chuyện thức tỉnh chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng nó vẫn xem xét Triệu Bân nhiều hơn. Khí huyết của Triệu Bân lúc này hết sức hùng hậu, chân nguyên bên trong cơ thể đã có 9 phần được tôi luyện thành tiên lực cuồng cuộn chảy trong đan hải khác xa lúc trước. Răng rắc. Trong lúc Tiểu Kỳ Lân đang nhìn thì Triệu Bân lại đột phá. Từ khi ngâm trong hồ tiên này thì hắn đã liên tục đột phá 2 cảnh giới nhỏ. Bây giờ hắn đã là võ tu cảnh giới địa tạng tầng 5. Lại thêm một ngày. Hồ Tiên rất yên tĩnh, lúc trước còn dâng lên tia sáng kỳ dị, bây giờ thì đã tan biến mất. Đứng ở bên hồ quan sát đã không thể nhìn thấy tiên lực nữa, nó đã trở thành một hồ nước bình thường, tất cả tinh túy đều đã truyền vào bên trong cơ thể của Triệu Bân làm thể chất cùng với chân nguyên của hắn biến hóa. Ánh trăng sáng chiếu vào động phủ, hắn chậm rãi mở mắt. Cảm giác đầu tiên của hắn là cơ thể nhẹ nhàng bay bổng như gió xuân, sảng khoái không gì sánh được. Tinh thần thanh tỉnh đến khó tả. Đôi mắt của hắn cũng thanh thúy hơn rất nhiều, lóe ra ánh sáng như sao trời, cứ như thể chỉ sau một giấc ngủ thì toàn thân của hắn đã được thay ra đổi thịt tái sinh lại một lần nữa. Tu vi của ta. Chân nguyên của ta. Hắn hết sức kinh hãi, vẻ mặt ngẩn ngơ. Không sai, hắn đã thăng được 2 cảnh giới nhỏ. Điều khiến cho hắn cảm thấy khỏe hơn chính là chân nguyên của hắn đã lột xác thành tiên lực. Nói lột xác toàn bộ cũng không đúng, có một phần lớn năng lượng bên trong đã trở thành tiên lực nhưng vẫn còn một phần là chân nguyên không tách ra mà trộn lẫn với tiên lực. Còn có khí lực của hắn cũng đã thoát thai hoán cốt, tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch đều được hưởng lợi, thậm chí từng giọt máu cũng như chứa đầy năng lượng vô hạn. Hắn chỉ là một người phàm, làm sao lại có được biến hóa nghịch thiên thế này? Hắn đứng dậy nhìn lại Hồ Tiên. Không ngờ ngã vào trong hồ tiên còn có thể niết bàn lột xác. Có thể khiến cho chân nguyên lột xác thành tiên lực, đúng là quá bá đạo.
Đáng tiếc hồ tiên đã bị hấp thu hoàn toàn, không còn chút tinh hoa nào nữa. Hắn nhắm mắt tĩnh tâm cảm nhận thiên địa, chín phần chân nguyên đã biến thành tiên lực, sự cảm nhận của hắn về thế giới này lại càng trở nên sâu sắc hơn, nhận thức trở nên siêu mạnh mẽ. Đợi hắn mở mắt ra lần nữa thì một luồng kiếm khí cũng cách không chém ra. Kiếm khí phát ra thanh âm chói tai, uy lực cực kỳ bá đạo. Chín phần chân nguyên đã biến thành tiên lực, làm sao uy lực có thể giống như lúc trước được, ngay cả cường giả thiên võ cũng không thể luyện ra tiên lực. Hắn lúc này so với Hoàng Phi Vũ Linh lại càng tinh anh hơn, chủ yếu là bởi vì nội tình của hắn đã mạnh mẽ mà bên trong căn cơ còn có thêm tinh hoa của tiên lực. Khá đấy. Triệu Bân ra khỏi tiên trì, tự nhìn bản thân từ đầu đến chân từ trái sang phải. Trong cơ thể có 9 phần tiên lực, cảm giác thật là khác biệt. Hắn điều chuyển công pháp, hấp thu linh lực của đất thời, dùng nó để tôi luyện. Mỗi luồng linh lực tiến vào cơ thể sẽ có 9 phần biến thành tiên lực, 1 phần còn lại biến thành chân nguyên. Căn cơ cũng có thêm phần gốc tiên, tinh túy trong tiên chỉ giúp hắn đắp nặn gốc tiên, điều này cực kỳ khác biệt so với gốc rễ ban đầu. Còn về một phần chân nguyên kia, sở dĩ nó chưa thoát biến, chắc hẳn là vì tu vi và cảnh giới, cũng có thể do càn khôn chèn ép, dù sao thì đây cũng là cõi phàm. Dù sao thì bây giờ hắn vẫn là một phàm thai. Nếu có thể tiến vào cảnh giới thiên võ hoặc vượt trên thiên võ, chắc chắn có thể thoát biến hoàn toàn. Tú Nhi, cảm ơn ngươi, Triệu Bân cười khà khà. Nếu không nhờ Nguyệt Thần nhắc nhở, chắc giờ này hắn vẫn đang nghiên cứu tế đàn. Cấm chế của tiên phủ quá huyền diệu, có nghiên cứu ra hay không còn chưa biết chắc. Tuy không biết Nguyệt Thần đang ở đâu, nhưng hắn chắc rằng Nguyệt Thần đang ở đây, chưa biết chừng lúc này đang nấp đâu đó quan sát hắn thì sao. Ngoại trừ Nguyệt Thần, hắn còn phải cảm ơn Thương Khung. Nhắc đến Thương Khung, lúc này ông ta vẫn đang dính chặt trên nền đất. Đó là một đống máu thịt bấy nhầy. Triệu Bân vội vàng chạy tới, dùng thiên nhãn để nhìn trộm rồi thở phào một hơi. Thể xác của Thương Khung đã bị hủy hoại, nhưng tàn hồn còn đó, có lẽ vì ngã quá mạnh nên chìm vào giấc ngủ sâu, ngủ một giấc rồi sẽ tỉnh lại. Hắn dùng linh dịch loại bổ sung tinh thần rót lên thi thể của Thương Khung, bồi bổ cho tàn hồn của ông ta. Ngoài ra, hắn còn bỏ thêm một chút hồn lực tinh túy giúp ông ta gạt bỏ những vẩn đục của tàn hồn. Khi làm những điều này, hắn không quên đảo mắt nhìn xung quanh. Không khó để nhận ra đây là một thế giới nhỏ trong không gian. Ngoài mảnh rừng và tiên trì ra thì không còn thứ gì khác. Nơi này tĩnh mịch và ôn hòa, là nơi thích hợp để tĩnh tâm tu luyện. Có lẽ không ai ngờ rằng bên dưới biển chết ẩn giấu một địa cung, bên dưới địa cung là động phủ của tiên gia. Cũng không biết nơi này do bậc tiền bối nào tạo ra, bất kể là ai, hắn cũng phải cảm ơn tiền bối đã khoản đãi. Đợi khi thu tay về, hắn lấy ra một hồ lô nhỏ. Động phủ của tiên gia mà, tiên lực và tiên khí dồi dào, không thu về thì lãng phí. Hồ lô nhỏ rung lên, miệng hồ lô hình thành xoáy chôn ốc. Bao nhiêu tiên khí và tiên lực cũng bị nó nuốt hết, không hề chối từ. Á á! Cách đó không xa là tiếng kêu gào của Tiểu Kỳ Lân. Triệu Bân nghe thấy mà đứng dậy, từ đằng xa đã trông thấy Tiểu Kỳ Lân đang được tẩy rửa trong tiên trì, sức mạnh khôi phục, đồng thời còn dồi dào hơn, vóc dáng của nó cũng to hơn hẳn. Thêm cả cây thần tạo hóa cũng vươn cao khá nhiều, cành cây lấp lánh, lá cây cũng tươi tốt, tràn trề hơi thở của sinh linh. Không ngừng bồi đắp. Hiển nhiên, nó cũng hưởng lợi từ tiên trì. Nói tóm lại, họ đều thoát biến. Ngoại trừ tướng thần thứ 6 Thương Khung. Á á. Khi hắn bước đến, Tiểu Kỳ Lân đang tung tăng nhảy nhót trên một bãi đất trống, ra vẻ vui mừng, ngụ ý cũng rất rõ, bên dưới chỗ này có bảo vật. Thế nhưng cấm chế vẫn còn, nó không lấy ra được, đành phải gọi Triệu Bân tới. Thứ gì thế? Triệu Bân dùng thiên nhãn để nhìn trộm. Nhìn xong, hai mắt hắn lập tức sáng ngời. Có bảo bối. Bên dưới thật sự có bảo bối. Đó là một cỗ quan tài bằng bạch ngọc, thuộc loại quan tài băng ngọc, đã vậy cấp bậc còn không thấp. Quan trọng nhất, trong quan tài không có ai, nó là một cỗ quan tài giống, chắc hẳn vì năm tháng quá lâu nên bị bùn đất vùi lấp. Đúng là chuyện tốt luôn đi thành đôi, muốn thứ gì thì thứ đó ập đến. Dược lực của đan dược giả chết không cầm cự được quá lâu. Tính thời gian, nữ soái sẽ tỉnh dậy trong mấy ngày này.
Lúc này lại có một cỗ quan tài băng ngọc, rất vừa vặn. Ra đây! Triệu Bân lưu chuyển tiên lực, dậm mạnh xuống đất. Mặt đất rung lên, cỗ quan tài bị đẩy ra, uỳnh một tiếng rồi tiếp đất. Triệu Bân tự giác mời nữ soái đang say ngủ ra ngoài, đặt vào cỗ quan tài, rồi lấy bùa chú phong ấn rất chặt. Cho dù đan dược giả chết hết dược lực, hơi thở của người sống cũng không bị lộ ra ngoài. Còn bảo bối nào khác không? Triệu Bân vừa thi triển công pháp vừa hỏi. Tiểu Kỳ Lân tỉnh dậy sớm hơn hắn, chắc hẳn đã dạo quanh thế giới nhỏ này rồi. Ngoại trừ cỗ quan tài băng ngọc, chưa biết chừng còn có báu vật khác. Đến cũng đã đến rồi, mang đi cả thể nào. Không lấy thì uổng phí lắm. Tiểu Kỳ Lân hô lên, khẽ lắc đầu. Triệu Bân tuy hơi tiếc, nhưng cũng thấy thỏa mãn rồi. Đệt! Không lâu sau đó, một tiếng chửi thề vọng khắp tiên phủ. Thương Khung đã tỉnh, thấy Triệu Bân cực kỳ chói mắt mà giật nảy mình. Trước khi ông ta ngủ say, tên này mới là võ tu địa tạng tầng 3. Đến khi ông ta tỉnh dậy, hắn đã đạt tới tầng 5 rồi. Chân nguyên của hắn, tại sao lại thoát biến thành tiên lực? Đến cả võ hồn và thể xác cũng thoát biến luôn rồi. Mới ngủ trong tiên chỉ mấy ngày, tên này đã thoát thai hoán cốt rồi. Tiền bối, đa tạ, Triệu Bân cười khà khà. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Thương Khung không ngớt lời cảm thán. Ông ta bị phong ấn ở đây 8.000 năm, rõ ràng vẫn biết là có tiên phủ, nhưng không vào được. Tên này thì hay rồi, mới đến được vài ngày đã gặp được cơ duyên. Cùng cảnh bị rơi từ trên xuống, nhìn người ta rồi nhìn lại mình, đúng là không so sánh sẽ không thấy đau thương. Sau này ta sẽ tìm cho tiền bối một thân xác khỏe mạnh, Triệu Bân mỉm cười. Câu này còn giống tiếng người. Tàn hồn của Thương Khung thoát ra khỏi bộ xác khô, quấn lên cổ tay của Triệu Bân. Ông ta cũng nghĩ thông suốt về chuyện tạo hóa rồi. Cơ duyên không đủ, vận may không tốt, nhân phẩm kém cỏi, dù đến sớm cũng chẳng có tác dụng gì. Ông ta không phải người của thời đại này, tất nhiên cũng không phải nhân vật chính của nó. Anh hùng kiến công lập nghiệp, còn phải xem người đương thời. Nào nào nào, chuyển hết đi. Cách đó không xa, đám phân thân của Triệu Bân đang bận rộn làm việc. Từng cây trúc bị chúng nhổ hết cả rễ, bởi đám trúc này không tầm thường, là chủng loại đã tuyệt tích ở thế giới bên ngoài, thêm vào đó còn được tiên lực nuôi dưỡng qua nhiều năm tháng nên càng thêm phi phàm, làm gì có chuyện không mang đi chứ. Mang hết về, trồng ở thành thiên thu của hắn. Tổ tiên nhà ngươi hành nghề ăn trộm hả, Thương Khung trầm ngâm. Di vật của tiên gia, bỏ ở đây cũng lãng phí, Triệu Bân nói hay như hát. Trước kia hắn không thế này đâu, không biết từ bao giờ mà có thêm bệnh nghề nghiệp này, thấy báu vật gì cũng muốn vác về nhà. Người xưa dạy rất hay, tự mình ra tay, cơm no áo ấm. Không biết qua bao lâu, Triệu Bân mới rời đi. Ngoảnh đầu nhìn lại, thế giới nhỏ kia đã trụi húi. Đừng nói đến mấy cây trúc thậm chí tiên khi nơi này cũng bị hút sạch. Ngoài ra, tiên chỉ dù đã biến thành hồ nước trong vẻ bình thường cũng bị ai đó chuyển đi, bỏ vào thành thiên thu mỗi ngày nhảy xuống tắm rửa sung sướng lắm, nếu dẫn vợ tới tắm cùng thì hê hê hê. Tiền bối, phải ra ngoài thế nào? Triệu Bân lấy ra một bầu rượu, ngẩng đầu nhìn trời cao. Nước biển dập dềnh sóng vỗ ẩn dấu hoa văn trận pháp như ẩn như hiện. Tạm thời, không ra được, Thương Khung chậm rãi nói, phải đợi thời gian đặc biệt mới được. Cần bao lâu, Triệu Bân hỏi. Tiên trận chu sát 10 năm xoay chuyển một lần, khe hở sẽ lộ ra vào thời khắc ấy. Phải đợi 10 năm, Triệu Bân nhướng mày. Ngủ một giấc đi, nhanh lắm, Thương Khung cười. Không ngủ nổi, Triệu Bân hít một hơi thật sâu. 10 năm cơ đấy, đến khi hắn ra ngoài thì hoa cũng tàn rồi. Thế nên phải tìm cách khác, ví dụ như sấm sét. Tiên trận chu sát rất huyền diệu, nhưng thiên uy cũng không yếu, cho dù không thể công phá được cũng có thể tạo ra vết nứt. Đợi một cơn mưa có sấm sét, dù thế nào cũng khá hơn đợi 10 năm chứ. Hắn còn cả đống kẻ thù cần phải xử lý kia kìa. Thương Khung điềm tĩnh hơn hẳn. Ông ta cũng trải qua 8.000 năm rồi, chẳng để tâm gì tới 10 năm này. Chấm. Ta xin thề. Không bao giờ bắt cóc nữa. Ta xin thề, không bao giờ trộm đồ nữa. Ta xin thề, sẽ làm một thanh niên gương mẫu. Trong địa cung dưới đáy biển u ám, Triệu Bân thốt ra từng câu rất khẳng khái, nói toàn lời đanh thép, giảng toàn đạo nghĩa lẫm liệt, chủ yếu phải kể đến thái độ hết mực chân thành của hắn.
trên cổ tay hắn, tàn hồn của Thương Khung rung lên bần bật hết lần này đến lần khác. Ngươi nói thử xem, nửa đêm nửa hôm có kẻ liên tục thề độc, cũng rất thú vị đấy chứ. Trên thực tế, Triệu Bân nói những gì, đến bản thân hắn cũng không biết. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ để đổi lấy một lần xét đánh. 10 năm quá dài, hắn không đợi nổi, kiểu gì cũng phải kiếm một con đường tắt. Ví dụ như tạo ra một cơn mưa sấm sét, làm nứt tiên trận chu sát đáng ghét này. Vì thế mới có cảnh tượng như bây giờ. Nếu ông trời nể mặt sẽ cho một cơn mưa dữ dội đổ xuống. Nếu ông trời không nể mặt thì nói nhiều đến đâu cũng là nói nhảm. Triệu công tử nghiêm túc chửi mắng hết nửa tháng cũng không thấy trời xanh có động tĩnh gì. Đừng nói là đổ mưa, đến cả bầu trời âm u cũng không thấy. Dường như kể từ khi hắn tu luyện thiên lôi quyết, trời rất ít khi đổ mưa, trông chờ một trận mưa, trông chờ một trận sấm, dường như còn khó hơn tiến cấp một tầng tu vi. Có giỏi thì 10 năm tới ông cũng đừng đổ mưa. Mắng chửi suốt nửa tháng, người nào đó cuối cùng cũng chịu ngừng, mặt mũi xa sầm. Cũng may ông trời không chấp nhặt với hắn, chứ nếu ông trời cũng muốn đối đầu với hắn, đừng nói là 10 năm, cho dù cả trăm năm cũng không thấy mưa đâu, cho ngươi tức chết. Người của thời đại nào, bản tính ai cũng giống ngươi à, Thương Khung hỏi. Tiền bối, ông đang mắng ta đấy à, Triệu Bân khoanh chân ngồi xuống, lôi bảo liên đăng ra. Thương Khung không nói gì, trượt xuống khỏi cổ tay của Triệu Bân. Chút tàn hồn nhỏ hơn cả sợi lông bò của ông ta quẩn quanh bảo liên đăng mà lượn tới lượn lui, nhảy nhót rất hăng, dường như biết đến thứ này. Thứ này, người lấy từ đâu ra vậy, qua hồi lâu, Thương Khung mới hỏi. Nhặt được. Đừng hỏi làm gì, hỏi đến thì câu trả lời luôn là nhặt được. Đây đã là mẫu câu hồi đáp điển hình của Triệu công tử. Hắn cũng không nói dối, hắn thực sự nhặt được. Đây là di vật của tiên gia đấy, tàn hồn của Thương Khung đảo tới đảo lui. Ta biết mà, Triệu Bân ôm bảo liên đăng, hà hơi một cái, dùng ống tay áo lau chùi. Vận may của ngươi là do tổ tiên truyền lại phải không, Thương Khung không khỏi tặc lưỡi. Cái này thì ta không biết, tóm lại là ta nhặt được. Triệu Bân dùng tiên lực và thiên lôi bao phủ bảo liên đăng, định luyện hóa ấn ký trên đó. Trước đó hắn chỉ có chân nguyên, không thể luyện hóa được, bây giờ đã có 9 phần tiên lực, có lẽ có thể làm được. Nhưng số trời đã định, hắn không làm được. Người trần mắt thịt không nhìn ra. Chư Nguyệt Thần nhìn thấy rất rõ. Di vật của tiên gia cũng được phân cấp bậc. Ví dụ như bảo liên đăng này, nó không phải vật tầm thường nên ấn ký bên trên đâu thể muốn luyện hóa là luyện hóa được. Đừng nói tới 9 phần tiên lực, dù có 10 phần tiên lực cũng không luyện hóa nổi. Nếu tấn cấp tới cảnh giới thiên võ có lẽ còn làm được, chứ địa tạng thì ra chỗ khác mà chơi. Dù sao thì hắn vẫn là một phàm nhân. Tiên lực trong cơ thể hắn, chỉ khi nào hắn thành tiên mới sử dụng được uy lực thực sự. Luyện hóa suốt 3 ngày ròng rã, Triệu Bân mới chịu bỏ cuộc. Hắn không tức giận, ngược lại, hai mắt hắn sáng ngời. Phàm là vật gì càng khó luyện hóa càng chứng minh nó là một báu vậy, thể nào cũng có ngày dùng được. Cất bảo liên đăng đi, hắn lôi đàn đá ra, dùng tiên lực và thiên lôi bao bọc lấy nó. Trên người ngươi không thiếu vật hiếm lạ nhỉ, Thương Khung cảm thán. Đây là một báu vật, Triệu Bân cười hề hề. Ta nhìn ra được, Thương Khung trầm ngâm nói, có cảm giác muốn được chửi thề. So sánh đôi bên chỉ làm người ta tức chết, cái thằng nhãi danh này, vận may của nó như trò đùa vậy. Bao nhiêu chuyện may mắn ập hết lên người nó rồi. Lấy từ ma vực của ông đấy, Triệu Bân bồi thêm một câu. Chưa từng thấy bao giờ, Thương Khung lượn quanh đàn đá một vòng, xác nhận rằng chưa từng thấy bao giờ. Triệu Bân cũng không hề ngạc nhiên về điều này. Theo suy tính của hắn, chắc hẳn chiếc đàn đá này cũng là dị bảo từ trên trời rơi xuống, trùng hợp rơi vào ma vực. Nếu không, ai rảnh rỗi đặt một cỗ quan tài trong thung lũng, mà bên trong quan tài lại là một chiếc đàn đá. Thêm 3 ngày sau, Triệu Bân bất lực thu tay về. Chiếc đàn đá này cũng giống như bảo liên đăng, không phải di vật tiên gia tầm thường. Sớm muộn cũng sẽ có ngày hắn luyện hóa được nó. Tiền bối, ông biết những thứ này không? Cất đàn đá đi, Triệu Bân lấy ra thêm 2 món bảo bối khác. Một mảnh kính đen thùi lùi và một bộ giáp đã vỡ. Đúng vậy,
đây chính là ma tâm kính và huyền võ hắc ma giáp. Thương Khung đâu thể không nhận ra khi cả hai đều là vết tích của ma quân. Huyền võ hắc ma giáp kia chính là áo giáp của ma tướng thứ 8, được xưng tụng là lớp phòng ngự tuyệt đối. Trong 8 ma tướng dưới trướng ma quân, ma tướng thứ 8 chịu đòn giỏi nhất. Không ngờ rằng, 8.000 năm sau gặp lại bộ áo giáp này, chỉ còn là tàn tích. Chỉ không biết rằng tên này cướp được từ ai, chắc không nằm ngoài mấy vị thánh tử kia. Thế nên mới nói, tên tiểu này quá đỉnh, đến cả huyền võ hắc ma giáp cũng phá hỏng được. Nếu là huyền võ hắc ma giáp hoàn chỉnh, ta không phá hỏng được đâu, Triệu Bân mỉm cười. Câu này cũng là lời thật lòng. Khi đánh nhau cùng thánh tử ma điện, bộ áo giáp này đã bị hỏng hóc rồi. Nếu không phải vì thế, hắn cũng không phá được hàng phòng ngự. Rảnh rỗi cũng chỉ rảnh rỗi vậy thôi. Hắn bắt tay vào tôi luyện ma tâm kính và hắc ma giáp. Sở hữu 9 phần tiên lực thì việc luyện hóa hai vật này cũng không còn tốn sức như trước nữa. Hắn nghĩ kỹ rồi, ma tâm kính cho Phượng Vũ, huyền võ hắc ma giáp cho ma tử, tuy đã hỏng hóc, nhưng sửa chữa lại vẫn có thể dùng được, khả năng phòng ngự vẫn bá đạo lắm. Rốt cuộc ngươi đã lấy bao nhiêu bảo bối từ ma vực, Thương Khung mắng hắn, trước đó đã có bất diệt chiến kích, sau đó lại có ma tâm kính và huyền võ hắc ma giáp, tên này chắc không khoáng sạch kho báu của ma vực đấy chứ. Có bao nhiêu đâu? Triệu Bân mỉm cười, lại lấy ra một vật khác. Lần này là một thanh ma kiếm màu đen, cướp được từ tay thánh tử Ma Sơn. Không sai, đó chính là Ma Long kiếm. Thương Khung thấy nó mà kích động đến mức tàn hồn run rẩy. Đây là kiếm của ông ta. Tiếc rằng Ma Long kiếm không hề phản ứng. Hay nói cách khác, linh trên kiếm đã bị tiêu diệt rồi. Vốn dĩ ta định đưa kiếm này cho ma tử. Bây giờ, vật quy nguyên chủ rồi. Triệu Bân mỉm cười, tiếp tục tôi luyện ma tâm kính và huyền võ hắc ma giáp. Thương Khung không đáp lời, tàn hồn của ông ta đã quấn lên Ma Long kiếm. Tiếng gọi của ông ta cũng trở nên nghẹn ngào. 8.000 năm quá dài, ông ta biến thành tàn hồn, binh khí của ông ta cũng không còn linh của năm ấy, mặc cho ông ta gọi thế nào nó cũng không phản ứng. Cho dù ông ta sống lại cũng không thể nào nuôi ra được linh giống hệt như năm ấy, giống như trên thế gian này chẳng thể nở ra hai bông hoa giống hệt nhau. Triệu Bân không làm phiền, chuyên tâm luyện binh khí. Có 9 phần tiên lực rất hữu dụng. Chưa đầy nửa canh giờ đã luyện hóa xong ma tâm kính và huyền võ hắc ma giáp, nếu để Phượng Vũ và ma tử luyện hóa, không mất vài tháng chắc không xong được. Bây giờ hắn bỏ sức, cũng đỡ cho hai người đó phải nhọc công. Tiếp tục. Nếu đã bắt đầu luyện, hắn cũng không rảnh rỗi, bắt đầu lấy ra không ít binh khí. Có thứ lấy từ ma vực, cũng có thứ cướp được trên đường, tập hợp lại mà luyện, sau này chia cho đám bằng hữu như thanh giao. Quá trình này cũng không dài. Hắn chỉ dùng hết 3 ngày. Trong 3 ngày này, cứ thỉnh thoảng, hắn lại ngẩng đầu nhìn lên trời. Mong mỏi một trận mưa kèm theo dông lốc sấm sét. Nhưng hắn nhìn tinh tượng, dường như không có mưa được. Sau đó, hắn cũng lười nhìn. Dường như xem tinh tượng cũng chẳng còn chuẩn nữa. Giống như lúc ở thành Lạc Nhật, rõ ràng hắn thấy không có mưa, vậy mà lại có sấm sét. Hắn không chắc chắn bên phía đại hạ phải chăng cũng giống vậy. Hay nói cách khác, chỉ có Nam vực là ngoại lệ. Trong 3 ngày này, Thương Khung rất ít nói. Chút tàn hồn của ông ta quấn quanh Ma Long kiếm, bắt đầu nuôi dưỡng linh cho nó. Đến ngày thứ 4, Triệu Bân mới ngừng tay. Nốc hết nửa bầu rượu, hắn lén lút lấy ra bất diệt chiến kích. Dễ thấy rằng hắn cũng muốn luyện hóa thanh chiến kích này để bản thân sử dụng. Thương Khung vốn định ngăn cản. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đành thôi. Ma quân đã bị tiêu diệt 8.000 năm rồi, linh của chiến kích cũng chết được 8.000 năm rồi. Nếu chiến kích đã rơi vào tay tên tiểu tử này, chứng tỏ hắn và nó có duyên. Thế ta, luyện nhé, Triệu Bân dò hỏi. Thương Khung không đáp, coi như ngầm thừa nhận. Triệu Bân hăng hái hẳn, tiên lực và thiên lôi cùng lúc xuất trận, quấn quanh chiến kích. Nói thật lòng. Binh khí của ma quân không thua kém gì ma tâm kính và hắc ma giáp, ấn ký của nó cực mạnh, trước kia hắn không thể lay chuyển được, bây giờ tôi luyện cũng cực kỳ tốn sức. Nếu có trách thì chỉ trách cấp bậc của ma quân quá cao, chắc chắn đã vượt qua thiên võ,
còn về việc ma quân là tiên ở cấp bậc này, đến nay hắn vẫn không biết. Quỳnh! Luyện mãi, chiến kích im lìm như đã chết bỗng rung lên. Rung động này khiến Triệu Bân rất chật vật, đến cả tiên lực và thiên lôi đều bật ra. Nó có linh, Triệu Bân sững người. Có linh, nó có linh, Thương Khung cũng hô lên. Không đúng. Triệu Bân mở thiên nhãn, nhìn chằm chằm vào bất diệt chiến kích. Trong khoảnh khắc ban nãy, rõ ràng hắn ngửi thấy một chút hơi thở của Phật. Không chỉ hắn, dường như Thương Khung cũng cảm nhận được, tàn hồn của ông ta bay ra khỏi Ma Long Kiếm, quấn lên bất diệt chiến kích. Lặng. Qua mười mấy giây, địa cung vẫn luôn im lìm. Là phong ấn. Qua hồi lâu, Triệu Bân mới lên tiếng. Trên bất diệt chiến kích có một đạo phong ấn, là phong ấn của Phật gia, đã vậy cấp bậc còn không thấp, nếu không, hắn lấy được chiến kích lâu như thế, không thể nào không phát giác. Không phải vì hắn không cảm nhận được, mà là bị ngăn cách bởi phong ấn. Linh của chiến kích cũng bị ngăn trở, bị cầm cố hoàn toàn bên trong phong ấn. Chẳng trách nó không phản ứng gì với ta, Thương Khung lạnh lùng nói, hay cho Phật gia nhà ngươi. Triệu Bân cũng suýt xoa. Chiêu trò của Phật cũng thâm sâu quá. Ma quân đã chết rồi, vậy mà còn phong ấn binh khí của người ta lại. Đã vậy còn dùng phong ấn với cấp bậc cao như thế, đến cả thiên nhãn của hắn cũng không nhìn ra manh mối gì. Nếu không phải hắn dùng tiên lực luyện hóa chiến kích, thật sự không ép Phật quang ra được. Luyện chết nó đi, Thương Khung tỏ ra phấn khích, dùng tiên lực của ngươi, tiêu diệt phong ấn. Được ngay, Triệu Công Tử sắn tay áo, tiên lực và thiên lôi lại một lần nào nhào tới. Chiến kích nhanh chóng rung lên thêm lần nữa, Phật quang trên đó chiếu rọi ra ngoài. Triệu Bân hừ một tiếng, lần trước không kịp đề phòng, lần này đã có chuẩn bị, dùng tiện lực và thiên lôi cường ép áp chế Phật quang, cùng lúc đó, luyện hóa tiêu diệt nó từng chút một, phong ấn của Phật gia đúng là rất ngoan cường. Hay nói cách khác là quỷ dị, với tu vẻ và cảnh giới hiện tại của hắn không dễ gì phá được nói cũng không sao. Chẳng qua chỉ là vấn đề về thời gian. Phong ấn dù mạnh thì cũng là vật chết, sớm muộn gì cũng bị phá hủy. Và lại, hắn còn có trợ lực. Trợ lực ở đây chính là bất diệt chiến kích. Nói cho chính xác hơn là linh của bất diệt chiến kích, lúc nào cũng đang phản kháng. Đây chính là thế trận nội ứng ngoại hợp. Cục diện rằng con này kéo dài suốt một ngày. Đợi khi bình minh ló dạng, cục diện này mới được phá vỡ. Phật quang bị chèn ép hoàn toàn, Triệu Bân và Linh liên thủ xé rách phong ấn của Phật gia, tạo ra một vết nứt. Thứ này giống như một triền đê, vết nứt xuất hiện thì dù phong ấn có mạnh đến đâu cũng không ngăn được, bị tiên lực cưỡng chế tiêu hủy hoàn toàn. Ông! Phong ấn bị phá, bất diệt chiến kích run lên, linh trí của nó vô cùng cao. Nó ở giữa không trung mãnh liệt tự vũ động khiến cho máu của Triệu Bân cũng sôi trào. Thương Khung ở bên cạnh hắn lại càng kích động hơn. Đây mới là bất diệt chiến kích, đây mới là binh khí của ma quân. Đã qua 8.000 năm nhưng dường như ông ta vẫn có thể nhìn thấy hình bóng của ma quân trên thanh chiến kích này, đó là một hình bóng vĩ đại sừng sừng như núi cao, ngạo nghễ khắp tứ hải bát hoang. Ông! Chiến kích run lên càng lúc càng kịch liệt. Vừa kích động vừa hưng phấn. Thương Khung có thể hiểu được tâm tư của nó, cả hai đã bị phong ấn 8.000 năm, một khi được giải thoát thì cả hai đều được tự do, 8.000 năm sau gặp lại cảm động đến phát khóc. Ma quân hẳn là rất mạnh, Triệu Bân thổn thức nói. Phật gia phong ấn chiến kích hơn phân nửa là do không thể nào tiêu trừ được linh trí của nó. Ngay cả binh khí còn mạnh mẽ đến như vậy thì càng chớ nói đến ma quân. Trong lúc hắn đang quan sát thì bất diệt chiến kích đã dừng ở phía trước Ma Long Kiếm, xem như đã nhận ra thanh kiếm này, cũng giống như khi nó nhận ra tàn hồn của Thương Khung kích động mà bất diệt chiến kích cũng phấn khởi. Cái hộp sắt mà ngươi nói đến đang ở đâu, Thương Khung hỏi. Ý của tiền bối là người bị Phật gia dùng bát bộ phù đồ tách rời rồi phong ấn chính là ma quân sao, Triệu Bân ngập ngừng hỏi, nếu hắn đoán không sai thì đây chính là ý tứ của Thương Khung. Đúng hay sai chỉ cần mang chiến kích tới đó là sẽ biết được thôi, Thương Khung nói chắc nịch. Được, Triệu Bân cười nói. Vị trí của hộp sắt hắn biết được không ít, thi tộc có, huyết hy môn có, bạch gia có, mộ gia cũng có, chỉ cần đi đến một trong những nơi đó thì đều có thể tìm ra đáp án. Nếu như người bị phong ấn thật sự là bất diệt ma quân thì bất diệt chiến kích chắc chắn sẽ có phản ứng, theo hắn thì khả năng này đã chiếm hơn 8 phần rồi.
Phật gia đã không thể diệt trừ được linh hồn của chiến kích thì chắc chắn cũng không thể diệt trừ được linh hồn của ma quân. Bởi vì không diệt được cho nên Phật gia mới phải dùng tới bát bộ phù đồ để phong ấn. Phỏng đoán này rất có cơ sở. Nếu thật sự là như thế thì ma quân quả không hổ với cái tên bất diệt. Hắn đã có thể nghĩ ra như vậy thì Thương Khung cũng có thể nghĩ ra. Nếu như ma quân vẫn còn sống thì ma vực của ông ta sẽ có thể lấy lại được vinh quang trước kia. Phật thổ cứ chờ bị san bằng đi. Kéo ngươi xuống đây thật sự là một lựa chọn đúng đắn của ta. Thương Khung bật cười kích động nói, đi tới đi lui xung quanh Triệu Bân. Đáng tiếc ông ta chỉ là một tàn hồn, nếu như có thân thể thì ông ta chắc chắn đã ôm chầm lấy Triệu Bân rồi. Mặc dù ông ta không vừa mắt cái tên này một chút nào nhưng cũng có thể xem như hắn có phúc tướng, rất có duyên với ma vực của ông ta. Tinh khí của ma quân thế nào, Triệu Bân hỏi. Không tốt lắm đâu, Thương Khung cười nói. Ta thấy để ông ấy ở trong chiếc hộp đó sẽ an toàn hơn, Triệu Bân ý vị thâm trường nói. Còn chưa biết đó có phải là ma quân hay không mà hắn đã cảm thấy có chút nao núng. Năm mạch truyền thừa của ma vực hắn đã giết hết 4 thánh tử, nếu như ma quân ghi hận hắn thì nói không chừng sẽ xử lý hắn đầu tiên, lúc trước ở hội đấu giá hắn chỉ mới nhìn lén một chút mà đã bị đánh bay ra ngoài rồi. Có thể tưởng tượng được ông ta có bao nhiêu đáng sợ. Người bị dọa sợ rồi sao, Thương Khung trấn an, ma quân nhà ta ân oán phân minh. Triệu Bân khoanh tay, trên mặt ghi rõ 3 chữ ta không tin. Trong một lúc hắn còn nhìn lại bất diệt chiến kích, hắn vất vả lắm mới có thể chiếm được nó, vì nó mà hắn còn lột cả y phục của Nhan Như Ngọc, kết quả là nó lại có linh trí quá cao cho nên không thể tùy tiện luyện hóa nó thành của mình được. Ông! Trong lúc hắn đang nhìn thì kiếm Long Uyên cũng ông chấn động. Thanh kiếm này cũng có linh trí siêu cao. Nói cách khác, Triệu Bân mỗi ngày nuôi dưỡng thanh kiếm bằng máu tươi cho nên đã dưỡng ra linh trí của nó, hơn nữa nó còn có ý thức tự chủ. Khi nằm trong chiếc nhẫn ma cũng có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh và có phản ứng. Lần này nó tự bay ra ngoài cũng là có lý do. Bình khí gặp bình khí tất có phản ứng, nó đã ngửi thấy được linh trí của bất diệt chiến kích. Triệu Bân thấy nó đang xoay một vòng xung quanh bất diệt chiến kích. Thanh chiến kích cũng phản ứng lại, giống như đang nói, người đang nhìn cái gì vậy? Trở về, Triệu Bân gọi. Kiếm Long Uyên cũng rất nghe lời. Bay trở lại chiếc nhẫn. Nhưng trước khi nó quay lại chiếc nhẫn thì nó còn kịp chém vào bất diệt chiến kích một cái. Vừa chém xong thì nó liền quay đầu bỏ chạy. Con mợ nó. Chiến kích tất nhiên không bỏ qua, nó nhanh như chớp đuổi theo vào trong chiếc nhẫn. Keng, ầm, keng. Sau đó là liên tục những thanh âm đao kiếm va chạm vang lên ở bên trong chiếc nhẫn, mặc dù chiến kích rất cứng rắn nhưng kiếm Long Uyên cũng không kém cạnh. Mỗi một lần va chạm đều khiến ánh lửa tạt ra 4 phía. Triệu Bân thấy vậy thì giật giật khóe miệng. Thương Khung cũng giật mình. Ông ta biết chiến kích là một thanh binh khí bá đạo. Nhưng ông ta không ngờ thanh kiếm kia cũng rất bất phàm. Hơn nữa, nó còn rất không có liêm sỉ, chưa nói gì mà đã chém một kiếm rồi bỏ chạy. Người ta nói rằng chủ nào tớ nấy, có thể thấy chủ nhân của nó cũng thường xuyên hành động thiếu liêm sỉ như vậy. Cho nên ngay cả binh khí của mình cũng không có tiết tháo. Ra ngoài đây mà đánh. Bảo bối của ta. Triệu Bân đau lòng nói, bởi vì hai thanh binh khí đánh nhau mà rất nhiều bảo bối bên trong chiếc nhẫn đều bị phá hoại. Hắn ngay lập tức dùng lực đẩy kiếm Long Uyên cùng bất diệt chiến kích ra ngoài. Ông! Chiến kích kêu lên dữ dội, tự chủ công phạt, bá liệt vô cùng. Kiếm Long Uyên cũng không hề nao núng. Kim quang bắn ra 4 phía, liên tục chém tới tấp. Đánh, đánh chết nó. Thương Khung vô cùng hào hứng, hò hét trợ uy. Binh khí của ma quân quả nhiên không tầm thường, tuyệt đối chiếm thế thượng phong. Ma quân là cấp bậc gì, Triệu Bân là cấp bậc gì, so sánh thì chỉ thấy như một trời một vực, ngay cả binh khí cũng không khác, kiếm Long Uyên có thể đánh bại bất diệt chiến kích mới là lạ. Nhưng nếu như cả hai ở cùng một cấp độ thì điều này cũng khó nói. Thật ngại quá. Triệu Bân hít sâu một hơi, kiếm Long Uyên của hắn quả nhiên không thể đánh lại bất diệt chiến kích. Nói vậy chứ hắn thật ra chẳng biết ngại là gì. Từ bên trong cơ thể của hắn, thiên lôi,
huyền hoàng khí cùng thái âm chân khí đều đã tự thoát ra ngoài. Hay lắm! Cục diện vốn là đơn đả độc đấu tự nhiên lại biến thành bốn đánh một. Người xưa nói rất đúng, đã có thể quần ẩu thì nhất định không được chọn đơn đả độc đấu. Không biết xấu hổ, Thương Khung mắng. Triệu Bân không đáp, chỉ phất tay hóa ra một phân thân. Biết xấu hổ cũng không ích gì. Chân thân không nói, còn phân thân thì đã mở miệng gào to. Mắng người cũng cần có kỹ thuật, để phân thân làm là được rồi. Phân thân này thật thú vị. Thương Khung ngỡ ngàng, bao cảm xúc giạt rào. Ông! Lại nhìn chiến cục, bất diệt chiến kích xem ra không thể gánh nổi nữa, nó đang run lên dữ dội, không biết là đang tẩu hỏa nhập ma hay là đang mắng chửi bốn tên không biết xấu hổ kia đang xông lên chèn ép một mình nó. Có giỏi thì một đấu một đi. Keng, ông, keng. Đáp lại nó, kiếm Long Uyên, thiên lôi, huyền hoàng khí cùng thái âm chân khí vẫn tiếp tục quần ẩu. Trận này Tiểu Kỳ Lân không tham chiến, nó giống như một con chó nhỏ đang ngồi chồm hổm xem náo nhiệt. Thời đại thực sự đã thay đổi. Thương Khung thở dài, đúng là trường giang sóng sau xô sóng trước. Chẳng hạn như là tên nhóc này đây, trong tay có quá nhiều thứ hiếm lạ, thiên lôi, huyền hoàng khí, thái âm chân khí, thánh thú kỳ lân, còn có thanh kiếm Long Uyên kia, bảo liên đăng cùng cây đàn đá, tùy tiện chọn ra một cái cũng đều là bảo vật nghịch thiên. Hai món sau còn tốt, chứ như năm món trước đều đã bị chủ nhân của nó dạy hư, trở thành bộ dạng không biết liêm sỉ. Đường đường là bất diệt chiến kích bá thiên tuyệt địa nhưng bây giờ lại bị quần ẩu đến mức không thể ngẩng đầu lên được. Cũng may cây thần tạo hóa không ra ngoài được. Bằng không thì Thương Khung sẽ lại kinh hãi thêm một lần nữa. Địa cung bên dưới biển chết. Trận chiến đã dừng lại, cho dù bất diệt chiến kích không hòa thuận với kiếm Long Uyên nhưng nó vẫn rất tỉnh táo để nhận ra tình hình. Một bên cắm dưới mặt đất một bên bay trên trời ông rung động như đang nói chuyện với nhau, còn có thiên lôi. Huyền hoàng khí và thái âm chân khí đang bay xung quanh như cũng đang nói chuyện, trông hết sức sinh động. Chín phần tiên lực đúng là có ích. Thương Khung thần thức tặc lưỡi. Giống như thanh kiếm kia cùng với thiên lôi đều đã mạnh lên giống chủ nhân của mình. Chủ nhân lột xác, bọn chúng cùng lột xác. Triệu Bân khoanh chân ngồi xuống, tình tâm nhắm mắt. Hắn chờ đợi đã lâu, không thể tiếp tục lãng phí thời gian được nữa. Bên ngoài, trăng sao sáng tỏ. Dưới ánh trăng có một nhóm người áo đen đang đứng phía trước cấm địa. Đó chính là mấy người Dương Huyền Tông, đường xá xa xôi cuối cùng cũng đã chạy tới, sắc mặt của ai cũng tái nhợt. Cơ Ngân, Vân Yên gọi. Tất cả mọi người đều đang gọi. Đáp lại bọn họ chỉ có sóng biển cuồn cuộn. Hai. Đan Huyền thở dài, lấy ra bầu rượu đổ xuống biển. Dương Huyền Tông im lặng một cách đáng sợ. Ngày thường ông ta là người ôn hòa hàm xúc nhưng tối nay đã lộ ra sự phẫn nộ tột cùng đôi mắt đỏ ngầu, sát khí mãnh liệt bộc phát ra ngoài khiến cho từng tấc nước biển hóa thành hàn băng. Không chỉ có ông ta, ngay cả Vân Yên, Chư Cát lão đạo cùng Linh Lung cũng bộc phát sát khí ngập trời. Nợ máu trả bằng máu. Trưởng giáo Thiên Tông hừ lạnh, xoay người rời đi. Những người còn lại cũng khí thế mãnh liệt, bọn họ đã đến nam vực này rồi thì cũng phải đòi được công đạo trở về. Nhưng bọn họ còn chưa kịp làm gì thì đã thấy từ trên bầu trời xuất hiện một tia sáng lao xuống biến thành một bóng hình xinh đẹp mặc áo đen bộc phát khí thế thiên võ. Hồng Tước lão tổ, Dương Huyền Tông đột nhiên trầm mặc. Quay về đại hạ, Hồng Tước khẽ nói. Nhưng còn Cơ Ngân hắn. Cho dù có muốn báo thù thì cũng phải chờ đại hạ vượt qua kiếp nạn này, Hồng Tước nhẹ giọng nói. Tất cả mọi người đều im lặng, bọn họ biết Hồng Tước đang nói đến điều gì. Tám vương triều lớn vây công, tình hình của đại hạ đang càng lúc càng cấp bách, các biên quan đều diễn ra chiến sự khẩn cấp. Nhanh chóng rời đi. Hồng Tước bộc phát uy nghiêm thiên võ nói. Đi. Bọn họ phải đi. Nếu như bọn họ còn tiếp tục theo đuổi chuyện báo thù thì kết cục cũng không khó đoán trước, chính là toàn quân bị diệt. Nam vực ngọa hổ tàng long, nếu như nhất định muốn báo thù thì với lực lượng này còn lâu mới đủ sức. Đi. Dương Huyền Tông nắm chặt tay, bước đi đầu tiên. Tất cả mọi người cũng hít sâu một hơi rồi đi theo ông ta. Phía trước cấm địa biển chết chỉ còn lại một mình Hồng Tước đứng thật lâu cũng không nói lời nào, nhưng sát ý của Hồng Tước so với Dương Huyền Tông lại càng mạnh mẽ hơn, đã khiến cho sóng biển quay cuồng trong chớp mắt đều kết thành hàn băng. Hồng Tước, lâu rồi không gặp.
sâu trong Nam vực đột nhiên truyền đến một lời. Dám gọi thẳng tên Hồng Tước thì chỉ có thể là người cùng thế hệ, đồng cấp thiên võ. Lời này vừa là chào hỏi vừa là cảnh cáo, cường giả thiên võ ở nơi khác không được động võ ở đây. Hồng Tước xoay người bước đi càng ngày càng xa, sẽ có một ngày Triều Long Đại Hạ dẫn quân xuống phía Nam. Một lời này chính là chiến thư. Cường giả thiên võ trong bóng tối cau mày. Nếu như Dương Huyền Tông nói ra lời này thì bọn họ sẽ chỉ coi nó là một trò đùa, nhưng nếu như Hồng Tước đã nói thì ý nghĩa sẽ khác. Đại hạ Hồng Tước chưa bao giờ nói hai lời, không lâu sau ở Nam vực tất sẽ có chiến tranh. Đêm càng lúc càng sâu. Một lúc sau lại có người khác đến. Đó đều là trưởng lão Ma gia, 8-9 trưởng lão tới đây đều là cường giả chuẩn thiên. Cũng giống như mấy người Dương Huyền Tông, tất cả các trưởng lão tới đây đều tái nhợt, có bi thương cũng có phẫn nộ. Phải báo thù. 8 vị trưởng lão hừ lạnh, sát khí dâng trào. Thật lâu sau cũng không có người đáp lại. Báo thù. Lấy gì báo thù, lấy nhiệt huyết sao? Ngay cả Hồng Tước cùng Thiên Tông cũng đã trở về thì Ma gia dựa vào cái gì để báo thù? Cho dù muốn đánh thì cũng phải đợi Ma gia quật khởi mới miễn cưỡng có đủ tư cách. Lên đường bình an, đại trưởng lão Ma gia lấy ra bình rượu rót xuống biển như tế vong linh, Triệu Bân, rồi sẽ có một ngày Ma gia lấy đầu của bọn chúng để tế vong linh của ngươi trên trời. Các trưởng lão còn lại cũng thế, ánh mắt tràn đầy sự chân thành. Nếu không có Triệu Bân thì cũng sẽ không có Ma gia của ngày hôm nay. Ân tình này của hắn Ma gia sẽ đời đời ghi khắc. Thù oán với Nam vực cũng sẽ được Ma gia đời đời ghi khắc. Nói xong bọn họ cũng rời đi, nhưng chưa rời khỏi Nam vực mà đi thẳng ra biên hoang hải vực. Từ một tháng trước bọn họ đã nhận được tin Triệu Bân muốn đưa Bạch gia ở Nam vực tới thành Thiên Thu, cho nên bọn họ mới chạy tới đây tiếp ứng, nhưng không ngờ còn chưa tiếp cận được Bạch gia thì đã nhận được tin dữ. Triệu Bân mặc dù đã mất nhưng sứ mệnh của bọn họ vẫn còn đó, bọn họ không biết Bạch gia có còn ở Nam vực hay không cho nên mới phải đi tìm. Trên thực tế, Bạch gia vẫn còn ở Nam vực. Nhưng bọn họ đã bị lạc trên biển. Bọn họ đã bị lạc vào một khu vực đầy sương mù không thể nhìn thấy lối ra, mấy lão tướng quân Xích Diễm đều đang mắng chửi, nhà họ Bạch này ở Nam vực lâu như vậy thế mà chưa bao giờ gặp phải tình huống này hay sao? Thật không hiểu nổi. Trước đó bọn họ chia làm hai nhóm, một nhóm hộ tống Bạch gia, một nhóm hộ tống nữ soái, không ngờ kết cục lại là một nhóm bị lạc trong biển sương mù còn bên kia thì bị lạc vào cấm địa. Ta có cảm giác là nó đang đến. Triệu Bân ngồi khoanh chân, không biết đã nhìn lên trời bao nhiêu lần. Giác quan thứ 6 của đàn ông thường không chính xác. Đã mấy ngày trôi qua nhưng trên trời vẫn không có động tĩnh gì. Tiền bối, hay là ông thề gì đó đi, Triệu Bân khoát tay nói. Không thể thề bậy, nếu không sẽ bị thiên lôi đánh, Thương Khung nghiêm túc nói. Xem ông nhát gan chưa kìa. Ngựa non háu đá. Ta. Triệu Bân còn chưa nói dứt câu thì đã nghe tiếng sấm rền. Triệu Bân ngay lập tức đứng dậy, thứ mà hắn chờ cuối cùng cũng đến rồi. Hắn giơ kiếm lên cao chỉ vào bầu trời, trong lòng thầm niệm Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Ngay lập tức thiên lôi đã đánh xuống lòng biển thông qua kiếm Long Uyên, không xem tiên trận chu sát ra gì, lôi uy đáng sợ đánh xuống mạnh mẽ khiến cho đại trận chấn động kịch liệt, lôi quang bắn ra bốn phía. Như vậy cũng được sao? Thương Khung kinh ngạc, tàn hồn run lên. Nếu nhà ông ta không lầm thì đây chính là dẫn lôi pháp. Nói cách khác, tên nhóc này thật sự có thể dẫn lôi. Thảo nào hắn cứ bảo ông ta thề. Hóa ra là hắn muốn dẫn thiên lôi xuống đây để phá vỡ tiên trận chu sát, cho dù không phá vỡ được trận thì cũng có thể khoét ra được một lỗ hổng để bọn họ thoát ra ngoài. Thời đại tạo nhân tài. Ở thời đại của ông ta làm gì có bí pháp thông thiên thế này. Ở thời đại của ông ta chạy trốn thiên lôi còn chưa kịp chứ đừng nói tới chuyện đứng chờ thiên lôi đánh vào người. Tên nhóc này rốt cuộc là truyền thừa của nhà nào mà lại ghê gớm đến như vậy. Thiên phạt. Lôi đình vạn quân. Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, giống như lôi thần điều khiển thiên lôi đánh xuống tiên trận chu sát. Vì thiên lôi đánh xuống cho nên tiên trận chu sát bị buộc phải hiển lộ toàn bộ trận văn, cho dù không dùng thiên nhãn thì vẫn có thể nhìn thấy rõ những đầu trận tuyến, so sánh với tiên trận này thì thiên lôi vẫn mạnh mẽ hơn.
phía đông nam. Thương Khung phấn khởi gào lớn một tiếng. Không cần ông ta nói thì Triệu Bân cũng đã nhìn thấy ở phía đông nam có một đầu trận tuyến bị hư hại, trước kia không thể nhìn thấy nhưng hiện tại có thể nhìn thấy vì Lôi Uy đã buộc nó phải lộ ra ngoài, cũng đồng nghĩa với việc tiên trận chu sát đã lộ ra sơ hở. Phá cho ta! Triệu Bân vừa quát vừa chỉ kiếm về phía đông nam. Khi kiếm của hắn giáng xuống, hàng tỷ luồng lôi điện cũng giáng xuống tập trung tại một đầu trận tuyến. Một trận văn đồ sộ liên tục bị chặt đứt trận tuyến khiến cho đại trận ông chấn động, khắp cấm địa biển chết nổi lên sóng dữ, mây mù quay cuồng bên trên. Có chuyện gì vậy? Những thuyền chiến đi qua cấm địa phần lớn đều dừng lại. Người trên thuyền chiến lấy kính viễn vọng ra xem thì chỉ thấy mây mù kèm với thiên lôi đang đánh xuống, tất cả đều tập trung tại vùng biển đó, cứ như thể đang có giông tố đang xé trời ập đến. Đi! Đi nhanh! Thuyền chiến không dừng lại nữa mà nhanh chóng lướt đi. Cấm địa biển chết rất quỷ dị, hung danh hiển hách, càng đi cách xa nó càng tốt, nói không chừng ngay cả sóng từ nó đánh ra cũng có thể khiến cho sinh linh đổ thán. Ngày thường ai cũng đi đường vòng, làm gì có ai dám đi ngang qua nó để tìm kích thích đấu. Đánh! Đánh cho ta! Đêm nay Thương Khung hết sức kích động, tàn hồn liên tục nhảy lên nhảy xuống hò hét trợ uy. Ông ta không còn muốn ở lại cái nơi quỷ quái này thêm một giây một phút nào nữa, đã nói mà, cái tên nhóc này có phúc tướng, số mệnh nghịch thiên mà thủ đoạn cũng thông thiên. Còn chưa đủ. Hai mắt Triệu Bân sáng như đuốc, dốc hết sức thi triển thiên lôi quyết, liên tục dẫn thiên lôi xuống đánh vào trận văn ở phía đông nam. Khe nứt mở ra càng lớn thì bọn họ càng dễ thoát ra. Lần này thiên lôi đánh xuống rất lâu. Triệu Bân cũng không ngại. Thiên lôi đánh xuống càng nhiều càng tốt. Khi màn đêm buông xuống thì thiên lôi mới chậm rãi tiêu tán. Triệu Bân thu lại kiếm Long Uyên, từng bước nhảy lên lỗ hổng. Sóng lớn biển chết cuộn trào cố kéo hắn trở lại. Chỉ có điều hắn vẫn nhanh hơn sóng biển, ngay lập tức đã nhảy ra khỏi cấm địa. 8.000 năm, cuối cùng lão phu cũng được ra ngoài. Thương Khung nghẹn ngào, tàn hồn bay ra, tham lam hấp thụ linh lực trên biển. Bất diệt chiến kích ông chấn động, cũng muốn phóng ra ngoài hít thở không khí. Nhưng Triệu Bân đã thiết lập cấm chế không cho nó ra ngoài vì sợ bị chú ý. Chỉ trong chốc lát trời quang mây tạnh, một tia tàn hồn đã quấn quanh cổ tay Triệu Bân. Mau tìm hộp sắt, Thương Khung vội vàng nói. Về nhà liền có thể thấy nó rồi, Triệu Bân cười nói, hắn không dám tới thi tộc cùng huyết y môn tìm hộp sắt, cho nên đang nghĩ sẽ đến mộ gia hoặc quay về thành Thiên Thu. Tính toán thời gian thì có lẽ giờ này Bạch Gia cũng đã đến thành Thiên Thu rồi. Chờ ta trở về nghỉ ngơi. Sau đó ta sẽ quay lại tìm các ngươi tính sổ. Triệu công tử mắng một câu rồi xoay người bỏ đi, hắn đang nói đến gia tộc Công Tôn, Cát Gia, huyết y môn cùng thi tộc, lúc này hắn chưa thể báo thù, phải giải quyết xong chuyện của nữ soái trước. Hửm! Vừa ra ngoài thì Triệu Bân đã nhìn thấy một chiếc thuyền chiến khổng lồ. Dưới ánh trăng hắn còn có thể mơ hồ nhìn thấy trên thuyền chiến có treo một chiến kỳ, chính là chiến kỳ của gia tộc Công Tôn đang mãnh liệt đón gió, trên thuyền hẳn là đang vận chuyển khoáng thạch hoặc là tài nguyên tu luyện. Hừm, đúng vậy. Triệu Bân lấy kính viễn vọng ra, xác định đó là thuyền chiến của gia tộc Công Tôn. Trên mũi thuyền còn có một thanh niên tóc bạc đang đứng hóng gió ngắm cảnh. Công Tôn Chí. Triệu Bân nở nụ cười hết sức sung sướng. Hắn vốn dĩ muốn về nhà nhưng không ngờ lại đụng phải cảnh này. Đến đây nào các bảo bối của tà Triệu Bân thu lại kinh viễn vọng, khoác hắc bào rồi làm rối tóc, xong rồi còn lấy một miếng vải đen nhà che lại một mắt tự biến mình thành độc nhân. Long, không phải hắn muốn đưa mà là do muốn. Giả dạng, hơn nữa đêm chạy ra ngoài biển thể này thì chỉ có cướp biển mà thôi. Không lâu sau thì hải vực đã vang lên tiếng trụ chéo liên hồi. Ăn cướp đây. Triệu Bân hả họng hô lên vô cùng khí phách. Thương Khung nghe vậy, tàn hồn không khỏi run rẩy, vừa mới thoát khỏi hiểm cảnh đã gặp ngay cảnh tượng hoành tráng thế này. Tổ tiên của tên này chắc hẳn không phải ăn trộm đâu, phải là phường ăn cướp mới đúng, chuyên cướp bóc trấn lột của người ta. Theo suy nghĩ của ông ta, phía sau chắc chắn sẽ có mấy câu như. Đường này do ta mở. Cây này do ta trồng. Muốn đi ngang qua đây. Hắt xì. Phải để lại lộ phí. Nhìn đi, Thương Khung đoán không sai tí nào, cử chỉ hành động của Triệu công tử cực kỳ trơn tru, điểm duy nhất không hoàn hảo là vì hắn hắt xì một cái nên câu nói không liền mạch,
chắc hẳn là vì nửa đêm nửa hôm có ai đó không ngủ nổi nên hỏi thăm hắn. Tóm gọn lại, phần mở màn của Triệu Bân cực kỳ chói mắt. Ở phía đối diện, thuyền chiến của Công Tôn gia không hề ngừng lại, nhưng ở mũi thuyền có thêm rất nhiều bóng người, ai nấy xách theo binh khí. Vốn tưởng rằng đối phương là một nhóm hải tặc hùng hậu, không ngờ rằng chỉ có đúng một kẻ đang hô hào. Tiểu tử, mới bước chân ra giang hồ ngày đầu à? Công Tôn Chí cười khẩy, nhìn Triệu Bân với vẻ hứng thú. Nếu không phải ngày đầu hành nghề ăn cướp, làm sao có thể không nhận ra cờ hiệu của Công Tôn gia? Đám hải tặc nhìn thấy đặc trưng này còn phải đi đường vòng, lần đầu hắn ta thấy hải tặc dám chặn thuyền chiến của Công Tôn gia, đã vậy đối phương chỉ có một mình, không biết nghĩ quẩn tới mức nào. Ta rất chuyên nghiệp đấy. Đừng nhiều lời, để lại tài vật đi. Triệu Bân hét toáng lên, gương mặt hung thần ác sát, vác theo bất diệt chiến kích trông cực kỳ cà lơ phất phơ. Hắn vốn định dùng kiếm Long Uyên. Chết tiệt. Không biết tự lượng sức. Cùng với một tiếng thét lớn, hai cao thủ đạt địa tạng đỉnh cao lao ra khỏi chiến thuyền, khí thế hùng hổ làm mặt biển cuộn trào sóng dữ, chưa lao tới nơi đã vung đòn tấn công, từng nắm đấm từng trưởng pháp hết sức mạnh mẽ. Triệu Bân cười khẩy, chân đạp lên bước phong thần, tránh được một cú đấm. Người lao tới gần hắn nhất bị hắn vung chiến kích chém chết, người thứ hai cũng không khá hơn, chưa kịp chấn kinh đã bị chém đứt đầu. Phụt, phụt. Hai dòng máu đỏ thấm cực kỳ chói mắt. Người trên thuyền thấy thế mà cực kỳ kinh hãi, đến cả Công Tôn Chí vốn cợt nhả cũng phải khép quạt lại, đôi mắt nheo thành hai đường thẳng. Đối phương chỉ là võ tu địa tạng tầng 5 mà quá mạnh, chỉ mới giáp mặt đã lấy mạng hai cao thủ đạt đỉnh địa tạng trong chớp mắt, e rằng tên hải tặc lớn gan này có lai lịch không tầm thường. Bắt sống hắn cho ta, Công Tôn Chí lạnh giọng ra lệnh. Lệnh ban ra, hai lão già đồng loạt ra khỏi chiến thuyền. Một người mặc áo bào vàng rực rỡ, một người mặc ngân bào tung bay, oai phong lẫm liệt, khí thế mạnh mẽ, toàn là cao thủ chuẩn thiên hàng thật giá thật. Trong quá trình vận chuyển đá quặng, hai người này vừa là người điều hành vừa là người yểm trợ, cũng là hai cao thủ chuẩn thiên duy nhất trên thuyền. Ấy thế mà Công Tôn gia còn thấy nhiều đấy. Họ luôn nghĩ rằng danh tiếng của Công Tôn gia rất hữu hiệu. Họ cho rằng, hải tặc trông thấy cờ chiến của Công Tôn gia sẽ phải tự tránh né từ xa. Nào ngờ rằng hôm nay gặp phải kẻ khó xơi. Tiểu bối, ngươi chọc phải người không nên chọc rồi. Lão già áo vàng điềm tĩnh nói, một trường pháp từ trên trời ập xuống. Triệu Bân chẳng buồn nhìn, vung chiến kích chọc lên trời, tung ra trưởng ấn, đến cả lão già mặc áo vàng cũng bị hất văng ra ngoài. Trong mắt lão ta tràn ngập vẻ thất kinh, mẹ kiếp, đây là võ tu địa tạng sao? Sao mà mạnh thế? Đùa chắc. Chín phần tiên lực sờ sờ ra đó kìa. Cho dù không có tiên lực, Triệu Vân vẫn có thể đánh lão ta thành cho bụi. Cấm. Lão già ngân bào lao tới, dùng bí pháp tạo ra một cái chuông lớn từ trên trời úp xuống. Triệu Vân cũng chẳng buồn phòng ngự, trở tay vung kích, đập vỡ cái chuông. Lão già ngân bào gặp phải phản phệ, rên lên một tiếng rồi lùi ra sau, miệng trào máu tươi. Giống như lão già áo vàng. Người này cũng tỏ ra kinh hãi. Thế này. Người trên thuyền càng thêm ngạc nhiên. Đó là cao thủ chuẩn thiên đấy, vậy mà một đòn tấn công đã bại. Đi trợ giúp, Công Tôn Chí hầm hừ. Đêm nay chiến thuyền của Công Tôn gia thật sự gặp phải cao thủ rồi. Khỏi cần hắn ta lên tiếng, mấy chục võ tu địa tạng trên thuyền cũng lao ra. Nào. Triệu Bân cũng hăng máu, không hề dùng tới phòng ngự. Hắn lao vào đám đông, chẳng theo quy luật gì, chỉ cần vung bất diệt chiến kích, đi tới đâu vung đến đó. Võ tu địa tạng tấn công hắn, ai cũng thế, không một ai đỡ nổi một kích của hắn nên bay tứ tán như chim, kẻ nào căn cơ không vững còn chết ngay tại chỗ. Khung cảnh hết sức đẫm máu. Đây không phải chiến đấu. Đây là đơn phương đồ sát. Giết! Lão già mặc áo vàng hừ một tiếng, giơ cao thanh kiếm chỉ lên bầu trời. Một luồng sáng đen ngòm với lực sát thương cực mạnh từ trên trời dội xuống. Lão ta không muốn bắt sống hắn nữa, càng không thể nương tay, phải giết tên này thôi. Triệu Bân cười khẩy, vung trường xua hết ánh sáng. Trường này có dư chấn, lão già mặc áo vàng phải liên tục thối lui. Lên đường may mắn nhé. Triệu Bân hô to một tiếng, quăng chiến kích từ đằng xa.
Lão già mặc áo vàng chưa kịp đứng vững đã bị một kích cắm chết giữa hư không, đến cả bản thân lão ta cũng không dám tin rằng mình bị tiêu diệt chỉ bằng một đòn đánh của võ tu địa tạng. Soạt! Lão già mặc ngân bào run rẩy, quay người chạy trốn. Cảnh tượng này quá đỗi châm biếm, dù sao cũng là cao thủ chuẩn thiên mà không dám đối mặt, lại nghĩ đến chạy trốn. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, chạy trốn là lựa chọn thông minh, lão ta lao tới cũng không làm được gì. Tiền bối, đi đâu mà vội thế? Triệu Bân đuổi theo, vung kích chém bay lão ta. Lão già ngân bào hộc máu, lảo đảo lùi ra, hai mắt lộ vẻ khiếp sợ, tiên lực. Đoán đúng rồi. Triệu Bân lạnh lùng đáp lại, sử dụng Chu Tiên Quyết. Lại thêm một dòng máu bắn tóe ra, lão già mặc ngân bào bị xuyên thủng đầu. Đòn tuyệt sát không thể tránh né. Triệu Bân phất tay, thu thi thể của lão ta vào trong chiếc nhẫn ma. Cùng cảnh ngộ bị thu về còn có thi thể của lão già mặc áo vàng. Hai thi thể cảnh giới chuẩn thiên, chắc là Thương Khung sẽ rất thích. Cứ tạm thời dùng chúng, sau này gặp được thân xác thích hợp hơn thì đổi. Thi thể các cường giả khác của Công Tôn gia cũng không bị bỏ lại, bởi trên cơ thể chúng đều có tài vật, đợi lát nữa sẽ quét sạch sau. Đây cũng là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, Triệu công tử làm việc nhanh nhẹn lắm. Ngươi chạy được sao? Tiêu diệt đám cường giả xong, Triệu Bân chạy thẳng tới chiến thuyền. Không sai, chiến thuyền đã được lái đi rồi. Hoặc cũng có thể nói là đã bỏ chạy rồi, tốc độ cực kỳ nhanh, giống như một tia sáng vụt qua vậy. Cộng thêm việc chiến thuyền nguy nga, hoành tráng, lại thuận hướng gió nên tạo ra những con sóng lớn cuồn cuộn. Một tên cảnh giới địa tạng. Sao lại mạnh đến thế? Công Tôn Chí đích thân lái thuyền, sắc mặt tái mét. Số người cảnh giới huyền dương còn lại trên thuyền cũng mặt mày trắng bệch, không ngờ hai cảnh giới chuẩn thiên và mấy chục cảnh giới địa tạng đều bị tiêu diệt hết, đến ý chí chiến đấu, đám lâu la bọn họ cũng không hề có. Đã đến rồi mà còn muốn chạy sao? Triệu Bân nhanh như một tia sáng, phóng theo sau. Hắn vác chiến kích, đáp lên chiến thuyền sau một tiếng ầm. Giết! Giết cho ta! Công Tôn Chí hét lớn, còn cả người hắn ta thì liên tục lùi về sau. Đến lúc này, dường như mệnh lệnh của hắn ta đã không còn tác dụng, các cảnh giới địa tạng còn lại đều hoảng loạn bỏ chạy nhưng bọn họ đã không thể thoát được. Triệu Bân giơ tay lên, kiếm khí và bóng người lớp lớp nối đuôi nhau ập xuống. Tiếng hét thảm thiết lên, vang. Không ai trong số người Công Tên ra trên chiến thuyền thoát được, máu loang lề khắp chiến thuyền, chảy dài xuống biển, nhuộm đầy cả một vùng, những con thú lớn dưới lòng biển đều không chịu yên phận, đáng tiếc là không con nào dám xuất hiện. Công Tôn huynh, lâu quá không gặp. Khi chắc chắn đã giết chết hết tất cả, Triệu Bân mới tháo bỏ lớp ngụy trang. Công Tôn Chí nhìn thấy thì trợn hai mắt, đồng tử thu nhỏ lại, cơ. Cơ ngân. Nhớ ra ta chưa nào, Triệu Bân cười lộ hai hàm răng trắng. Không thể nào, chuyện này sao có thể. Công Tôn Chí kích động hét lên, ánh mắt đầy vẻ không sao tin nổi, một tên cảnh giới địa tạng bị cuốn vào cấm địa biển chết. Không ngờ lại có thể sống sót trở ra, hơn nữa tu vi còn tăng lên hai bậc, có vẻ trong khí tức còn chứa thêm tiên lực. Sau khi hắn vào cấm địa thì đã đạt được tạo hóa hiếm có sao. Soạt! Triệu Bân phóng đến trong tích tắc nhanh như một bóng ma. Mặt Công Tôn Chí biến sắc, hắn ta bỏ chạy thật nhanh. Nhưng hình như tốc độ của Triệu Bân còn nhanh hơn, bám theo như một chiếc bóng. Công Tôn Chí như phát điên. Không biết hắn ta đã dùng đến cấm pháp gì mà lại có một bóng người xông ra từ trong cơ thể, chiếc bóng đó còn tỏa ra khí thế thiên võ, chắc là một loại bí pháp bảo vệ gì đó của nhà họ Công Tôn. Phá! Triệu Bân lạnh lùng hét lên rồi thi triển uy thế thiên võ. Chiếc bóng ảo đó bị chấn đến mức lập tức biến mất ngay, đến cả Công Tôn Chí cũng bay lộn nhào. Công Tôn Chí vừa mới đáp đất thì Triệu công tử liền xuất chiêu thiên thủ đại la, trưởng cho hắn ta phải khuỵu gối. Xương cốt nát vụn, kêu lên lạo xạo, nghe rất ghê. Cảnh giới địa tạng đỉnh phong thì đã sao, cũng chẳng ra gì, bị khống chế chỉ với một trường, dù cho hắn ta có rằng có cỡ nào thì cũng không thể thoát khỏi được vòng kiềm kẹp của Triệu Bân. Lão tổ sẽ không tha cho ngươi đâu. Công Tôn Chí hét lớn, đầu tóc rối bời. Theo ông trời thì vì hắn ta đã khiếp sợ đến tột điểm nên mới dùng cách đó để giải tỏa. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Triệu Bân nhấc tay lên, trưởng một trưởng khiến Công Tôn Chí ngất đi. Đấy là thiếu chủ của nhà họ Công Tôn mà, rất đáng giá.
đòi 10 tỷ thì chắc nhà họ Công Tôn cũng sẽ không phản đối. Gia tộc siêu lớn mà, không thiếu tiền. Mặc dù không giết nhưng không có nghĩa là không vơ vét bảo vật. Tài sản của Công Tôn Chí bị quét sạch, đến cả quần áo trên người cũng bị lột hết xuống, chỉ còn sót lại một cái quần trong. Theo như cách nói của Triệu Bân thì khắp nơi trên người tên này đều có báu vật, đến quần áo trên người cũng không phải đồ thường, đem đi bán cũng được 10 vạn lượng, mỗi có nhỏ thì cũng là thịt mà. Cái này cũng là của ta. Triệu Bân rất tự giác, móc lấy thiên nhãn bản nguyên của Công Tôn Chí. Trước đó, vì bị Công Tôn Chí theo dõi, suýt nữa hắn đã phải bỏ mạng ở thành Lạc Nhật. Nghĩ kỹ lại, hắn còn phải cảm ơn Công Tôn Chí. Nếu như không nhờ bọn họ chặn đường cướp của thì hắn cũng sẽ không thể nào bị nhốt trong thành Lạc Nhật, càng không bị đẩy đến cấm địa biển chết, đương nhiên cũng không thể có được tạo hóa hiếm có sau đó được. Bản nguyên hợp nhất. Nói chuyện tốt là có chuyện tốt ngay. Không ngờ sau khi hợp nhất bản nguyên thì còn có thể kế thừa năng lực thiên nhãn. Cũng tức là thiên nhãn truy vết. Mặc dù năng lực này không có uy lực gì nhưng vào thời điểm mấu chốt thì lại phát huy tác dụng lớn. Khá lắm. Triệu Bân mỉm cười, mở ra kho hàng của chiến thuyền. Khi cánh cửa kho được mở ra, ánh sáng lấp lóe. Giống như những gì hắn dự đoán, tất cả đều là khoáng thạch, hơn nữa còn là hổ vân huyền thiết hiếm có. Đó là những món đồ quý, là nguyên liệu tốt để đúc binh khí, ngoài thị trường có bán nhưng giá cả lại cực kỳ đắt đỏ, có tiền cũng chưa chắc mua được, không ngờ trên con thuyền này của nhà họ Công Tôn lại có nhiều đến thế. Đều là của ta. Triệu Bân đương nhiên sẽ không khách sáo mà lấy hết toàn bộ. Ngoài ra, còn có tài sản trên chiến thuyền, hắn cũng không chừa lại thứ gì, đến cả nồi chén, thau chậu mà hắn cũng không bỏ qua, nhìn sao cũng giống dân thu mua đồng nát, không có thứ gì là hắn không cần đến, cầm về thì thứ nào cũng có thể đổi lấy tiền. Cướp vẫn là cách có tiền nhanh nhất. Ông trời cũng phải suýt xoa, ông là một khán giả trung thực. Lúc này mà còn nói tổ tiên của hắn không phải cường đạo thì có quỷ mới tin. Còn có thứ nhanh hơn nữa. Triệu Bân mỉm cười rồi xách Công Tôn Chí đi. Cướp bóc chỉ được chút tiền lẻ, bắt cóc mới nhiều tiền. Chẳng hạn như tên này, bắt đi là có thể đổi tiền tỷ, lần sau phải bắt cóc tiếp mới được. Gặp lần nào bắt lần đấy. Mỗi lần 10 tỷ. Con đường phát tài đây mà. Trời sáng rồi. Sáng sớm, khắp nơi trong Nam Vực đều vang tiếng cười. Cái gọi là trời sáng tức là bóng tối bao trùm Nam Vực suốt một tháng qua cuối cùng cũng tan, ánh nắng hiền hòa đầy ấm áp. Rất nhiều người đứng trên mái hiên, tắm mình trong ánh sáng, so với bóng tối thì họ càng thích ánh sáng hơn, thức dậy lúc sáng sớm thì tinh thần cũng khá tốt. Một ngày mới đến. Là một khởi đầu mới. Này nhà Công Tôn! Mang theo 10 tỷ đến đảo Sâm La chuộc thiếu chủ của các ngươi về đi, đến trễ thì ta không chờ đâu. Trời vừa sáng thì đã có tiếng quát to lớn vang vọng, chắc nó đã được dùng bí pháp để truyền khắp bốn phương. Đương nhiên đây là giọng Triệu Bân rồi. Hắn đã bắt được con tin và đang nôn nóng đòi tiền. Những lời đó của hắn đã gây ra sóng to gió lớn, chỗ nào hay tập trung đông người như quán trà quán rượu, quán cơm thì mọi người đều ngây ra rồi sau đó vỡ òa. Bọn họ đã không nghe sai, ai đó đã bị bắt cóc rồi. Đấy là thiếu chủ của Công Tôn gia. Ai mà to gan đến vậy? 10 tỷ, tham lam thật đấy. Nhà Công Tôn có tiền. Tiếng bàn tán lúc trầm lúc bổng, rất nhiều người đứng dậy, ba người hoặc năm người một nhóm, chạy thẳng về phía đảo Sâm La, họ muốn xem thử là cao thủ phương nào mà lại dám động đến thiếu chủ Công Tôn, đấy là gia tộc siêu lớn, từ xưa đến nay. Chưa ai đụng đến họ mà có kết cục tốt đẹp cả, chỉ có thảm và thảm hơn mà thôi. Bất kể là ai, cũng phải bắt sống cho ta. Máu nóng nhà Công Tôn dâng trào, Công Tôn hãn đích thân dẫn người đi. Ngoại trừ lão ta còn có một đống cường giả, người yếu nhất cũng đạt tới địa tạng đỉnh cao, đoàn người khí thế hung hãn tiến về phía đảo Sâm La. Bởi vì chuyện của cơ ngân mà họ vẫn còn tức anh ách. Đang buồn bực vì không kiếm được chỗ chút giận lại có kẻ thích tìm kích thích. Náo nhiệt hẳn. Sau một tháng trời, Nam Vực lại náo nhiệt rồi. Ngẩng đầu nhìn lên, từng con tỏa kỵ biết bay lượn qua bầu trời, trên mỗi con có một người đứng sẵn, đa phần là mấy kẻ không màng tu đạo chạy tới hóng hớt, nhất là hóng chuyện của Công Tôn gia. Ai nấy cười ha hả,
ai bảo ngươi bắt nạt người khác, nhìn đi, bị người ta bắt cóc tống tiền kìa. Đây chính là quả báo nhãn tiền. Đảo Sâm La. Trên đỉnh núi cao. Triệu Bân đã vắt chéo hai chân đợi sẵn, một tay cầm tẩu thuốc phì phèo nhả khói, trong màn khói vấn vít, hắn giống như người tu tiên. Đẳng cấp cần có trong truyền thuyết hiển lộ hoàn toàn, cực kỳ chói mắt. Hắn ở đây. Công Tôn Chí cũng ở đây. Tên này trông rất chật vật, từ đầu đến chân chỉ có mỗi một cái quần cộc, còn bị trói nghiến, miệng nhét tất thối. Đây là tù binh phiên bản cảnh giới địa tạng, nước mắt lưng tròng, không biết vì quá sợ hay quá sặc. Đầu óc hắn ta cứ mơ mơ màng màng màng, hay nói cách khác, Triệu Bân đã đút cho hắn ta uống nước phong tình. Đừng sợ, ta chỉ cần tiền thôi. Triệu Bân nói vậy, còn vỗ vỗ Công Tôn Chí. Đáp lại hắn là những tiếng ướm ướm của Công Tôn Chí, hắn ta bị bịt miệng nên nói không thành tiếng, nhưng ngụ ý rất rõ ràng, đừng để ông đây biết ngươi là ai, nếu không, ta sẽ tiêu diệt cửu tộc nhà ngươi. Đùng, đùng uỳnh uỳnh. Bầu trời xung quanh nổi lên tiếng nổ lớn. Gia chủ còn chưa tới, người hóng chuyện đã tới rồi, bốn phương tám hướng đều là người, ai nấy chạy tới hóng hớt. Sau khi lên đảo, nhìn thấy Triệu Bân, muốn nhìn trộm dung nhan của hắn đều bị trói đến mức nổi đom đóm mắt. Thuật ẩn giấu mạnh quá. Bắt cóc mà, phải giấu kỹ như mèo giấu phân chứ. Chắc chắn là cao thủ đạt đỉnh chuẩn thiên rồi. Người hóng chuyện khoanh tay, chọn sẵn vị trí, chỉ đợi kịch hay. Triệu Bân đảo mắt nhìn quanh, ngó thấy không ít người quen. Có Huyết Y Môn, có Thi Tộc, thậm chí Cát Gia cũng phái người tới. Các thế lực khác đa phần cũng tề tựu, họ ẩn mình trong đám đông và nhìn trộm hắn, tiếc rằng nhãn giới chưa đủ nên không phá được bí ẩn về thân phận. Nhìn mãi, Triệu Bân bỗng nhướng mày. Ngoại trừ người của Nam Vực, hóa ra còn có cả người của Ma Gia. Tuy họ đều mặc đồ đen, nhưng hắn có thể thấu thị. Các trưởng lão của Ma Gia, từ trưởng lão thứ tư tới trưởng lão thứ tám, ai nấy đều tiến lên cảnh giới chuẩn thiên rồi. Sao lại chạy tới Nam Vực nhỉ, Triệu Bân thầm nghĩ. Nghĩ cũng phải, tin tức hắn bị cuốn vào biển chết chắc hẳn đã truyền đi khắp nơi, Ma Gia làm sao có thể không biết. Chắc hẳn họ tới nghe ngóng tin tức, trùng hợp gặp lúc hắn bắt cóc con tin nên chạy tới xem. Hắn đoán đúng, nhưng không hoàn toàn. Trưởng lão của Ma Gia vốn đi tìm Bạch Gia. Nhưng tìm kiếm mấy ngày trời mà không thấy tung tích của Bạch Gia, đến cả chút thông tin cũng không có. Đang hết đường xoay sở thì đột ngột nghe tin có kẻ bắt cóc, lại còn bắt cóc Công Tôn Chí, bèn tới xem. Nhìn xem có quen không, bát trưởng lão nói. Hình như từng gặp ở đâu rồi, tam trưởng lão vuốt râu. Khí chất của kẻ này giống tên đó quá, lục trưởng lão thâm trầm. Mấy lão già cứ lầm bầm. Chỉ một lúc thôi mà họ đã đánh giá Triệu Bân mấy chục lần. Nhìn mãi, Triệu công tử đành nháy mắt với họ. Toàn là kẻ lọc lõi, tất nhiên có thể hiểu được, trước kia phối hợp với nhau ăn ý như thế, chỉ cần một ánh mắt là đủ rồi. Thử hỏi, có quyến rũ không? Các trưởng lão sừng sốt. Đệt. Sau đó là một tiếng chửi thề cực kỳ khí phách. Tiếng chửi này quá đột ngột, những người đứng gần họ giật mình suýt tè ra quần, sắc mặt của các trưởng lão cũng lập tức xa sầm. Trước khi đến đây chưa uống thuốc hả mấy lão già, hô hào cái đầu mấy lão. Thế mà vẫn còn sống. Mẹ kiếp, phí cả nước mắt. Hay lắm Triệu Bân. Các trưởng lão phấn khích hẳn, hai mắt sáng ngời. Có lẽ vì quá kích động nên họ cùng nhau hỏi thăm Triệu Bân trong lòng. Đúng là đánh giá hắn quá thấp rồi, rơi vào cấm địa của biển chết mà vẫn sống sót trở ra được, nhìn khắp lịch sử Nam Vực thì hắn là người đầu tiên đấy. Đã bảo rồi mà. Chuyện bắt cóc tống tiền, người bình thường không làm được đâu. Phải có một thứ khí chất mà người bình thường không có, nào là phong cách chói mắt ấy, nào là tinh thần vô liêm sỉ ấy, khắp thiên hạ này tuyệt đối không có người thứ hai. Ngoại trừ Triệu Bân của Thành Vong Cổ, không ai làm được. Đùng, đùng uỳnh uỳnh. Khi họ đang nhìn thì thấy khói sương đột nhiên kéo tới. Người của Công Tôn ra tới rồi, bóng người ùn ùn như mây, khí thế cuồn cuộn làm rung chuyển cả vòng trời. Nơi mà họ đi qua luôn nổi sóng lớn. Nhìn từ đằng xa đã cảm nhận được sát khí lạnh như băng. Đứng xa xa ra. Đám người hóng hớt vội lùi về sau, nhường chỗ cho họ. Lát nữa nếu đàm phán không thuận lợi,
Công Tôn gia sẽ nổi điên đấy. Kẻ nào gây chuyện? Người còn chưa tới, tiếng đã vang vọng rồi. Đám đông hóng chuyện thậm chí còn ngất xỉu vì chấn động, có trời mới biết Công Tôn gia kéo theo bao nhiêu cường giả đến. Nhân vật tầm cỡ lão tổ Công Tôn gia là Công Tôn Hãn còn chạy tới, đủ biết đội hình hùng mạnh cỡ nào. Nhắc tới Công Tôn Hãn, Công Tôn Hãn đã đến. Khí chất của lão ta quá khủng khiếp, dẫm chân xuống mà ngọn núi rung lắc, sát ý đáng sợ điên cuồng phóng ra khiến từng tấc đất trên đỉnh núi đổ sộ kết thành lớp băng lạnh toát, sát khí lạnh thấu xương. Những cường giả phía sau cũng lần lượt tiếp đất. Ừ đấy, ngọn núi này sắp bị đè sập luôn rồi. Bình tĩnh thôi, hai ta liên kết với nhau bằng bí pháp đấy. Ta mà chết, hắn phải bồi táng, Triệu Bân thong dong nói, hắn cầm tẩu thuốc gõ gõ tàn thuốc lên mỏm đá. Bao nhiêu người có mặt ở đây, chỉ mình hắn vững vàng nhất. Người có biết cái giá phải trả khi chọc giận Công Tôn gia, Công Tôn Hãn lạnh lùng nói. Bớt nói nhảm đi, tiền trao cháo múc, Triệu Bân nhả khói phun mây. 10 tỷ, khẩu khí của ngươi lớn nhỉ, tam trưởng lão của Công Tôn gia thét lên. Đại tộc siêu cấp mà, nhà ngươi thiếu gì tiền, Triệu Bân móc mỉa. Công Tôn Hãn không nói gì, dồn hết nhãn lực nhìn trộm dung mạo của Triệu Bân hết lần này đến lần khác, tiếc rằng vẫn chưa thể nhìn thấu được. Điều này khiến lão ta rất kinh ngạc, người này thật quỷ dị, hắn phải dùng thuật ẩn giấu mạnh tới cỡ nào mới ngăn được lão ta nhìn trộm, thêm cả khí tức như ẩn như hiện của đối phương nữa. Nhìn đủ chưa, Triệu Bân liếc mắt nhìn Công Tôn Hãn. Ngươi chắc chắn không phải phường vô danh, Công Tôn Hãn cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, sau đó phì cười chế nhạo, với tu vi và bối phận của ngươi mà cũng làm ra được chuyện này, không sợ hậu nhân chê cười à? Ta ngươi 8 lạng nửa cân thôi, mặt mũi đâu mà thuyết giáo lão phu, Triệu Bân cười khẩy. Câu nói này rất đúng ý đám đông. Người có mặt ở đó cảm thấy đồng cảm sâu sắc, không nói đâu xa. Cứ nói ngay cơ ngân của Thiên Tông. Bao nhiêu cường giả chặn đánh một võ tu cảnh giới địa tạng, mẹ kiếp mất sạch thể diện, đúng là không có mặt mũi thuyết giáo người khác. Sắc mặt Công Tôn Hãn lập tức xa sầm. Gia tộc Công Tôn của lão ta đúng là có nhiều ngân lượng. Nhưng so với tiền, lão ta muốn biết đối phương là ai hơn. Sự nhẫn nại của ta có giới hạn đấy nhé, Triệu Bân điềm tĩnh nói, sát kiếm đã đặt ngang vai Công Tôn Chí, ngụ ý không thể nào rõ ràng hơn. Hoặc là lấy ra 10 tỷ, hoặc là ngươi về nhà chuẩn bị hậu sự. Chết tiệt! Vẫn là tam trưởng lão Công Tôn, dùng tới đại chiêu ngay lập tức. Công Tôn Hãn hầm hừ đè ông ta lại, tiện tay quăng ra một túi tiền vứt cho Triệu Bân từ khoảng cách xa. Trong túi toàn là bùa chữ vật, bên trong bùa chữ vật vẫn là bùa chữ vật, bên trong nữa toàn là ngân phiếu. Ực! Đám đông xung quanh nuốt nước bọt, đưa thật à? Chứ không đưa thật thì sao? Không đưa thì hắn không thả người. So với 10 tỷ, dường như Công Tôn Chí đáng giá hơn. Hắn ta là tương lai của Công Tôn gia, là người thừa kế của gia tộc Công Tôn đấy. Tiền tài không thể nào đong đếm được. Tăng giá à? Chắc là tính theo cân thịt. Tập thể trưởng lão của Ma gia vuốt râu, lúc hắn bắt cóc Hoa Đô mới đòi 9.000 vạn, đến đây đã là 10 tỷ rồi, so sánh đôi bên thì người Nam vực vẫn nhiều tiền hơn. Bắt cóc một người bên này bằng cả đống người bên kia. Thả người, Công Tôn Hãn tức giận thét lên. Dẫn về đi, Triệu Bân giơ chân đạp Công Tôn Chí về. Sức mạnh của cú đạp này cũng rất kinh khủng, đạp cho hắn ta bán thân bất toại ngay tại chỗ. Giết! Cường giả Công Tôn ra thét lên, nhất tề nhào lên. Nào là đao mang kiếm quang, nào là quyền ảnh trưởng ấn, nện xuống ầm ầm. Triệu Bân nhìn cũng chẳng buồn nhìn, hắn biến mất trong chớp mắt. Bắt cóc đòi tiền chuộc cũng là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, hắn đã sắp xếp sẵn rồi, sử dụng thuật triệu hồi ngược hướng trốn ra một ngọn núi khác, đồng thời truyền tống liền mạch 3 lần liền, trốn xuống lòng đất của hòn đảo này. Người đâu rồi? Mấy kẻ hóng chuyện sững sờ, hết sức kinh ngạc. Mấy lão già có mặt ở đó, chỉ trừ trưởng lão của Ma gia, ai nấy nheo mắt lại. Một người sống sờ sờ như thế, nói mất là mất luôn, tiêu biến giữa không trung. Dù họ dùng hết khả năng cảm nhận cũng không tìm thấy chút tung tích nào. Sao có thể như vậy được? Công tên Hàn nhíu mày. Lão ta vẫn luôn canh chừng đấy chứ. Vậy mà đối phương chi chớp mắt đã biến mất. Đến là ta còn như thế, huống hề là các cường giả khác của Công tên gia. Họ đào mắt nhìn nhau, mặt mũi mờ mịt, từ khi tu đạo đến giờ,
họ chưa từng thấy chuyện gì quỷ dị như vậy, tên đó bốc hơi sao? Quả nhiên là đã chuẩn bị từ trước, nhiều lão bối tỏ ra trầm ngâm. Trước đó không lâu, họ còn đang nghĩ xem đối phương sẽ thoát khỏi sự truy sát của công tôn ra thế nào. Giờ phút này, họ thực sự đã hiểu, giữa ánh mắt chăm chú của đám đông mà biến mất không một dấu vết. Chắc hẳn đây là một bí pháp nghịch thiên nào đó, vậy nhưng nhãn giới của họ quá thấp, đến giờ vẫn chưa nhìn ra được manh mối. Cách này kiếm tiền nhanh nhỉ, tiếng suýt xoa không ngừng vang lên. Bắt cóc thiếu chủ của nhà nào đó là có ngay 10 tỷ tới tay. Thế nhưng, không phải ai cũng làm được chuyện này. Không có bản lĩnh cứng cáp thì đừng đâm đầu vào chỗ khó. Người này có át chủ bài, tự tin có thể trốn thoát được, nếu đổi lại là người khác e rằng không thể thần thông như vậy đâu. Tìm cho ta. Công tôn Hãn phẫn nộ, tiếng thét của lão ta rung chuyển trời xanh. Nói thật lòng, mệnh lệnh của lão ta chẳng dễ chấp hành, rất làm khó người ta. Tìm kiểu gì? Không biết đối phương là ai? Không biết hắn đã chạy đi đâu? Đảo Sâm La lớn như thế này, có bao nhiêu người ở đây, trời mới biết kẻ đó là người nào. Hôm đó ở thành Lạc Nhật, bốn thế lực lớn huy động đội hình lớn cỡ nào, liên thủ bắt bớ mà còn không tìm thấy cơ ngân chứ đừng nói tới hòn đảo chết chóc này, không có kết giới hộ thành ngăn cản, e là kẻ đó đã chạy mất dạng rồi. Câu này không sai. Triệu công tử mà chạy thì cao thủ thiên võ cũng chưa chắc đã ngăn được. Chỉ một chốc mà hắn đã từ lòng đất trốn ra khỏi đảo Sâm La, đồng thời còn trà trộn vào đám đông, khoanh tay rất nghiêm chỉnh, giống như người bình thường, nghiễm nhiên trở thành một kẻ hóng chuyện. Vội vội vàng vàng, thế mà vẫn đến muộn. Một ông già vội vàng chạy tới hóng chuyện. Thế nhưng khoảng cách quá xa, bây giờ mới chạy tới. Có lẽ vì dồn hết mã lực hoặc vì tư thế không đúng nên không cẩn thận bị trẹo lưng, bây giờ đang phải bám vào Triệu Bân mà thở. Ai bắt cóc tống tiền thế, lão già nhìn lên đỉnh núi rồi lại nhìn Triệu Bân. Lão phu đêm qua xem tinh tượng, chắc hẳn là cơ ngân, Triệu Bân móc mỉa. Người nói năng như thế, ra ngoài rất dễ bị ăn đòn đấy. Ta không nói như thế thì ra ngoài cũng thường xuyên ăn đòn thôi. Xí. Lão đầu không để tâm lắm, bụng lưng chen vào đám đông. Triệu Bân thì thở dài. Hiếm được lúc hắn nói thật, vậy mà lão già này không tin. Trưởng bối ma gia nhìn thấy cũng phải chặt lưỡi suýt xoa. Nếu không biết Triệu Bân có át chủ bài, họ cũng không dám tin. Dù là cao thủ thiên võ cũng không thể nào biến mất trong chớp mắt, càng không thể trốn khỏi tầm nhìn của đám đông giữa thanh thiên bạch nhật. Thế mà tên đó làm được. Đi thôi. Triệu Bân nói rồi quay người đi luôn, tiền chuộc đã lấy được, hắn không rảnh rỗi đứng nói nhảm ở đây. Nhưng chuyện này chưa kết thúc, đợi khi sắp xếp cho nữ soái xong xuôi, hắn không ngại tới Nam vực thêm chuyến nữa. Có giỏi thì cứ ở yên trong nhà đừng ra ngoài. Nếu không, để ta thấy một lần, ta bắt cóc ngươi một lần. Trưởng lão ma gia không để lộ sơ hở, cũng lặng lẽ rút lui. Chết tiệt! Sau lưng hắn tràn ngập tiếng gào thét phẫn nộ của cường giả công tôn gia. Người hóng chuyện chưa rời đi, họ đứng xem họ chửi thề mà thấy hả dạ vô cùng. Đại tộc siêu cấp rất đỉnh, căn cơ hùng hộ, ngày thường vênh váo, suốt ngày bắt nạt người khác, vậy mà cũng có lúc chịu thiệt. Không biết nhân tài nào làm ra được hành động kinh thiên động địa này, vở kịch này đúng là thú vị. Ở bên này, Triệu Bân và những người khác càng đi càng xa. Người ra ngoài bằng cách nào vậy, đợi khi thoát ra khỏi hải vực này, các trưởng lão ma gia đều nhìn Triệu Bân. Nói ra thì dài lắm, Triệu Bân cười cười. Vậy thì tóm tắt lại đi. Một tiền bối đã cứu ta. Tiền bối, đám đông nhớn mày. Ừ, là lão phu, thương khung thấy thế thì tranh thủ thời cơ chen miệng vào đáp một câu đầy thâm trầm. Mọi người nghe thấy thế thì đều quay sang nhìn cổ tay của Triệu Bân. Giọng nói truyền ra từ vị trí đó. Đều là cảnh giới chuẩn thiên, ánh mắt của tất cả đều khá sắc sảo, vừa nhìn là biết đó là một tàn hồn. Đây là truyền nhân của tiểu cửu, thương khung ung dung hỏi. Đều là trưởng lão ma gia, Triệu Bân cười đáp. Trông cũng hợp mắt đấy. Đánh nhau cũng rất thuận tay. Hai người này đúng là hợp dơ, người một câu ta một lời, công khai làm lơ chúng trưởng lão. Tiểu cửu là ai, tam trưởng lão cho Triệu Bân.
cửu ma tướng dưới trướng ma quân, Triệu Bân nhấp một ngụm rượu. Mọi người nghe xong, hồi lâu vẫn không kịp phản ứng. Nếu gọi tổ tiên ma ra là tiểu cửu, vậy vai vế của tàn hồn này cao cỡ nào? Ông ta tên Thương Khung, Triệu Bân cũng chẳng lập lờ làm gì. Lời này vừa được thốt ra, chúng trưởng lão đều choáng váng hoa mắt. Ma tướng thứ sáu dưới trướng ma quân cũng được ghi chép lại trong bí văn. Nhưng điều này sao có thể xảy ra? Tính toán một chút thì cũng khoảng 8.000 tuổi rồi, sao sống thọ được vậy chứ? Thân thể bị hủy, chỉ còn sót lại một tia tàn hồn, Triệu Bân cười nói. Câu giải thích này, đám trưởng lão tạm thời chấp nhận. Thế gian này có nhiều nhân tài như vậy, chết không phải là kết thúc hoàn toàn, nếu không phải chấp niệm bất diệt, niết bàn thành một linh hồn thì cũng là oán niệm quá sâu, sống thành tai họa, xem ra lục ma tướng là trường hợp thứ nhất. Dù vậy, họ vẫn khó mà tin nổi. Thương Khung vẫn còn sống, lại ở trong cấm địa biển chết, điều này không khớp với những gì ghi trong bí văn ma gia. Người 8.000 tuổi mà còn tồn tại tới giờ, kiểu gì cũng thấy không chân thực. Đến đây, ngũ trưởng lão túm lấy Triệu Bân. Tam trưởng lão và tứ trưởng lão kèm hai bên trái phải, kẹp gọn Triệu Bân ở giữa. Người đàng hoàng nhất vẫn là nhị trưởng lão, ông ta đỡ cánh tay Triệu Bân, vén nhẹ tay áo của hắn lên để làm lộ ra cổ tay. Nói cho đúng là làm lộ ra tàn hồn Thương Khung đang quấn trên cổ tay Triệu Bân. Đến tận lúc này, chúng trưởng lão mới đứng đồng đều ngay ngắn. Sau đó họ chắp tay, khom lưng, vẻ mặt kính trọng, xin ra mắt tiền bối. Có con cháu như thế, ta. Về nhà rồi ôn chuyện. Không cho Thương Khung làm mầu xong, Triệu Bân đã cắt ngang. Thương Khung là một tàn hồn thôi nhưng nếu có thân thể thì chắc chắn sẽ đen mặt cho xem. Tiền bối, nếu không người tới chỗ hậu bối đi ạ, bát trưởng lão cười nói, thuận thế vén tay áo. Cút đi, Thương Khung đáp, ngắn gọn mà rõ ràng. So với lão già không đứng đắn kia, ông ta thích Triệu Bân hơn, dù tên này không quá lễ phép với ông ta nhưng quấn lên cổ tay hàng này vẫn rất khí phách nha. Bạch gia đến núi bất tử chưa, Triệu Bân hỏi. Chưa đâu, mấy trưởng lão đồng loạt lắc đầu. Triệu Bân nghe thế thì thấy kinh ngạc. Tính toán thời gian thì phải tới rồi chứ. Chẳng lẽ trên đường lại gặp biến cố gì? Ven đường có thám tử ma gia, họ chưa thấy người bạch gia. Đại trưởng lão đáp. Lần này chúng ta vào Nam vực là để tìm người đó, nhị trưởng lão bồi thêm một câu. Vậy bị giết hết rồi sao, Triệu Bân nhíu mày. Theo lão phu điều tra thì không có tin tức bạch gia bị vây giết, tam trưởng lão vội nói. Thế thì quái lạ thật. Trong mắt Triệu Bân là tia sáng lấp lóe bất định. Tạm thời tìm chỗ ở trước đã. Mọi người nói rồi đi tới một hướng. Không lâu sau, họ vào một thành cổ trên hòn đảo có tên là thành Hắc Thủy. Trong thành này có cứ điểm của ma gia, một thanh niên mặc đồ đen đã chờ sẵn trong sân. Còn có tin tức gì không, đại trưởng lão ma gia hỏi. Đã tiến vào biển sương mù, thanh niên áo đen vội đáp. Mấy trưởng lão nghe vậy đều nhíu mày. Chỉ có Triệu Bân tỏ ra khó hiểu, biển sương mù là gì? Thời tiết của Nam vực thay đổi chóng vánh, cứ cách trăm năm là sẽ tạo thành một hiện tượng gọi là biển sương mù. Họ giải thích, một khi lọt vào trong đó thì sẽ bị mất phương hướng, tương tự như mê tung trận vậy. Còn có hiện tượng như thế nữa sao? Triệu Bân khá hiếu kỳ, đây là lần đầu hắn nghe nói tới nó. Tam trưởng lão lại rất khó hiểu, bạch gia lẽ ra phải biết là có biển sương mù rồi chứ, thế mà vẫn trúng chiêu à? So với trước đây thì biển sương mù lần này sớm hơn 10 năm, thanh niên áo đen giải thích. Thế thì cũng có thể giải thích được rồi. Đại trưởng lão vuốt ve tròm râu. Khi nào biển sương mù này tan, Triệu Bân nhìn thanh niên kia mà hỏi. Không thể xác định thời gian, nhanh thì 10 ngày, lâu thì kéo tới 7, 8 năm, thanh niên áo đen đáp. Triệu Bân hít sâu một hơi. Không biết đây là tin tốt hay xấu nữa, nhưng ít ra vẫn có thể chứng minh là bạch gia còn sống. Ra ngoài chỉ là vấn đề thời gian, dăm 3 tháng thì tốt, 7, 8 năm. Đau chứng thật. Mọi người không nán lại lâu, nhanh chóng ra khỏi thành Hắc Thủy. Liếc sang đảo La Sâm, vở kịch kia còn chưa kết thúc. Công Tôn gia lại điều đến thêm rất nhiều cao thủ, bao vây kín mít đảo La Sâm, điều tra từng ly từng tí nhưng họ vẫn không thể tìm ra được. Hòn đảo lớn như thế mà muốn tìm một con người, chẳng khác nào tìm kim trong biển rộng.
Thú thật thì hoàng tộc và thiên tông đối xử với ngươi không tệ, đại trưởng lão cười nói. Có ý gì đây? Triệu Bân nghe xong thì liếc sang bên cạnh. Khoảng 3, 5 ngày trước, trưởng giáo thiên tông đã dẫn người tới Nam Vực, tam trưởng lão ma ra tiếp lời, cảm thán tặc lưỡi, nếu không phải có hồng tước đại hạ can ngăn thì chắc cũng đã xảy ra chiến tranh rồi. Trong lòng Triệu Bân có chút xúc động. Đây là điều hắn không ngờ tới, trong lòng thấy ấm áp vô cùng. Ngay cả hồng tước cũng tới, mặt mũi hắn cũng lớn lắm chứ. Ngươi là nhân tài, nhị trưởng lão thốt ra một câu đầy thâm ý. Triệu Bân không ngốc, tất nhiên hắn hiểu nghĩa của nó. Đúng, hắn là một nhân tài mà. Ít nhất là đối với thiên tông và hoàng tộc, tiềm lực của hắn là vô hạn, có ý nghĩa đặc thù ở đại hạ. Nếu không thì cũng chẳng tới mức khiến hồng tước phải đích thân ra ngoài như vậy, ngược lại là đệ tử bình thường sẽ không có vinh dự đặc biệt này. Hay tìm hồng tước nhờ thả mẫu thân nhỉ, trong lòng nhủ thầm. Hắn đã có suy nghĩ này từ trước. Tiếc là đến nay vẫn không dám hành động. Triệu Bân không thể xác định được lập trường hai bên. Nói đúng hơn là không thể xác định rằng giữa hắn và mẫu thân, giá trị của ai lớn hơn trong lòng người này. Nếu hồng tước ủng hộ Tử Y Hầu, hắn nhờ vả thì khác nào tự làm lộ thân phận của mình, là tự tìm đường chết, thậm chí còn liên lụy mẫu thân nữa. Vì thế việc này phải cẩn trọng. Hắn thì không sao, nhưng mẫu thân hắn còn ở trong hình tháp mà. Dù là dùng hắn uy hiếp mẫu thân hay dùng mẫu thân để đe dọa hắn, đây đều không phải viễn cảnh hắn muốn thấy. So với cầu người thì không bằng cầu mình. Nếu có đủ thực lực, hắn ngại việc mạnh bạo xông vào hình tháp. Khi màn đêm buông xuống, đoàn người mới nghỉ chân. Nhìn ra xa là cả một khoảng sương mù mịt mờ. Mây mù màu trắng như tiên khi lượn lờ. Biển sương mù cả trăm năm mới thấy, người chạy tới xem cũng không ít. Khi họ chạy tới, rất nhiều bóng người lượn lờ ở hải vực gần biển sương mù, nhưng không một ai dám tiến vào, dù là cao thủ thiên võ cũng thế. Phạm vi lớn đến mức này à, thất trưởng lão cảm thán. Bao trùm hết cả một vùng hải vực, tứ trưởng lão chặt lưỡi. Các trưởng lão khác cũng tỏ ra mới lạ. Đây là lần đầu tiên họ thấy biển sương mù. Đúng như lời đó, nó là một phong cảnh rất đẹp. Triệu Bân lặng lẽ mở thiên nhãn, dùng hết nhãn lực để nhìn, vén từng tầng mây sương, nhưng không thể nhìn thấy nơi sâu hơn. Biển sương mù rất kỳ quặc, ẩn chứa một luồng sức mạnh thần bí, ngăn cản hắn nhìn trộm. Vô dụng thôi, đại trưởng lão thong dong nói, biển sương mù dính dáng tới càn khôn, là mê tung trận hoàn toàn tự nhiên, dù có thiên nhãn cũng không thể nhìn thấu được. Cho dù nhìn thấy, cũng chưa chắc đã là thật. Đâu cần ông ta phải nói, Triệu Bân cũng đã nhìn ra một số manh mối. Trong huyền môn thiên thư có viết, càn khôn huyền diệu vô cùng, không nhìn thấy cũng không sờ vào được, nhưng thực sự có tồn tại. Sở dĩ không gian biến động, sở dĩ tinh tượng tiêu tán, tất cả đều liên quan tới càn khôn. Nếu biển sương mù cũng dính líu tới càn khôn thì sức người không thể điều khiển được, dù sao thì bây giờ hắn cũng chỉ là một phàm nhân. Đương nhiên, có lẽ tiên nhân không nằm trong phạm vi này. Nếu đạt tới cấp bậc như Tú Nhi, chắc hẳn có thể tạo ra càn khôn. Biển sương mù lớn như thế này, tìm kiếm thế nào, ngũ trưởng lão hỏi. Không thể tìm được, chỉ đành đợi thôi, nhị trưởng lão trầm ngâm. Không thể nào tiến vào tìm được. Đấy không phải là tìm người, đấy là thêm rắc rối. Đây là biển sương mù à? Dưới ánh trăng, không ngừng có bóng người tiến tới gần biển sương mù. Đa phần là một vài lão bối dẫn theo một hậu bối trẻ tuổi chạy tới nơi này. Dù sao thì cả trăm năm mới có một lần, rất hiếm thấy. Nhất là vào đêm, biển sương mù phong quang vô hạn, đắm dưới ánh trăng, lấp lánh ánh sáng. Nó sở hữu ý cảnh như mộng như ảo, theo lời của mấy người trẻ tuổi thì đây là một nơi lãng mạn. Cũng đúng thật. Trước biển sương mù có nhiều đôi tình nhân từ xa chạy tới đàm tình thuyết ai, cũng rất hợp với khung cảnh, mà biển sương mù bỗng chốc biến thành nguyệt lão, tác thành hết đôi này đến đôi khác. Trẻ tuổi hay thật. Bát trưởng lão của ma gia cảm thán, nhìn cảnh ấy mà ngưỡng mộ. Các trưởng lão khác cũng viết rõ bốn chữ còn trẻ thật tuyệt lên bản mặt già nua. Từng này tuổi rồi, nhất là mấy lão già chưa vợ chưa con, không nên đến chốn này, chỉ toàn gặp đả kích. Thật kỳ quặc. Triệu Bân lầm bầm, hắn đi dạo một mình trước biển sương mù, vừa đi vừa xem xét. Bao nhiêu người tới xem,
chỉ có mình hắn tiến đến gần biển sương mù nhất. Khoảng cách gần mới nhìn thấy rõ, chưa biết chừng còn nghiên cứu ra được điều gì đó. Không thể cứ đợi mãi vậy được, cũng không phải cách. Nếu tìm ra được huyền cơ, hắn không ngại tiến vào trong xem thử. Có thể tìm được Bạch gia là tốt nhất, đưa ra họ khỏi đây an toàn rồi nhanh chóng trốn đi. Thế nhưng, xem xét tới nửa đêm mà đầu óc vẫn mờ mịt, hay nói cách khác, biển sương mù này là một đống hỗn độn. Thiên nhãn không thể nhìn thấu, đến cả một chút võ hồn tiến vào trong cũng lạc lối. Tiền bối, 8.000 năm trước, Nam vực từng có biển sương mù chưa? Triệu Bân hỏi. Có chứ, lão phu còn từng vào trong đó, Thương Khung đáp. Sau đó thì sao? Triệu Bân vội vàng hỏi. Sau đó lão phu nghiêm chỉnh đợi ở trong đó 7-8 năm, Thương Khung ho khan một tiếng. Quỷ dị đến thế à, cả tiền bối cũng không ra được, Triệu Bân nhướng mày. Mê tung trận của thiên nhiên, đi đến đâu cũng thấy như nhau. Ta thực sự muốn vào trong đó xem thử, Triệu Bân lầm bầm. Nghĩ lại, đành thôi vậy. Nếu ở trong đó đợi 7-8 năm thì khi ra ngoài thì hoa cũng tàn héo rồi. Sau vài câu trao đổi đơn giản, hai người im lặng. Thương Khung tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Triệu Bân vẫn vừa đi vừa xem xét, hắn là một kẻ có chí tiến thủ, xem đến ngơ ngẩn. Từ phía xa, lại có người chạy tới. Là hai lão già và một bóng dáng yêu kiều, tất cả đều mặc đồ đen. Nhìn kỹ lại, họ chính là người của Nhan gia. Mà bóng dáng yêu kiều đó chính là Nhan Như Ngọc, kể từ đêm bị bắt đi, cô ta bị cấm túc đến tận giờ. Đêm nay cô ta lén lút chạy ra ngoài, đầu tiên phải chạy tới cấm địa biển chết, đứng lặng ở đó tới nửa đêm. Nếu không vì trưởng lão Nhan gia kéo đi, chắc giờ này cô ta vẫn còn ở đấy. Thấy tâm trạng của thánh nữ không vui, họ mới đưa cô ta tới đây. Coi như tới giải tỏa tâm trạng, cứ như thế này mãi cũng sinh bệnh mất. Bệnh tương tư ấy. Chắc hẳn là bệnh tương tư rồi. Hai lão già khoanh tay, một trái một phải thỉnh thoảng trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Có trời mới biết thánh nữ nhà họ và tên tiểu tử Cơ Ngân kia là quan hệ gì, sau khi Cơ Ngân đi, nhà đầu này suốt ngày cứ như người mất hồn vậy. Nhìn qua mới biết là bệnh tương tư. Tâm tư của nữ nhi, họ đâu hiểu được. Chỉ biết rằng gần đây Nhan Như Ngọc rất tiểu tụy, đôi mắt ảm đạm kia như bị bắt mất hồn phách. Hay là, về nhà nhé, trưởng lão Nhan ra dò hỏi. Nhan Như Ngọc không đáp, lặng lẽ quay đi. Thế nhưng, chưa kịp sải bước, cô ta đột ngột quay đầu nhìn về phía biển sương mù, chính xác hơn là nhìn về phía một bóng người đứng trước biển sương mù. Bao nhiêu người tới xem biển sương mù nhưng người đó đứng gần nhất. Chính vì kẻ đó đi một mình, cô ta mới nhìn rõ, bóng dáng này cực kỳ quen thuộc. Là ngươi sao? Nhan Như Ngọc lầm bầm, vô thức nhấc chân bước đi. Mỗi một bước đặt xuống, đôi mắt u ám của cô ta ngời sáng thêm một phần. Nha đầu! Hai trưởng lão thấy vậy, vội vàng đuổi theo. Tinh thần của thánh nữ không được bình thường, phải trông chừng kỹ càng. Không thể để cô ta chạy vào biển sương mù. Triệu Bân hoàn toàn không biết. Hay nói cách khác, vì mải nghiên cứu biển sương mù, hắn hoàn toàn đắm chìm vào nó. Đến mức Nhan Như Ngọc chạy tới sau lưng rồi mà hắn ta không phát giác. Đạo hữu, Nhan Như Ngọc giơ tay ra, nhẹ nhàng vỗ vai hắn. Triệu Bân bị cắt ngang suy nghĩ, vô thức quay lại. Đập vào mắt hắn là một gương mặt xinh đẹp, nhưng hắn nhìn thấy chỉ muốn co giò chạy. Thật kỳ lạ, tại sao đi đâu cũng gặp phải cô ta thế? Duyên phận. Theo lời của Nguyệt Thần thì đây chính là duyên phận, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà. Ta và ngươi đã từng gặp nhau ở đâu chưa? Nhan Như Ngọc cười rồi, mỉm cười rất vui vẻ. Không cần tháo mặt nạ của Triệu Bân, chỉ nhờ vào đôi mắt này là có thể nhận ra, thêm cả khí chất nào đó của người này, muốn giấu cũng không giấu được, cực kỳ chói mắt. Chưa từng gặp, Triệu Bân hờ hững đáp. Giả bộ cực kỳ giống. Sao thế, ta mặc quần áo vào nên ngươi không nhận ra à? Nhan Như Ngọc mỉm cười nhìn Triệu Bân. Người đâu rồi, mau đến đây. Hắn là Cơ, Cô bị điên à? Sắc mặt Triệu Bản xa sầm, bịt chặt miệng Nhan Như Ngọc. May mà động tác của hắn đủ nhanh. Nếu không, tiếng hét này mà lọt ra ngoài, cả vùng biển sương mù sẽ náo nhiệt lắm. Thế nhưng, giọng hét của Nhan Như Ngọc vẫn thu hút chú ý của khá nhiều người. Họ nhìn cô ta bằng ánh mắt kỳ lạ,
nửa đêm nửa hôm, sao có nhiều kẻ thần kinh thế? Từ xa chạy tới đây để luyện giọng ư? Cơ gì cơ? Hai vị trưởng lão của Nhan gia đưa mắt nhìn nhau. Có thể khẳng định rằng Nhan Như Ngọc quen biết người này, đồng thời quan hệ cũng không tầm thường. Tiếc rằng ánh mắt của họ quá kém, không thể nhìn ra chân dung của người kia. Các trưởng lão của Ma gia cũng có chung suy đoán, họ mờ mịt không hiểu gì. Thấy không ít người đang nhìn về phía mình, Triệu Bân vội vàng kéo Nhan Như Ngọc đi. Triệu thừa nhận rồi à, Nhan Như Ngọc đẩy tay Triệu Bân, tủm tỉm cười. Sao cô nhận ra được, ánh mắt của Triệu Bân có vẻ kỳ lạ. Phải biết rằng, hắn bịt kín mít từ đầu đến chân, che đậy đến mức không còn kẽ hở. Với hình thái hiện tại của hắn, đừng nói là cao thủ chuẩn thiên, cho dù cao thủ thiên võ tới đây cũng chưa chắc đã nhận ra được. Người này thì hay rồi, không trượt tí nào. Lần trước ở buổi đấu giá cũng nhận ra ngay trong một ánh mắt. Thế là thế nào nhỉ, trên mặt ta viết sẵn hai chữ cơ ngân à? Không phải hai chữ, chắc hẳn là ba chữ, vô liêm sỉ. Nếu để Nguyệt Thần nói thì chính là câu này đấy. Dựa vào khí chất để nhận dạng một ai đó, thông thường rất chuẩn xác. Ta học một môn thần thông, người mãi mãi không thể học được đâu, Nhan Như Ngọc cười hề hề. Thần thông gì thế, Triệu Bân cảm thấy hứng thú. Giác quan thứ 6. Dạng nhân tài như ngươi, chắc phải tính bằng gam rồi. Sao cơ? Không có gì, tiếng địa phương thôi. Xí, Nhan Như Ngọc không quá để tâm, cô ta đảo mắt nhìn xung quanh rồi mới ghé tới gần Triệu Bân, dùng tay trọt trọt vào người hắn, thì thầm hỏi, nói cho ta nghe đi, ngươi ra khỏi cấm địa bằng cách nào thế? Ta học một môn thần thông, cô cũng mãi mãi không thể học được đâu, Triệu Bân móc mỉa. Thần thông gì thế, Nhan Như Ngọc lại tiến gần hơn, nhìn chằm chằm vào Triệu Bân với vẻ tò mò. Nhân phẩm. Triệu Bân nói rồi vuốt tóc một cái, thậm chí còn chỉnh lại cổ áo. Trong khoảnh khắc đó, đẳng cấp của hắn bỗng dưng tiến tới mức đỉnh cao. Ánh mắt của Nhan Như Nguyệt bỗng chốc biến thành liếc xéo. Liếc thì liếc vậy chứ cô nương này vẫn rất vui vẻ. Cơ ngân vẫn còn sống, đây là niềm vui bất ngờ quá sức tưởng tượng. Sau đó, dường như cô ta biến thành một cái đuôi, Triệu Bân đi đâu, cô ta theo đó. Trưởng lão Nhan gia ở phía sau nhìn cảnh ấy mà không hiểu chuyện gì, trường đoạn gì thế này. Trưởng lão Ma gia ở sau nữa thì vuốt râu với vẻ trầm ngâm. Khỏi phải nói chứ, nhìn từ đằng sau thì hai người này cũng rất xứng đôi đấy, không biết là cô nương nhà nào. Mà nhà nào cũng không thành vấn đề, bởi kẻ nào đó hình như cầm tinh con heo, chuyên đi ủn mấy cây cải trắng của người ta. Nhan Như Ngọc quay đầu nhìn hai trưởng lão đang theo sau. Ngụ ý của ánh mắt này cũng rất rõ ràng, có thể đừng theo ta nữa được không? Đi theo mới tốt chứ. Đi theo cho an toàn. Đây là ngụ ý của hai vị trưởng lão được thể hiện qua ánh mắt. Ngươi nhìn thế nào cũng được, ta không đi đấy, mỗi bên một người, chẳng khác nào hai vệ sĩ. Trước khi đến đây lão tổ đã dặn rồi, trông chừng nha đầu này thật kỹ. Hiếm có được lúc ra ngoài một chuyến. Nếu lại gây ra chuyện gì quá phận, lúc về khó ăn nói lắm. Nhan Như Ngọc hít sâu một hơi, có một loại bốc đồng chưa bao giờ mạnh mẽ như giờ phút này đây, đó là lôi hai lão già kia ra đấm cho một trận lên bờ xuống ruộng, sau đó quăng đi càng xa càng tốt. Biển sương mù này, cô từng tiến vào chưa, Triệu Bân hỏi. Đầu óc ta có bị uống nước đâu, Nhan Như Ngọc buột miệng đáp. Suốt dọc đường cô ta mải mê quan sát Triệu Bân. Từ đầu đến chân rồi từ chân lên đầu, thỉnh thoảng còn giơ tay ra nhéo nhéo cánh tay hay bắp chân hắn, nhìn như đang nghiên cứu một báu vật vậy. Thật sự không thể nghĩ ra, tên này trốn thoát khỏi cấm địa thế nào, nếu để người đời biết được, chắc sẽ gây ra sóng gió lớn. Thánh tử của Thiên Tông lại được rát thêm sắc màu thần bí. Ai cũng có tính tò mò, cô ta muốn vén bức màn bí mật ra xem thử. Triệu Bân có chí tiến thủ, một lòng muốn nghiên cứu biển sương mù. Trong vài khoảnh khắc, hắn còn ngẩng đầu nhìn tinh tượng. Chỉ không biết, nếu đứng trong biển sương mù, liệu có thể nhìn thấy tinh tượng hay không? Nếu có thể thấy, vậy thì có cách để ra ngoài, tinh tượng sẽ dẫn đường chỉ lối cho hắn. Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên dừng chân, hít một hơi thật sâu,
cắm đầu chui vào biển sương mù. Ngươi! Nhan Như Ngọc trông thấy thế, vô thức giơ tay kéo hắn lại. Thật không may, cô ta cũng bị lôi vào bên trong đó. Nha đầu! Trưởng lão Nhan gia biến sắc, vội vàng đuổi theo. Các trưởng lão Ma gia cũng lao nhanh như chim nhạn. Tiếc rằng vẫn không đuổi kịp. Sao cô cũng tiến vào thế? Ngươi tưởng rằng ta muốn tiến vào chắc? Trong biển sương mù, có thể nghe thấy đối thoại này, chính là đối thoại của Triệu Bân và Nhan Như Ngọc. Nhưng cũng chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy thôi, tất cả mọi người đều biết, họ đã lạc rồi. Tên tiểu tử này là của nhà ngươi đúng không? Hai trưởng lão Nhan ra mắng. Câu trả lời của các trưởng lão Ma gia đồng nhất đến lạ kỳ. Dám lừa bắt thánh nữ nhà ta. Ông mù hả, là thánh nữ nhà ông tự động theo vào chứ? Ta không cần biết, nếu thánh nữ nhà ta có bất chắc gì, các ông hứng đủ, hai trưởng lão mắng. Ôi chao! Các trưởng lão không quan tâm nữa, ai nấy xách binh khí ra. Trò chuyện mà, đông người vẫn có tác dụng hơn, xách binh khí ra càng thêm hữu dụng. Với cục diện hiện giờ, hai trưởng lão Nhan gia lập tức sợ hãi mà không có dấu hiệu gì báo trước. Sợ mới tốt. Sợ mới không bị đòn. Hai đứa nó tiến vào sẽ làm gì nhỉ, đại trưởng lão sờ cằm. Lão phu bấm tay tính toán, sẽ có kết tinh của tình yêu, nhị trưởng lão châm chọc. Một đứa hai đứa thì ít quá. Ba đứa bốn đứa vẫn chưa nhiều. Năm đứa sáu đứa rất vừa vặn. Bảy đứa tám đứa cũng ổn thôi. Các trưởng lão Ma gia tụ lại như đang tấu nói, nối lời cho nhau rất hoàn chỉnh. Không phải bốc phét chứ, chỉ trong chốc lát này, họ đã nghĩ xong tên cho mấy đứa trẻ con rồi. Một đám nhóc tìm mập mạp. Biển sương mù, bóng người chồng lên nhau. Bởi vì Triệu Bân và Nhan Như Ngọc tiến vào trong, không ít người tụ tập lại. Đàm tình thuyết ái mà, bên ngoài rộng như thế, sao còn phải chui vào trong? Nhìn từ ngoài thì thấy phong quang vô hạn, chứ chui vào trong thì nguy hiểm lắm. Chuyện này không to tát gì. Mấy trưởng lão Ma gia bình chân như vậy. So với biển chết thì biển sương mù này chỉ là cái mương thôi, có lẽ sẽ có nguy hiểm, nhưng không thành vấn đề lớn, tên Triệu Bân kia có thể xử lý được. Chẳng qua là tạm thời không thể ra ngoài, dù thế, đám sương mù này sớm muộn gì cũng tản đi thôi. Chính vì không lo lắng, họ mới trò chuyện rất vui vẻ. Nói gì thế? Nói về tên trẻ con đó. Đặt theo họ Cơ nhỉ? Hay là họ Triệu đây? Nên đặt là Cơ Cơ nhỉ? Hay là Triệu Bất Chú đây? Họ rất vững lòng, còn hai vị trưởng lão của Nhan gia thì không thể nào bình thản được, giống như kiến bò trên chảo nóng, cứ đi đi lại lại, thỉnh thoảng còn liếc mắt lườm mấy trưởng lão kia, mặt mũi xa sầm. Không được, phải gọi người. Trên thực tế, họ đi gọi thật. Nhan gia cũng là đại tộc siêu cấp, gọi thêm nhiều người tới để tiến vào biển sương mù tìm người. Tiện thể đấm cho tám lão già trước mặt họ một trên lên bờ xuống ruộng. Bên trong biển sương mù. Triệu Bân cứ đi rồi ngừng, vừa đi vừa xem xét. Nhan Như Ngọc cũng có mặt ở đó, đi tới đâu cũng túm chặt cánh tay của Triệu Bân. Cô ta lần đầu được thấy phong quang của biển sương mù, tất nhiên cũng là lần đầu tiến vào trong. Khác hẳn với thế giới bên ngoài, đập vào mắt cô ta chỉ là một khoảng mờ mịt. Nhóc hám tiền. Ba chữ này, Triệu Bân đã hô suốt đường đi. Thế nhưng không thấy bất kỳ ai đáp lời, có lẽ vì khoảng cách quá xa, cũng có thể vì âm thanh bị sương mù nuốt mất. Đến cả khả năng cảm ứng của võ hồn cũng có thể giấu đi thì việc hô hào ở nơi này e là vô dụng. Toàn bộ biển sương mù tĩnh lặng đến đáng sợ, không phải là không có âm thanh, mà là tiếng vọng vốn phải có lại không thể truyền ra ngoài, tất nhiên cũng không nghe thấy. Nhóc hám tiền là ai thế? Nhan Như Ngọc hỏi. Một người bạn cũ, Triệu Bân buột miệng đáp. Nữ à? Người đối xử với cô ấy tốt quá, Nhan Như Ngọc tiếp lời một câu, cũng không sai tí nào. Nếu không có quan hệ cực kỳ bền chặt, làm sao có thể tiến vào biển sương mù tìm người? Nhóc hám tiền mà Cơ Ngân nhắc tới, chắc hẳn là một cô nương xinh đẹp. Đau đau đau. Triệu Bân nhè răng nhếch miệng, bàn tay đang túm lấy cánh tay hắn của Nhan Như Ngọc đột nhiên dùng lực khá mạnh, không biết là do cố tình hay cố ý. Dù thân thể hắn cứng cỏi,
nhưng khớp xương vẫn bị túm đến mức kêu răng rắc. Nếu ta lạc vào chỗ này, người có tiến vào tìm ta không? Nhan Như Ngọc hỏi. Có, chữ này của Triệu Bân trả lời rất đanh thép. Nhan Như Ngọc nghe xong, mỉm cười yêu kiều. Trên thực tế, câu nói của Triệu công tử vẫn còn nửa sau, trói lại đem về đổi lấy tiền. Ra khỏi biển sương mù, có thể cùng ta về gia tộc một chuyến không? Nhan Như Ngọc lý nhí hỏi. Được thôi, Triệu Bân mỉm cười. Lần này sẽ không chạy nữa đấy chứ. Ta là hạng người như thế à? Phải hay không phải, tự ngươi không biết sao? Nhan Như Ngọc liếc xéo, không bao giờ tin mấy lời quỷ quyệt của người này nữa. Lần trước trong phiên đấu giá người nào đó cũng nói hay như hát, ra khỏi đấu giá các là mất tăm mất tích. Da mặt Triệu Bân quá dày, hắn coi như không nghe thấy. Cần dùng thiên lôi của ngươi trợ chiến, cứu ông nội ta, Nhan Như Ngọc nói thêm. Với căn cơ của Nhan gia cô, tìm một người có thiên lôi chắc là không khó nhỉ, Triệu Bân nói. Thực lòng, hắn không dám tới Nhan gia cho lắm, rất sợ ông già nhà cô ta tìm hắn bàn chuyện lý tưởng. Thiên lôi bình thường thì không được, Nhan Như Ngọc khẽ nói, thiên lôi của ngươi không tầm thường, có lẽ là được. Lần này ngươi không được lén lút chuồn đi nữa đâu đấy, ông nội ta còn đợi nó cứu mạng kia kìa. Sẽ không làm lỡ quá nhiều thời gian của ngươi đâu, tất nhiên, cũng không để ngươi uổng công đi một chuyến. Được, Triệu Bân mỉm cười. Nợ ân tình mà, hắn phải trả chứ. Nhan Như Ngọc mỉm cười dịu dàng, bàn tay đang khoác tay Triệu Bân cũng mềm mỏng đi khá nhiều. Không biết tới khi nào, Triệu Bân mới đứng lại. Dồn hết nhãn lực, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đúng như hắn dự đoán, đứng trong biển sương mù không nhìn được bầu trời, càng không trông thấy tinh tượng, tầm mắt của hắn bị sương mù che khuất. Những gì có thể thấy được chỉ là một mảng trắng nhờ nhờ, đúng là mê tung trận thiên nhiên, không có phương hướng, không có âm thanh. Một luồng sức mạnh thần bí luôn tồn tại không ngừng dẫn dắt họ theo hướng sai lệch. Bất kể đi tới đâu cũng không thoát ra được khỏi sương mù mông lung, cho dù là bay lên trời. Ông nội từng nói, sương mù không tan thì không ai ra ngoài được, Nhan Như Ngọc lên tiếng. Rảnh rỗi cũng rảnh rỗi vậy rồi, hay là kiếm chuyện gì đó làm đi, Triệu Bân đột nhiên nói. Câu này không phải. Thương khung không chịu ở yên, là ông ta muốn tìm việc gì đó để làm. Vì thế, ông ta mới mượn miệng của Triệu Bân để nói câu này. Nghe xong, Nguyệt Thần tỏ ra vui mừng. Nghe xong, Nhan Như Ngọc lườm Triệu Bân một cái. Đúng là phải tìm việc gì đó để làm. Triệu công tử nói rồi lôi ra một dòng điện. Sấm chớp đi đùng bao vây lấy tàn hồn của thương khung, người nào đó không ngoan ngoãn thì phải cho ông ta vài bài học nhớ đời, Nguyệt. Thần bẫy ta thì thôi, ta không làm gì cô ta được, cờ như ông mà cũng dám lôi ta ra đưa. Á! Thương khung hét lên thảm thiết. Chẳng trách ông ta là ma tướng của ma quân đến cả tiếng hét cùng bá đạo. Ơ! Nhan Như Ngọc khẽ hô lên. Bấy giờ cô ta mới trông thấy một chút tàn hồn mảnh hơn sợi lông bò đang quấn trên tay Triệu Bân, trông rất tang thương, rất cổ xưa. Mặc dù vậy, tiếng thét vẫn rất uy nghiêm, lúc còn sống chí ít cũng phải là cao thủ đạt đỉnh chuẩn thiên. Được rồi, cô ta hiểu nhầm. Hóa ra là do tàn hồn này gây rối. Chính vì hiểu nhầm, mặt mũi cô ta mới đỏ lựng, còn tưởng cơ ngân muốn giở trò lưu manh chứ. Ngoan ngoãn rồi. Thương khung ngoan ngoãn rồi. Đường đường là lục ma tướng mà bị một tiểu bối thu phục hoàn toàn. Nhớ năm đó, ma quân cứ dăm bữa nửa tháng lại đánh ông ta, nghĩ thôi cũng thấy đau. Ông ta là ai vậy? Nhan Như Ngọc hỏi. Một lão tiền bối, Triệu Bân nốc một ngụm rượu. Ngươi còn biết ta là tiền bối hả? Ra tay độc ác như thế, ngươi thấy có hợp lý không? Thương khung chửi mắng. Thiên lôi chí cương chí dương, đau không chịu nổi, chút nữa tiêu diệt luôn tàn hồn của ông ta. Nhan Như Ngọc ho khan. Hình như lão tiền bối này hơi nóng tính. Vả lại, cũng không tí liêm sỉ nào. Nghe câu nói ban nãy thôi là biết đã già còn không nên nết. Tóm lại, đánh ông ta một trận vẫn là điều cần thiết nha. Đây là một mê tung trận cấp tiên, Triệu Bân không để ý lắm, hắn đang tĩnh tâm nhìn bầu trời. Mê tung trận của thiên nhiên nghiễm nhiên vượt xa phạm vi có thể hiểu được của hắn, dù sao thì nó cũng huyền diệu hơn nhiều so với trận pháp ở núi Bất Tử. Rõ ràng không có trận pháp, vậy mà không có đường ra, khó hiểu thế đấy. Đến cả hắn cũng không nhìn ra thì càng không phải nói đến Nhan Như Ngọc.
hắn nhìn suốt dọc đường, Nhan Như Ngọc cũng quan sát không ngừng nghỉ. Kết quả vẫn vậy, các tiền bối không hề lừa hắn, muốn ra khỏi biển sương mù thì phải chờ sương mù tan mới được, bọn họ không xác định được phương hướng nên muốn tìm được đường đi trong biển sương mù là chuyện khó như lên trời. Có lẽ nên dùng thử bảo liên đăng, Thương Khung đột nhiên lên tiếng. Lần này là ông ta nói thật, sau khi bị Dần Như Tử một trận thì ông ta đã không dám tìm cảm giác kích thích nữa rồi. Triệu Bân dừng lại, nhướng mày, Thương Khung dám nói như vậy thì nhất định là có lý do. Bù! Bảo liên đăng được lấy ra, nó bay lơ lửng trên không trung. Nhan Như Ngọc thấy vậy thì nheo đôi mắt xinh đẹp lại. Nếu như cô ta không nhìn nhầm thì đó là di vật của tiên gia, nhìn khói màu tỏa ra từ đó thì biết nó còn là một vật không tầm thường, cơ ngân lấy đâu ra bảo bối quý đến vậy chứ? Triệu Bân không nói gì, dùng tiên lực đốt cháy tim đèn của bảo liên đăng, ngọn lửa màu vàng kim bùng lên trên, sáng chói lóa, đến cả cảnh giới địa tạng như Nhan Như Ngọc mà cũng bị lóa mắt. Tiên lực sao? Ánh mắt cô ta lộ vẻ kinh ngạc. Cô ta không thể nào nhìn nhầm được. Không ngờ thứ mà cơ ngân dùng lại là tiên lực. Lại một lần nữa, Thánh Tử Thiên Tông đã làm cô ta phải kinh ngạc, tiên lực kỳ diệu đến mức nào, đến cảnh giới thiên võ cũng chưa chắc có được nhưng tên tiểu bối cảnh giới địa tạng này lại có thể tôi luyện ra tiên lực, không biết tên nhóc này còn che giấu bao nhiêu bí mật nữa. Bảo liên đang dùng lên, tỏa ánh sáng ra xung quanh. Ngọn lửa trong đèn còn sáng hơn cả sao, không ngờ có thể xua tan mọi mây mù. Quả nhiên có tác dụng, mắt Triệu Bân sáng lên. Từ khi có được chiếc bảo liên đăng này đến nay, hắn vẫn chưa biết được tác dụng của nó. Giờ dùng để soi đường thì rất hiệu quả. Nhan Như Ngọc tò mò, hay cho một chiếc đèn kỳ lạ, ngọn lửa hình hoa sen mơ hồ sáng đến mức làm cô ta phải thẫn thờ, thật không hổ là đồ của tiên gia, vật mang sức mạnh của thần tiên, hai thứ kết hợp với nhau thật sự rất vi diệu. Đồ tốt, Thương Khung lẩm bẩm. Nói thật, ông ta cũng không biết năng lực của Bảo Liên Đăng. Nhưng lần này có thể thấy được là nó thật sự có khả năng soi đường, không bị mê tung trận làm ảnh hưởng. Mở đường. Triệu Bân hét lên lạnh lùng một tiếng, Bảo Liên Đăng lơ lửng trong lòng bàn tay, hắn dùng tiên lực tác động khiến ngọn lửa cháy mạnh hơn, tỏa thành một vùng sáng màu vàng, xé toạc màn sương, mở ra một con đường ánh sáng. Ngoài ra, hắn còn đưa một tia thần hồn vào trong bảo liên đăng và dùng ngọn đèn làm vật trung gian để cảm nhận, đương nhiên sẽ không bị mê tung trận ảnh hưởng, có thể lan tỏa khắp bốn phía và dễ dàng tìm người hơn. Người lấy đâu ra tiên lực thế, Nhan Như Ngọc tò mò hỏi. Nhặt được, Triệu Bân nói với vẻ rất nghiêm túc. Nhan Như Ngọc không tin, hình như tên này chưa bao giờ nói lời thật lòng. Nhưng Thương Khung lại hiểu rất rõ, nếu như nói nhặt được thì có vẻ cũng chẳng sai. Triệu Bân không nói thêm gì, đi thẳng tới một hướng để tìm kiếm với ngọn bảo liên đăng lơ lửng trên tay. Mặc dù đã có thể dùng năng lực cảm nhận nhưng hắn vẫn không thể thắng nỗi mây mù dày đặc, có lẽ vì cách chiến thuyền của Bạch Gia quá xa nên đã vượt ngoài phạm vi cảm nhận. Nhưng cũng không sao cả. Sớm muộn gì cũng sẽ tìm được. Nhan Như Ngọc đi theo suốt dọc đường, càng lúc càng tò mò về mấy chiêu trò của tên này. Người ta đồn không ai có thể sống sót khi đã vào cấm địa nhưng cơ ngân lại sống sót trở ra. Người ta đồn biển sương mù không có lối đi, vậy mà cơ ngân lại có liên hỏa mở đường. Lẽ nào thật sự là do ăn ở sao? Cô có buồn ngủ không? Triệu Bân hỏi. Không, Nhan Như Ngọc không hiểu chuyện gì, khẽ lắc đầu. Hay là ngủ một lát? Ta không buồn ngủ. Vậy cũng ngủ một lát, Triệu Bân nói xong thì phất tay qua mặt Nhan Như Ngọc. Hắn dùng tiên lực, đưa cô ta vào giấc mộng. Vì vấn đề thân phận, bây giờ Nhan Như Ngọc không tiện gặp Bạch Gia. Dáng người của cô nhóc này khá đấy, Thương Khung chậm rãi nói. Triệu công tử không đáp lại, còn cần phải nói nữa sao? Không chỉ dáng người khá mà còn trắng nữa. Thật ra hắn không quá hiểu ý trong câu nói của Thương Khung, dáng người quá ổn áp mà không đụng vào thì tiếc lắm. Không hy vọng được gì nữa rồi. Nguyệt thần than thở. Đến sở vợ mình mà tên này còn rụt rè nhút nhát thì còn có thể hy vọng hắn làm được gì nữa. Hèn gì làm màu hay chơi trội đều không bằng người ta, kiểu người như hắn, khoe khoang qua người ta mới là lạ. Nhóc ham tiền. Triệu Bân không ngừng gọi. Nếu như là trước đây, có thể người Bạch Gia sẽ không nghe thấy,
nhưng giờ hắn có bảo liên đăng trên tay, không bị mê tung trận che mắt nữa, người phía Bạch gia đã có thể sẽ nghe được, khi bên đó có hồi âm thì hắn bên này cũng tìm ra được đối phương nhờ khả năng cảm nhận. Và hắn đã nghe thấy hồi âm. Ánh mắt Triệu Bân sáng lên, hắn phóng thẳng về phía đó. Từ rất xa đã nhìn thấy một chiến thuyền nguy nga đang dừng trước đảo với lá cờ chiến bay phần phật. Đấy là chiến thuyền của Bạch gia, từ xa đã có thể nhìn thấy có rất nhiều người đang đứng trên mũi thuyền. Người Bạch gia kinh ngạc. Các cao thủ quân Xích Diễm cũng rất kinh ngạc. Biển sương mù kỳ dị, khắp nơi đều chỉ có sự im lặng đầy vẻ chết chóc, tầm nhìn có thể quan sát trong phạm vi nhất định, tai cũng không nghe ngóng được gì nhưng giờ lại có người đang kêu gọi họ, thế thì bảo sao họ không kinh ngạc, hơn nữa tiếng gọi đó còn có chút quen thuộc. Là Cơ Ngân, ánh mắt nhóc Ham Tiền sáng rực lên. Mọi người cũng đã nhận ra, nhất định là tên nhóc đó. Làm ta tìm muốn xỉu. Một khoảng ánh sáng vàng kim từ xa ập đến. Còn Triệu Bân tiến tới dưới ánh sáng kia, một tay hắn nâng bảo liên đăng, một tay lôi Nhan Như Ngọc. May mà thánh nữ nhà họ Nhan đã ngủ rồi, nếu như cô ta còn thức thì nhất định sẽ phát điên vì mất hết hình tượng. Bản lĩnh không nhỏ đâu đấy. Tất cả mọi người đều suýt xoa khi nhìn thấy Triệu Bân. Đây là biển sương mù đấy, cảnh giới thiên võ vào trong đây cũng lạc đường, chẳng ngờ tên này lại không bị mất phương hướng. Còn ngọn đèn đó nữa, chắc là đồ của tiên gia, suốt dọc đường nó đều phát ra ánh sáng vàng kim, chắc là nhờ có nó dẫn đường. Triệu Bân đã đến và bước lên chiến thuyền. Lại làm phiền tiểu hữu rồi, lão tổ Bạch gia cười ngại ngùng. Ông ta đã vạch sẵn đường đi và dự đoán tất cả những biến cố có thể xảy ra, chỉ có duy nhất một điều không ngờ tới đó là biển sương mù lại tới sớm hơn dự tính 10 năm. Vì vậy họ mới bị mắc kẹt ở đây hơn một tháng. Cũng may Cơ Ngân giỏi, nếu không thì có thể sẽ phải đợi mấy năm. Ta còn tưởng không còn được gặp ngươi nữa, nhóc Ham Tiền hớn hở kéo lấy tay Triệu Bân. Lên đường trước đã, Triệu Bân mỉm cười, cầm bảo liên đăng bước lên trước một bước để dẫn đường. Này, nữ soái đâu? Một lão tướng của quân Xích Diễm chọt nhẹ hắn. Một lời khó nói hết, Triệu Bân hít một hơi thật sâu, còn không quên nhìn vào nhẫn ma. Nữ soái ấy à? Vẫn còn đang nằm trong quan tài băng ngọc, cô ta đã bị mất hết tu vi, phải đưa về đại hạ cho Hoàng Phi xem bệnh thử. Mọi người cũng không hỏi nhiều, ai cũng có dự cảm không lành. Đây là thánh nữ nhà họ Nhan sao? Mấy lão già của Bạch gia vây quanh Nhan Như Ngọc đang ngủ say, họ đều là gia tộc siêu cấp, sao có thể không nhận ra cô ta, đặc biệt là nhóc Ham Tiền, cô ta nhìn mà không hiểu gì cả. Nhưng người được chú ý nhiều hơn là Triệu Bân. Mới một tháng không gặp mà không ngờ hắn đã lên địa tạng tầng 5. Tốc độ tăng cấp thế này, lẽ nào tên nhóc đó có ngộ tính cấp thần sao? Còn khí tức của hắn nữa, cũng đã khác hẳn so với trước đó, mắt mấy lão già đó đều sáng lên, thế này là đã thay ra đổi thịt rồi. Tiên lực, Tử Linh khẽ nói. Tiên lực, mọi người nghe xong lại cảm thấy khiếp sợ. Triệu Bân cười, coi như là ngầm thừa nhận, hắn là cảnh giới địa tạng. Cũng là người mang 9 phần tiên lực, ai thấy cũng giật mình. Nói dăm 3 câu thì không giải thích rõ được, mà diễn tả kỹ càng, chưa chắc họ sẽ tin. Dù sao tất cả cũng đã mệt mỏi trong biển sương mù này một tháng ròng, họ hoàn toàn mù tịt về việc xảy ra ở thế giới bên ngoài. Được biết bao nhiêu là tạo hóa. Đám tiểu bối hâm mộ, lớp người già thì thổn thức không thôi. Đặc biệt là mấy lão tướng của quân Xích Diễm, chuyến tới Nam Vực lần này đúng là không vô ích. 3 ngày. Họ tốn hết 3 ngày, chiến thuyền mới có thể chạy ra khỏi biển sương mù. Địa điểm vẫn là bờ biển, tứ phương không thấy bóng người. Như vậy cũng tốt, đỡ bị người ta phát hiện, không có mê tung trận là biển sương mù, chiến thuyền lao nhanh như gió, vượt qua nơi phồn hoa, ra khỏi Nam Vực. Tạm thời vậy đã. Đến một vùng biển, Triệu Bân mang Nhan Như Ngọc rời đi. Hắn đã đồng ý cứu lão tổ Nhan ra nên không thể chạy được. Không lâu sau, Nhan Như Ngọc tỉnh lại, đầu tiên cô ta xem xét quần áo của mình, có trời mới biết sau khi cô ta hôn mê, tên nhóc này có làm gì mình không, khi kiểm tra xong thì quần áo hoàn chỉnh, cơ thể cũng không có gì bất ổn. Ta, vẫn cần thể diện, Triệu Bân nói một câu sâu xa. Ngươi còn thể diện à? Trong đôi mắt đẹp của Nhan Như Ngọc bốc lên 2 ngọn lửa, vì sao làm ta hôn mê?
Còn vì sao nữa, cởi đồ để ngắm chứ gì, Thương Khung vẫn không nhớ đòn. Lời này vừa được thốt ra, Nhan Như Ngọc bùng nổ ngay tại chỗ, tát qua một cái, đồ lưu manh. Ta không thấy gì hết, Triệu Bân tránh né, dáng vẻ chuẩn bị bỏ chạy. Đứng lại, Nhan Như Ngọc mang theo kiếm lẫn sát khí, truy đuổi đòi đánh suốt dọc đường. Thấy hay không cũng chẳng quan trọng, điều quan trọng là cô ta đang tức tối lắm, thù mới hận cũ, tính luôn một thể. Hình ảnh này không quá hài hòa. Nhưng cảnh này lại rất có ý tứ liếc mắt đưa tình. Ừ, lãng mạn nha. Còn về Thương Khung, chỉ một chữ thôi, đau. Vì một vố mà ông ta cố tình bồi thêm trước đó, cái mạng già này cũng sắp tàn rồi. Nhan Như Ngọc liều mạng đuổi theo Triệu Bân, còn Triệu Bân thì liều mạng trừng trị ông ta, lão già sống dai, bị trấn áp cũng đáng lắm. Chấm. Biển sương mù. Mấy trưởng lão ma ra khoanh tay, đứng thẳng tắp. Nói cho đúng hơn là ngồi thẳng tắp, ai nấy cụp mắt cúi đầu như tội phạm cải tạo, chủ yếu là ngoan ngoãn như mấy con cừu, ngoan ngoãn đến mức không thể ngoan hơn được nữa. Đợi ba ngày ba đêm, không đợi được Triệu Bân, họ lại đợi được cả đám lão già. Đúng vậy, đều là cao thủ Nhan gia, hơn nữa mấy người đó còn dẫn theo người. Dù là ba chọi một, bên kia vẫn dư vài người, nhát cái một chút vẫn tốt hơn, tay chân co rúm vẫn an toàn hơn chút. Cường giả Nhan gia cũng không đếm xỉa tới họ, tất cả đều chăm chú nhìn vào trong biển sương mù. Một ông già tóc bạc trắng trong đó còn hung hăng mắng hai trưởng lão kia của Nhan gia, đầu uống nước hay gì mà dẫn thánh nữ tới đây hả? Hai trưởng lão kia không dám hó hé. Hết cách rồi, ai bảo ông lão tóc bạc trắng này có vai vế cao chứ? Người ở đây đều phải gọi ông ta là nhị đại gia, Nhan gia có ba lão tổ, đây là một trong số đó, cùng thế hệ với ông nội của Nhan Như Ngọc. Mắng hai người xong, ông lão tóc bạc mới nhìn mấy trưởng lão ma ra, các ngươi là nhà nào? Tán tu, bát trưởng lão cười ha hả. Nhà đầu nhà ta mà có mệnh hệ gì sẽ cho các ngươi biết mặt, ông lão tóc bạc lạnh lùng cảnh cáo. Mấy trưởng lão ma ra cúi đầu, bĩu môi nghĩ quả nhiên là thế giới kẻ mạnh là vua, nắm đấm mới là đạo lý cứng nhất. Đâu phải Triệu Bân kéo cô ta vào, do thánh nữ nhà ngươi tự mình theo đuôi mà. Tuy oán thầm nhưng chúng trưởng lão vẫn rất thành thật. Cục diện hiện tại, không nói gì là tốt nhất. Người tới nhìn biển đều không đi mà đứng cách đó không xa, lẳng lặng nhìn cảnh này. Đúng là thế trận to lớn của Nhan gia, còn có cả một lão tổ đến đây nữa chứ, là chuẩn thiên đỉnh cao chân chính, chiến lực đáng sợ, tám cao thủ chuẩn thiên bị bao vây kia còn không dám nói to thở mạnh mà, xét khí thế thì vẫn là lão tổ Nhan gia mạnh hơn. Hả? Chỉ trong tích tắc. Đại trưởng lão ma ra nhấc mắt, các trưởng lão khác cũng nhướng mày, đồng loạt nhìn sang một hướng, còn có hai trưởng lão bảo vệ Nhan Như Ngọc trước đó cũng ngó theo. Lọt vào tầm mắt là một bóng người mặc áo bào đen, đeo mặt nạ quỷ, tên đó đang lao tới bên này. Nhìn thì có vẻ là bị đuổi giết, chẳng phải là tên nhóc kia sao? Dù không thấy rõ hình dáng nhưng khí chất nổi bật kia không lừa được ai. Là hắn, chính là hắn, hai trưởng lão kia gào lên. Người Nhan gia nghe thế thì nhướng mày. Một tên địa tạng mà có thể thoát khỏi biển sương mù, nghe chuyện là đã thấy kỳ lạ rồi. Ngọc Nhi cũng đã ra ngoài. Vẫn là hai trưởng lão kia, đôi mắt họ rực sáng, người đuổi giết tên nhóc kia là thánh nữ nhà họ, trên tay còn cầm thanh kiếm, hơi thở hổn hển. Từ xa cũng thấy được gương mặt đỏ bừng và đôi mắt đẹp rực lửa. Ta đã nói rồi. Chúng trưởng lão ma ra nở nụ cười, tất cả đứng lên. Triệu Bân đến, thánh nữ Nhan gia cũng bình yên vô sự, để xem còn tên nào không biết xấu hổ mà đánh chúng ta đây. Sao mà được chứ? Họ lại có thể thoát ra được biển sương mù kìa. Mấy người đứng xem đều sửng sốt, tiếng cảm thán ngạc nhiên liên tiếp vang lên. Lúc trước, chính mắt họ thấy hai người kia tiến vào biển sương mù, giờ biển sương mù chưa tan, sao hai người này ra được, việc lạ như thế là lần đầu họ thấy. Ta không thấy mà. Còn nói không thấy à? Trong khi nói chuyện, Triệu Bân và Nhan Như Ngọc đã tới bên này. Triệu công tử có thể lực khá tốt, chạy suốt dọc đường mà mặt không đỏ, hơi thở cũng không hổn hển. Còn Nhan Như Ngọc lại có vẻ hơi thảm, trên mặt đầm đìa mồ hôi, thở không ra hơi, ai không biết còn tưởng cô ta mới từ trên giường xuống. Trên thực tế, tốc độ của Nhan Như Ngọc khá tệ, đuổi theo Triệu Bân mà chưa bao giờ đuổi kịp. May mà Triệu Bân không chấp phạt cô ta, bằng không.
Khi tới bên này, hai người mới yên tĩnh lại. Nhan Như Ngọc hơi bất ngờ, kinh ngạc vì nhiều cường giả như thế lại đến đây. Hơn nữa trong đó còn có một lão tổ. Ông lão tóc bạc không nói gì, mấy trưởng lão Nhan gia cũng thế, họ vây quanh Triệu Bân. Nếu họ không nhìn lầm thì trước đó, Nhan Như Ngọc đang đuổi giết tên nhóc xanh này, vì thế họ có lý do để cho rằng tên này đã bắt nạt thánh nữ nhà mình. Tất nhiên còn có nguyên nhân thứ hai là, tò mò. Từ mà lại lịch tên nhóc này, che giấu kỹ lưỡng như thế, ngay cả họ cùng không thể nhìn thấu, đặc biệt là lão tổ Nhan gia ánh mắt ông ta thâm thủy vô cùng, hơi thở của tên nhóc trước mặt mơ hồ một cách bất thường. Triệu Bân họ khan một tiếng. Nói thật, bị đám ông già này bao vây, còn bị nhiều. Đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, hắn thấy toàn. Thân lạnh run, còn có cảm giác muốn kỳ lân hóa ngay tại chỗ. Các vị làm gì thế, Nhan Như Ngọc tiến lên, chặn trước người Triệu Bân. Không làm gì cả. Mấy lão già đều vuốt râu, hành động của Nhan Như Ngọc cực kỳ giống như mẹ bao che cho con, mới vừa nãy còn hét lên muốn giết hắn nhưng bây giờ lại muốn bảo vệ hắn, chỉ thiếu điều hét lên một câu, mấy người đừng dọa hắn. Kể từ đó ánh mắt của mọi người nhìn Triệu Bân cũng không giống như trước nữa. Đây là nam nhân đầu tiên mà thánh nữ nhà bọn họ để mắt tới. Bất luận nhìn như thế nào thì cũng giống như thê tử đang bảo vệ tướng công. Nhưng đối với các trưởng lão của ma gia thì chuyện này chẳng khác nào chuyện của bông hoa nhài cắm bãi phân châu. Nhận ra mình đã thất thố, gương mặt Nhan Như Ngọc bất giác đỏ bừng lên. Triệu Bân không quan tâm đến chuyện đó, chỉ nhanh chóng nhét một tờ giấy vào tay đại trưởng lão ma gia. Đại trưởng lão ma gia thấy vậy liền nhanh chóng dẫn các trưởng lão khác rời đi. Triệu Bân có thể đi ra thì Bạch Gia tất nhiên cũng có thể đi ra, hơn nữa còn đang trên đường đi. Phía trên tờ giấy là lộ tuyến của Bạch Gia, ngụ ý rất rõ ràng, hắn đang bảo mọi người phải nhanh chóng đuổi theo nhưng không cần phải hiện thân, chỉ cần âm thầm đi theo đưa bọn họ an toàn tới núi Bất Tử là tốt rồi. Về phần Triệu Bân thì bọn họ không cần phải lo lắng. Hắn đã có thể bước vào cấm địa mà vẫn an toàn trở ra thì biển sương mù này chẳng phải là chuyện gì lớn. Cứu ông nội. Nhan Như Ngọc không trì hoãn, ngay lập tức kéo Triệu Bân rời đi. Các trưởng lão Nhan gia nhìn nhau dò xét nhưng cũng lần lượt đi theo sau. Mọi người đều vò đầu bứt tai, đến cuối cùng cũng không hiểu được hai người này sao có thể thoát ra. Trên đường đi mấy lão già đều đặc biệt chú ý đến Triệu Bân, liên tục liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới. Nhưng nhãn giới của bọn họ không quá cao cho nên không thể nhìn ra được lai lịch của Triệu Bân. Chỉ biết tên nhóc này rất không đơn giản, hoặc là nói bọn họ rất tin tưởng vào mắt nhìn người của Nhan Như Ngọc, người tầm thường thật sự không thể rơi vào được pháp nhãn của cô ta. Sao hai người có thể ra ngoài được, lão già tóc bạc cười nói. Các trưởng lão khác cũng dựng lỗ tai lên hóng hớt, rất muốn biết câu trả lời chính xác. Có cao nhân ẩn thân dẫn đường, Triệu Bân âm trầm nói. Nhan Như Ngọc nghe thấy vậy thì liếc mắt nhìn hắn, không tin là hắn đang nói thật. Cao nhân ẩn thân sao, Nhan Như Ngọc không tin, mấy lão già xung quanh cũng không tin. Bọn họ trầm ngâm tự hỏi cao nhân kia rốt cuộc có nội tình cao đến đâu, chẳng lẽ lại là cường giả thiên võ. Khi mọi người dừng chân thì đã đứng trước một hòn đảo nhỏ. Đó là đảo nhỏ của Nhan gia. Triệu Bân ước chừng hòn đảo này so với hòn đảo của Bạch gia còn lớn hơn một vòng. Trên đảo linh lực dư thừa, mây mù lượn lờ. Ở sâu trong núi có một tòa thành cổ rộng lớn có hình dạng giống như một con rồng uy nghiêm đang trấn thủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Các gia tộc siêu lớn cũng có chia cấp bậc. Nhan gia có thể nói là mạnh hơn Bạch gia rất nhiều. Nói cách khác, sau khi trải qua biến cố thì Bạch gia đã không còn nằm trong hàng ngũ gia tộc siêu lớn nữa, giờ phút này nội tình của Bạch gia đã không thể nào so sánh được với Nhan gia. Sau khi bước vào thành cổ thì suy đoán của Triệu Bân lại càng được xác minh. Bên trong thành cổ Nhan gia còn có nhiều cấm chế hơn Bạch gia, ngoài ra còn có rất nhiều trận pháp, có công có phòng, có thể nói là phòng thủ rất kiên cố, mà số lượng cường giả của Nhan gia cũng vượt xa Bạch gia, khó trách tứ phương không có ai dám trêu chọc. Nơi ở tốt. Triệu Bân thổn thức không thôi, trên đường đi liên tục xem xét xung quanh. Nơi có thể được Triệu Bân gọi là một nơi ở tốt thì chắc chắn không phải là một nơi tầm thường, kỳ hoa dị thảo ở đây có rất nhiều loại đều đã tuyệt tích ở đại hạ, bên trong còn có linh trí mây mù lượn lờ tinh khí mênh mông,
ở bên ngoài hơn phân nửa cũng không có, cho đến bây giờ hắn chỉ nhìn thấy những gia tộc siêu lớn là có được. Cũng không biết là do thói quen hay là do bệnh nghề nghiệp mà khi nhìn thấy thứ tốt hắn liền bất giác cảm thấy ngứa ngáy tay chân. Đi theo ta. Nhan Như Ngọc không quan tâm đến việc Triệu Bân có muốn hay không, chỉ liên tục kéo hắn đi. Mấy lão già còn lại chỉ ngượng ngùng cười chứ cũng không đi theo. Không bao lâu sau Nhan Như Ngọc đã dẫn Triệu Bân vào một khu rừng trúc. Sâu trong rừng trúc có một gốc cây dương liễu. Khi Triệu Bân tiến vào thì đã nhìn thấy từ xa có một lão già đang ngồi dưới tán cây khắc gỗ, không cần phải nói cũng biết đó chính là ông nội của Nhan Như Ngọc, cũng chính là lão tổ Nhan gia, cường giả chuẩn thiên hàng thật giá thật. Ông nội, Nhan Như Ngọc nở nụ cười rạng rỡ. Nhà đầu này lại chạy lung tung rồi, lão tổ Nhan gia cười rồi đặt con dao khắc xuống. Cháu có thể chạy đi đâu chứ, cháu đã tìm được một quý nhân trở về rồi đây, Nhan Như Ngọc cười nói. Quý nhân của cô ta chính là người đang đi bên cạnh. Triệu Bân cũng rất hiểu lễ nghĩa, từng bước bước lên chắp tay cúi người chào, bái kiến tiền bối. Không cần đa lễ, lão tổ Nhan gia mỉm cười chào hỏi, đôi mắt già nua hơi nheo lại một chút. Với nhãn giới của ông ta thì ông ta cũng không thể nhìn thấy được lai lịch của Triệu Bân, chỉ biết đây là một thanh niên có khí tức rất mơ hồ. Hắn có thể chữa lành vết thương cho ông nội, Nhan Như Ngọc mỉm cười. Một nắm xương già, thạch dược vô lực, lão tổ Nhan gia lắc đầu cười nói. Cứ xem kỹ lại đã rồi hãy nói. Nhan Như Ngọc vừa nói xong liền kéo vai áo của lão tổ Nhan gia để lộ ra một bên vai có vết sẹo. Nhìn hình dáng vết sẹo thì hẳn đã bị đao chém ra, trên vết sẹo còn lưu lại u quang liên tục luyện diệt tinh khí của lão tổ Nhan gia khiến cho miệng vết thương rất khó khép lại. Sát khí thiên võ. Triệu Bân lẩm bẩm. Vết thương như thế này nữ soái cũng có. Mà vết thương của nữ soái chính là do hắn hỗ trợ chữa khỏi, hắn đã dùng thiên lôi luyện diệt sát ý, bây giờ lại gặp loại vết thương tương tự hắn tất nhiên sẽ không nhận nhầm. Cũng có thể nói, lão tổ Nhan gia đã từng chiến đấu với một cường giả thiên võ. Nhưng so sánh với nữ soái thì vết thương của lão tổ Nhan gia vẫn nặng hơn. Có thể chữa khỏi không? Nhan Như Ngọc trầm giọng hỏi. Có thể, Triệu Bân khẳng định đáp. Lão tổ Nhan gia nghe thấy vậy thì sững sốt, khẩu khí của tên nhóc này thật không nhỏ. Nhưng khi Triệu Bân thi triển thiên lôi thì ánh mắt của lão tổ Nhan gia cũng nở rộ tinh quang. Đây là lần đầu tiên mà ông ta nhìn thấy lôi điện màu vàng, hơn nữa thiên lôi này lại càng đặc biệt, lôi uy đã rất mạnh mẽ mà còn tiềm tàng nguồn năng lượng đáng sợ, theo như ông ta thấy thì nó phải là lôi uy của thiên kiếp. Lôi điện màu vàng. Ngươi là, Cơ Ngân. Một khắc sau liền nghe thấy lão tổ Nhan gia kinh ngạc thốt lên. Triệu Bân chỉ cười chứ không trả lời, xem như là đồng ý. Làm sao có thể, lão tổ Nhan gia khó tin hỏi, sao ngươi vẫn còn sống? Vãn bối mạng lớn, Diêm Vương không thu nhận, Triệu Bân cười nói, lòng bàn tay được bao phủ bởi thiên lôi của hắn ấn lên vết thương của lão tổ Nhan gia, mạnh mẽ luyện diệt sát ý thiên võ. Hự, lão tổ Nhan gia rên rỉ, đau đớn thấu xương. Chỉ có điều so với sự sửng sốt của ông ta thì nỗi đau này không tính là gì cả, ông ta khiếp sợ một tiểu võ tu cảnh giới địa tạng bước vào trong cấm địa biển chết lại có thể sống sót đi ra, nếu như giai thoại này đồn ra ngoài thì thế nhân nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Ông ta bất giác nhìn thoáng qua Nhan Như Ngọc, không biết cháu gái của mình làm sao lại quen biết với Thánh Tử Thiên Tông, hơn nữa còn có vẻ như quen biết rất thân, bằng không thì hắn cũng sẽ không đồng ý chạy tới đây chữa thương cho ông ta. Đã gặp nhau ở ma vực sao? Lão tổ Nhan gia thầm nghĩ trong lòng. Phỏng đoán này rất có cơ sở. 9 phần yêu nghiệt thiên tài tiến vào ma vực đều đã bị Cơ Ngân giết chết mà cháu gái của ông ta lại nằm trong số những người ít ỏi còn sống sót trở ra ngoài, nếu như nói nó cùng với Cơ Ngân có giao tình thì cũng hoàn toàn hợp lý. Nhan Như Ngọc chỉ cười, nói về giao tình của hai người thì cũng có chút ngượng ngùng, vừa gặp nhau là y phục của cô ta đã bị lột sạch, chuyện này chỉ có hai người bọn họ biết. Thật sự không tốt để đem ra nói lung tung. Anh hùng xuất thiếu niên. Cảm thấy vô cùng kinh ngạc, là tế Nhan gia chỉ có thể nói một câu này với sự thần thức không thôi. Ông ta đã nghe qua rất nhiều giai thoại về Cơ Ngân nhưng hôm nay mới có thể được gặp. Hắn quả nhiên là một thanh niên phi thường, chiến tích mà hắn tạo ra, trước giờ chưa có ai, sau này cũng sẽ không có ai có thể vượt qua hẳn. Đọc tiếp. Đại hạ sản sinh ra nhiều nhân tài, nhưng người trước mặt ông ta đây chính là nhân. Tiền bối, xin hãy cổ chịu đựng.
Lôi điện của Triệu Bân mạnh mẽ đánh xuống. Lão tổ Nhan gia còn chưa hoàn hồn thì lại kêu rên một tiếng. Ông ta cũng không hề nhàn rỗi, cũng bộc phát năng lượng trợ uy cho Triệu Bân. Sát ý thiên võ không phải là chuyện nhỏ, chỉ dựa vào sức của một mình Cơ Ngân thì không có khả năng luyện diệt hết hoàn toàn, cần phải có năng lượng của ông ta phối hợp. Chuyện này khiến cho Triệu Bân tràn đầy cảm xúc nhớ về ngày trước, nếu như nữ soái không âm thầm hiệp trợ cho hắn thì hắn cũng không thể luyện diệt hết sát ý thiên võ. Rất mạnh. Sát ý của vết thương này rất mạnh, mạnh hơn rất nhiều so với nữ soái. Triệu Bân đã chật vật rất nhiều để luyện diệt hết sát ý này, trong lòng hắn cũng không khỏi khiếp sợ, không ngờ lão tiền bối này đã trúng một đao cực mạnh của cường giả thiên võ mà vẫn có thể sống sót được. Còn có thể chịu đựng được sát ý độc hại đến tận bây giờ, có thể thấy được ông ta vốn đã mạnh mẽ đến cỡ nào. Nhan Như Ngọc lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho Triệu Bân. Lão tổ Nhan gia thấy vậy thì nhướng mày, ngượng ngùng thay cho cháu gái. Nhan Như Ngọc ho khan một tiếng rồi vội vàng rút tay về, vốn định lau mồ hôi cho Triệu Bân nhưng cuối cùng lại thành lau mồ hôi cho ông nội. Cha, điều đó cũng chẳng khác gì. Lão tổ Nhan gia mỉm cười. Trong nụ cười có hai ngụ ý. Đầu tiên, ông ta vui vì được cháu gái lau mồ hôi cho. Thứ hai, ông ta cảm thấy tên nhóc này quả thật xứng đôi với cháu gái của ông ta. Thánh tử Thiên Tông hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn tuyển cháu rể của ông ta, thậm chí còn vượt xa mong đợi. Nhân tài bậc này có đốt đèn đi tìm khắp nơi cũng không thấy. Làm sao có thể? Triệu Bân đang im lặng trị thương đột nhiên thốt lên rồi mở to hai mắt. Thông qua thiên nhãn hắn đã nhìn ra được nội tình cùng tu vi của lão tổ Nhan gia. Không thể trách hắn mạo phạm, chỉ vì ở trên người lão tổ Nhan gia hắn đã ngửi được mùi của thiên kiếp, mặc dù lão tổ đã cố che giấu nhưng vẫn không thể tránh khỏi thiên nhãn của hắn. Hắn đoán không sai, sau khi mở ra thiên nhãn thì hắn quả thật đã nhìn thấy lôi uy của thiên kiếp còn sót lại trên người lão tổ Nhan gia. Nếu chỉ như vậy thì đã không có gì đáng nói. Vấn đề là thiên kiếp này cũng không phải là thiên kiếp bình thường. Sao vậy? Nhan Như Ngọc trầm giọng hỏi. Tiền bối, ông đã sống sót vượt qua thiên kiếp thiên võ sao? Triệu Bân nhìn về phía lão tổ Nhan ra hỏi. Lời này vừa thốt ra thì Nhan Như Ngọc liền sửng sốt. Nhóc con, ngươi thật sự làm cho lão phu kinh ngạc, lão tổ Nhan ra mỉm cười nói. Ông nội, ông, thật sự đã tiến vào cảnh giới thiên võ sao? Nhan Như Ngọc sửng sốt hỏi, cô ta thân là thánh nữ Nhan gia nhưng lại không biết chút gì về chuyện này. Những người biết chuyện này chỉ có nhị gia gia cùng tam gia gia của cháu, lão tổ Nhan gia mỉm cười nói. Nhan Như Ngọc cảm thấy đầu váng mắt hoa. Thảo nào cô ta không biết, ngay cả cha cô ta cũng không biết huống chi là cô ta. Ngẫm lại thì đây cũng đều là vì an nguy của gia tộc, càng ít người biết càng tốt, chuyện này cực kỳ cơ mật. Sợ là chỉ có những người đồng cấp với lão tổ mới có tư cách biết được, nếu như không có Cơ Ngân nói ra thì cho đến nay cô ta vẫn không hề hay biết. Độ kiếp thất bại, làm sao tiền bối có thể sống sót được, Triệu Bân hỏi. Nghe vậy, Nhan Như Ngọc cũng liếc mắt nhìn, cho dù có sửng sốt đến cỡ nào thì cũng không được bỏ qua điểm này. Chỉ còn một tia tàn hồn, lão tổ Nhan ra cười tự giễu. Triệu Bân không hỏi nữa, mấy chữ này là đủ rồi. Tuy rằng khó tin nhưng hắn vẫn có thể tiếp nhận, một tia tàn hồn của thương khung đã tồn tại 8.000 năm vẫn sống, huống chi là lão tổ Nhan gia. Tuy nhiên, đã độ kiếp thất bại, nếu như không có may mắn cực lớn thì ngay cả một tia tàn hồn cũng không thể sót lại được bởi vì điều đó trái với quy tắc một cách trầm trọng. Bên cạnh hắn, Nhan Như Ngọc vẫn còn đang bàng hoàng. Ông nội của cô ta đã chết đi một lần mà cô ta thậm chí còn không biết. Khi nào tuổi thọ chấm dứt thì lão phu vẫn còn có thể thử lại một lần, lão tổ Nhan gia chậm rãi nói, cũng không biết là đang nói với Triệu Bân hay là đang nói với Nhan Như Ngọc, ngữ khí của ông ta hết sức quyết liệt, ông ta đã vượt qua một lần thiên kiếp chưa chết chính là do trời xanh thương tình, nếu như thiên kiếp lại đến một lần nữa thì ông ta hoặc là thăng cấp lên thiên võ hoặc là hồn phi phách tán chứ không còn khả năng tái sinh lần thứ hai. Để vãn bối hỗ trợ tiền bối đột phá một lần, Triệu Bân cười nói. Tay chân không hề nhàn rỗi, lúc trước hắn sợ lão tổ Nhan gia chịu không được thiên lôi cho nên vẫn còn giữ lại một hai phần lực, lần này hắn đã dốc hết toàn lực để luyện diệt sát ý, hắn biết một người độ kiếp thất bại nhưng vẫn có thể giữ lại mạng sống như lão tổ Nhan gia thì khả năng chịu đòn nhất định cũng không tầm thường.
Hừ. Lão tổ Nhan gia rên rỉ, nét mặt già nua đau đớn đến trắng bệch. Nhan Như Ngọc liếc nhìn Triệu Bân một cái, ngươi không thể nhẹ tay một chút hay sao? Đau cũng là một loại tu hành. Đây sẽ là câu trả lời của Triệu công tử. Yên tâm, không chết được. Ngọc Nhi. Trong lúc đang luyện diệt sát ý thì bỗng có tiếng gọi vang lên. Chưa kịp đáp thì đã thấy có hai người vô cùng lo lắng bước vào rừng trúc, đó là một người đàn ông cùng một người phụ nữ trung niên, chính là cha mẹ của Nhan Như Ngọc, Nhan Phong và Ngọc Lan. Bọn họ nghe nói con gái của mình đã về nhà liền vội vàng chạy đến đây. Con gái càng lớn càng khiến cho người ta lo lắng không thôi. Cũng giống như lần trước, Nhan Như Ngọc bí mật đến đại hạ, bí mật tiến vào ma vực. Cửu tử nhất sinh. Xuyệt. Nhan Như Ngọc giơ tay, ra hiệu hai người đừng làm ồn ào. Không cần cô ta nói, Nhan Phong cùng Ngọc Lan cũng đã đi đứng nhẹ nhàng hơn. Bọn họ liếc mắt một cái liền có thể biết trước mắt đang xảy ra chuyện gì, hiển nhiên là có người đang trị thương, mặc dù bọn họ không nhìn ra gương mặt của Cơ Ngân nhưng đều đã từng nghe qua về lôi điện màu vàng, nguyên nhân chính là bởi vì đã từng nghe qua cho nên ánh mắt của hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ cái tên này là Thánh tử Thiên Tông? Nhan Như Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn thì cả hai lại bàng hoàng, chuyện gì đang xảy ra vậy, Cơ Ngân vẫn còn sống sao? Triệu Bân không nói lời nào, chỉ mỉm cười nhìn thoáng qua Nhan Phong cùng Ngọc Lan, sau đó ánh mắt dừng ở trên người Ngọc Lan. Vị này không chỉ xinh đẹp mà trên người còn có bảo bối, chính là chiếc châm ngọc kia, chuẩn xác mà nói thì trên chiếc châm ngọc có khắc một chữ nhỏ. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không nhận ra được. Đó chính là độn giáp thiên tự. Kể ra cũng lạ, loại cổ tự này rất nhỏ, chỉ khi nào luyện ra thì mới có năng lực phi thường. Bị một tên tiểu bối nhìn chằm chằm, Ngọc Lan liền cảm thấy không được tự nhiên. Sắc mặt của Nhan Phong thì dần trở nên rất khó coi, ngươi cứ nhìn chằm chằm thê tử của ta như vậy là có ý gì? Khụ. Nhan Như Ngọc ho khan một tiếng. Trừng mắt nhìn Triệu Bân một cái. Ta biết mẹ của ta rất đẹp nhưng ngươi cũng không nên nhìn đắm đuối như thế chứ. Ngươi nhìn sang ta không được sao, ta cũng rất đẹp mà. Nhận ra mình đã thất thố, Triệu Bân ngượng ngùng cười, vội vàng không nhìn nữa. Trong lòng hắn thầm nghĩ, đợi sau khi luyện diệt hết sát ý của lão tổ Nhan ra thì hắn sẽ tìm Nhan Như Ngọc nói chuyện. Hắn không cần thù lao khác, chỉ cần mẹ của Nhan Như Ngọc cho hắn chiếc châm ngọc kia là được rồi. Nếu như không được thì hắn cũng có thể dùng tiền để mua, giá cả rất dễ thương lượng. Giá trị của độn giáp thiên tự không thể đo đếm được bằng tiền. Sau khi chuyện lúng túng qua đi thì bầu không khí đã trở nên hòa hợp hơn không ít. Thiên lôi thật sự quá bá đạo, Nhan Phong lẩm bẩm, ông ta đang nhìn chằm chằm vào lôi điện của Triệu Bân. Mặc dù ông ta không ít lần nhìn thấy thiên lôi nhưng thiên lôi màu vàng này thật sự rất bất phàm còn mang theo lôi uy của thiên kiếp. Ngọc Lan nhanh nhẹn đứng dậy chọc nhẹ Nhan Phong, ra hiệu cho ông ta nhìn Nhan Như Ngọc. Nhan Phong ngay lập tức liếc nhìn. Vừa nhìn một cái thì ông ta lại không khỏi vuốt râu ngẫm nghĩ, con gái của ông ta dường như có chút không kiềm chế được, rất thường xuyên nhìn lén Cơ Ngân, chẳng lẽ đây là mối tình đầu của nó. Kết quả là ánh mắt của ông ta khi nhìn Triệu Bân cũng thay đổi, giống như là đang nhìn con rể của mình, nhìn từ đầu đến chân rồi lại nhìn từ chân lên đầu. Ông ta đang nhìn, Ngọc Lan cũng đang nhìn. Cha, một chàng trai tốt. Nghe nói tên nhóc này thường giúp cụ bà qua đường, giúp cụ ông rót nước, cũng hay giúp các cô gái nhỏ đuổi trộm, thanh niên tốt như vậy quả thật khó tìm. Tóm lại, con gái của bọn họ có mắt nhìn người không tồi. Triệu công tử không biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì, trong đầu của hắn lúc này chỉ nghĩ đến chiếc châm ngọc của Ngọc Lan, đó là một món bảo bối không tầm thường bởi vì có độn giáp thiên tự ở bên trên. Nguyệt thần đã từng nói qua đó là vật bất phàm, hắn còn đang nghĩ nếu như không thể mua được chiếc châm ngọc đó thì hắn có thể cướp nó rồi bỏ chạy hay không? Chẳng lẽ chỉ vì một chiếc châm ngọc mà Nhan gia lại truy đuổi hắn khắp thiên hạ hay sao? Chỉ cần hắn cầm được chiếc châm ngọc kia trong tay thì không ai có thể bắt được hắn. Bởi vì quá đắm chìm trong suy nghĩ của mình cho nên hắn liền đột ngột bật cười. Thấy hắn bật cười, cả bốn người kia đều liếc mắt nhìn hắn. Không biết hắn đang nghĩ đến chuyện gì mà vui vẻ như vậy. Triệu Bân ho khan một tiếng, vội vàng trấn tĩnh lại, chuyên tâm luyện diệt sát ý. Cũng may là trong mấy vị ở đây không có ai có thuật đọc tâm.
Nếu không thì cảnh tượng sẽ trở nên rất náo nhiệt. Hừ. Lão tổ Nhan gia lại kêu rên liên tục. Đau, thật sự rất đau. Sát ý tuy vô hình nhưng lại thật sự tồn tại, như trói buộc linh hồn của ông ta. Triệu Bân không nương tay, dốc hết toàn lực luyện diệt khiến cho mấy người Nhan Như Ngọc cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. Phá! Không biết khi nào mới nghe thấy Triệu Bân cùng lão tổ Nhan gia khẽ quát một tiếng. Hai người hợp lực luyện diệt hết cả ngày, cuối cùng mới có thể luyện diệt hết được sát ý. Trên vai của lão tổ Nhan gia, vết thương đã hồi phục. Trong chớp mắt, khí thế của ông ta bùng nổ khiến cho mấy người đứng xung quanh chấn động đến mức đứng không vững. Triệu Bân ngay lập tức kinh hãi, đây mới thật sự là chiến lực của lão tổ Nhan gia sao? Người không thể vượt qua thiên kiếp mà vẫn còn sống quả nhiên là nghịch thiên, chỉ sợ rằng nữ soái lúc này cũng không phải là đối thủ của ông ta. Tốt! Lão tổ Nhan gia nồng nhiệt cười lớn. Nhan Phong, Nhan Như Ngọc và Ngọc Lan cũng thể hiện sự kinh ngạc. Tất cả là nhờ cơ ngân. Triệu Bân đứng vững, có chút chật vật. Cảm ơn ngươi, Nhan Như Ngọc cười nhẹ nói. Không có gì đáng kể, Triệu Bân lau mồ hôi nói. Ngươi muốn cái gì đều có thể nói ra, Nhan Như Ngọc cười nói. Ta muốn, mẹ cô, hắt xì. Triệu Bân nói ra một câu nhưng giữa chừng lại hắt xì, cú hắt xì này lại đến không đúng lúc, chắc chắn là đang có rất nhiều người tụ tập lại hỏi thăm hắn ở ngoài kia. Cả rừng trúc rơi vào im lặng. Một câu vừa nói ra khiến cho cả bốn người đều sững sờ. Chiếc châm ngọc của mẹ cô. Triệu Bân hổn hển xoa mũi dữ dội, cuối cùng mới nói được đầy đủ một câu. Một hồi lâu sau cũng không nghe thấy có tiếng đáp lại, trong lúc đó lão tổ Nhan gia cũng đã đen mặt, đang nói chuyện mà lại đi hắt xì không đúng lúc. Nếu như ngươi không nói hết câu thì có khi đã bị chém chết rồi, cũng không có ai sợ sẽ làm tổn thương tình cảm. Ngươi không phải cố ý nói như vậy chứ, Nhan Như Ngọc hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Bân. Ta vừa mới hắt xì một cái không nhịn được, Triệu Bân cười khan, hắn hắt xì quả thật không đúng lúc, chỉ có quỷ mới biết trong bóng tối đang có biết bao nhiêu người đang thầm nguyền rủa hắn. Thật đáng tiếc, Nguyệt Thần liên tiếp thổn thức tặc lưỡi. Nếu như lúc nãy Triệu Bân không chỉ hắt xì mà còn gặp phải thiên địa biến hóa chuyển hắn đi nơi khác khiến cho hắn không thể nói trọn hết câu thì chắc chắn Nhan Phong sẽ vác đao giết tới tận Thiên Tông. Người muốn chết hả, còn muốn lấy châm ngọc của mẹ ta, đôi mắt đẹp của Nhan Như Ngọc bốc hỏa. Ta có thể dùng tiền mua, giá cả rất dễ thương lưu ợng, Triệu Bân cười nói. Ngươi, nếu ngươi thích thì ta tặng ngươi là được, Ngọc Lan mỉm cười tháo châm ngọc xuống. Đa tạ tiền bối. Triệu Bân xoa xoa tay vội vàng nhận lấy, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn sao độn giáp thiên tự lại được khắc trên cây châm ngọc này. Nếu như độn giáp thiên tự được khắc trên áo yếm hoặc y phục của Ngọc Lan thì hắn thật sự không biết phải mở miệng thế nào. Khi Triệu Bân ra khỏi rừng trúc, bầu trời đã hiện đầy sao. Nhan Phong và Ngọc Lan rời đi rất sớm. Họ đều là những người từng trải, không muốn quấy rầy chuyện tình cảm của con gái. Ngọc Lan thì không sao, nhưng Nhan Phong lúc rời đi vẫn nhìn Triệu Bân với ánh mắt không mấy hiền lành, ông ta vẫn còn tức giận và câu nói ngưng giữa chừng lúc này. Cho dù chỉ là hiểu lầm nhưng nghe được cũng không thể không tức giận, cái tên này chẳng có gì tốt đẹp. Nhan Như Ngọc cũng đang biết họa y như cha của mình. Trên đường đi, mỗi khi nhìn Triệu công tử thì trong đôi mắt đẹp của cô ta lại nổi lửa bừng bừng. Sát khi đã được luyện diệt, ta phải đi rồi, Triệu. Bân cười nói. Ngươi muốn rời đi sao? Nhan Như Ngọc trở tay không kịp, ngọn lửa trong đôi mắt đẹp trong chốc lát hoàn toàn biến mất. Ta vẫn còn nhiều việc quan trọng phải làm. Vậy để ta, tiễn ngươi, Nhan Như Ngọc khẽ cắn môi nói. Thành thật mà nói, cô ta còn muốn cơ ngân ở lại lâu thêm 2-3 ngày nữa. Thánh nữ, thánh tử Hỏa Long đang ở đây, khi đi ngang qua hoa viên, có một lão giả tiến về phía họ nói. Nhan Như Ngọc ậm ừ, nét mặt không chút thay đổi. Triệu Bân nghe thấy vậy thì trong lòng cũng suy nghĩ một chút. Thánh tử Hỏa Long có thanh danh hiển hách, Triệu Bân cũng đã từng nghe qua, hắn ta là người của một gia tộc siêu lớn ở Nam Vực. Ngọc Nhi muội. Vừa đi ra hoa viên thì họ đã nghe thấy tiếng gọi. Hắn ta là một thanh niên áo bạc có diện mạo hiên ngang, khí tức uy nghiêm, sức mạnh dồi dào, nếu nghe kỹ còn có thể nghe được tiếng rồng ngâm, không cần phải nói, hắn ta chính là thánh tử Hỏa Long.
hắn ta quả thật rất mạnh mẽ, có huyết mạch đặc biệt vô cùng bá đạo. Nam vực có nhiều nhân tài. Triệu Bân lẩm bẩm, căn cơ tu luyện của tên này đã tới chỗ tắc nghẽn. Chỗ tắc nghẽn của hắn ta tất nhiên là cảnh giới chuẩn thiên, chỉ còn thiếu một chút cơ duyên để đột phá. Nhan Như Ngọc ở bên cạnh chỉ cười nhạt một tiếng. Vị này là, ánh mắt Thánh Tử Hỏa Long rơi vào người Triệu Bân. Một người bạn cũ, Nhan Như Ngọc khẽ nói. Đã có thể là bạn cũ của Ngọc Nhi muội thì chắc chắn không phải là người tầm thường, Thánh Tử Hỏa Long ngay lập tức nở nụ cười nói, nhưng trong ánh mắt của hắn ta khi nhìn Triệu Bân lại tràn đầy địch ý. Cáo từ. Triệu Bân chắp tay chào rồi lại bước nhanh hơn. Nhan Như Ngọc bất giác tiến lên một bước, khẽ mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói thành lời, trong lòng cảm thấy mất mát khó tả, thậm chí cô ta còn nhìn về phía Triệu Bân rời đi thật lâu cũng không chớp mắt. Thánh Tử Hỏa Long nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt có chút khó coi. Hắn ta không phải là kẻ ngốc, chỉ cần liếc nhìn liền có thể phát hiện manh mối, nguyên nhân là do phát hiện cho nên hắn ta mới khó nén được tức giận. Ông đây có điểm nào thua kém hắn, người đã đi rồi mà muội vẫn nhìn không chớp mắt. Xem thánh tử ta đây chỉ là vật bày trí thôi hay sao? Cho dù đang hết sức tức giận nhưng hắn ta cũng không để lộ ra ngoài, chỉ cười nhẹ nói, Ngọc Nhi muội. Suy nghĩ bị gián đoạn, Nhan Như Ngọc lúc này mới không nhìn theo Triệu Bân nữa, trở lại với vẻ mặt lãnh đạm. Thái độ của cô ta lần này đã chọc giận thánh tử Hỏa Long một lần nữa khiến cho sự tức giận lộ rõ trên mặt hắn ta. Trong chớp mắt hắn ta ngoái đầu nhìn lại, liếc sang một bên. Ở bên đó có hai lão già đều là trưởng lão của tộc Hỏa Long, lần này bọn họ đến Nhan gia làm hộ vệ, đều là trưởng lão của gia tộc hắn ta cho nên rất hiểu ý hắn ta, ngay lập tức một trước một sau lần lượt đuổi theo Triệu Bân. Ở bên kia, Triệu Bân đã ra khỏi đảo. Tốc độ của hắn cực nhanh, như một tia sáng vàng xuyên qua biển lớn. Hắn đã trì hoãn quá lâu, hắn cần phải trở về Đại Hạ càng sớm càng tốt vì vẫn còn nhiều việc đang chờ hắn phải làm. Bằng không thì hắn chắc chắn sẽ còn gây nên sóng gió ở Nam Vực. Nhưng cũng không sao. Khi hắn có thời gian, hắn cũng không ngại quay lại đây lần nữa. Đi ngang qua một hải vực, hắn lấy ra châm ngọc, thi triển ra lôi điện bao phủ lấy nó, luyện ra độn giáp thiên tự. Dưới ánh trăng, độn giáp thiên tự tỏa ánh vàng rực rỡ bị hắn khắc vào kiếm Long Uyên, khiến cho thân kiếm Long Uyên ông run lên. Thanh kiếm này đã càng lúc càng bất phàm. Bất diệt chiến kích không ngừng vây quanh kiếm Long Uyên xem xét vài vòng. Cổ tự này hóa ra lại có huyền cơ, Thương Khung kinh ngạc nói. Đây chính là bảo bối vô giá, Triệu Bân cười nói. Thương Khung im lặng, lại một lần nữa nhìn lén. Không cần Triệu Bân nói, ông ta cũng nhìn ra được đó là thứ phi thường. Là do ông ta nông cạn cho nên lúc trước mới không hề phát hiện. Không ngờ tên nhóc này lại có thể phát hiện được bảo bối vô giá, thời đại thật sự đã thay đổi rồi, ông ta bị phong ấn 8.000 năm, nhãn giới cũng không còn tốt như ngày xưa nữa. Ngẫm lại thì cũng đúng. Ông ta bây giờ chỉ còn một tia tàn hồn cho nên đã bị hạn chế về rất nhiều mặt. Ví dụ, nhãn giới bị hạn chế. Hửm. Triệu Bân cau mày, ngửi được hai luồng khí tức mờ mịt. Không cần nhìn lại thì hắn cũng biết là có người đang đi theo hắn, hơn nữa còn đều là cường giả chuẩn thiên. Cảm giác của hắn không sai. Khi bọn họ đi ngang qua một hòn đảo nhỏ tĩnh mịch thì ở phía sau lưng đột nhiên có kiếm quang chém tới. Triệu Bân đứng vững vàng tung ra một trường tiêu diệt kiếm quang, lúc này hắn mới thấy rõ kẻ đang đi theo hắn là ai. Đó là hai lão già, một lão già áo vàng một lão già áo bạc mà trước đó hắn đã từng gặp qua. Hai lão chính là hộ vệ của Thánh Tử Hỏa Long, không ngờ lại chạy tới đây muốn giết hắn. Hai vị tiền bối có ý gì đây? Triệu Bân lạnh lùng nói. Người đã chọc đến người không nên dây vào, lão già áo bạc âm u cười nói, thuấn thân giết tới, một ngón tay đưa ra chọc thẳng vào ấn đường của Triệu Bân không chút lưu tình, đây chính là một kích tuyệt sát. Triệu Bân không nói lời nào, chỉ nâng tay lên nắm lấy ngón tay của đối phương rồi bẻ gãy. Sau đó hắn tung ra một cước đá lão già áo bạc bay thẳng ra ngoài, xương cốt gãy vụn kêu lên răng rắc rất đáng sợ. Mạnh như vậy sao? Lão già áo vàng còn chưa ra tay đã nhíu mày thật chặt. Sững sờ nhất vẫn là lão già áo bạc, vừa ra một chiêu đã để lộ sơ hở rồi bị đá trúng một cước hết sức khó chịu,
rõ ràng đối phương chỉ là một tiểu võ tu cảnh giới địa tạng nhưng không ngờ lại có chiến lực bá đạo đến như thế, chỉ một cước mà có thể phá nát được chân nguyên hộ thể của lão ta. Hóa ra là lão. Triệu Bân hơi híp mắt, nhìn chằm chằm lão già áo bào bạc. Lúc trước tại hội đấu giá của thành liệt hỏa có thế lực đã bỏ ra 3.000 vạn lượng đối chọi với huyết y môn cùng thi tộc để giành lấy hộp sắt, hôm đó hắn không biết là người của thế lực nào, bây giờ đối phương hiển lộ khí tức hắn mới mơ hồ nhận ra người này hóa ra là người của tộc Hỏa Long. Nói cách khác, cái hộp sắt kia bây giờ đang ở trong tộc Hỏa Long. Chết đi! Lão già áo vàng hừ lạnh một tiếng, từ trên trời giáng xuống một trường. Lão già này cũng không hề yếu. Lão ta là cường giả chuẩn thiên đỉnh phong, trưởng uy bá đạo như núi cao chấn áp. Đáng tiếc người mà lão ta đang chống lại chính là Triệu Bân, trưởng uy bá đạo đã nhanh chóng bị Triệu Bân dùng một quyền oanh diệt. Cấm! Lão già áo bạc quát lớn, thi triển bí thuật diễn hóa ra một lò luyện đan lớn. Triệu Bân đang đứng ở vị trí không tốt cho nên đã bị lò luyện đan bao lại, ngọn lửa bên trong lò hết sức mãnh liệt. Không phải là lửa thật mà là hình thái của bí thuật có thể luyện diệt khí huyết, mục đích của đối phương rất rõ ràng là đang muốn hỏa táng hắn. Triệu Bân mạnh mẽ thi triển thiên cương hộ thể, phá được lò luyện đan. Lão già áo bạc thấy thế, hai mắt híp lại. Mẹ nó, là bí pháp kim cang hộ thể mà. Rốt cuộc thằng nhóc này là ai, vì sao lại biết bí thuật này, người của thế gia Dương Thiên sao? Tiền bối, sao còn không tập trung? Triệu Bân lãnh đạm nói, hắn đã tới trước mặt đối phương. Lão già áo bạc biến sắc, tốc độ của thằng nhóc này quá nhanh rồi. Không cho nghĩ nhiều, ông ta đã phi thân độn ra sau. Ngược lại, ông ta nhìn thoáng qua Triệu công tử, chỉ trong nháy mắt đó, ông ta đã trúng huyễn thuật, mà cũng chỉ trong giây phút ấy thôi cũng đã đủ cho Triệu Bân, một ngón tay của hắn đâm thủng đan điền của ông già kia, nó vỡ tan ngay tại chỗ. Lão già áo bạc kêu thảm thiết rồi ngã xuống. Đan điền bị đập nát, chân nguyên tán loạn, tu vi cũng bị đánh tan. Một ngón tay này đã biến ông ta thành kẻ tàn phế. Ngươi đáng chết! Lão già áo vàng tức giận, một chiêu mang sức mạnh ngút trời bổ tới. Triệu Bân dùng bước phong thần, tránh né chỉ trong tích tắc, vung mạnh tay hất ngã lão già áo vàng. Hiện tại hắn đã là địa tạng tầng 5, thêm vào 9 phần tiên lực. Trừ phi là cảnh giới chuẩn thiên có trình độ như nữ soái, bằng không, dù là ai khác cũng chẳng có tác dụng, rõ ràng người trước mặt có chiến lược thua xa nữ soái. Quái thai gì đây chứ, lão già áo vàng hoảng hốt. Địa tạng thôi mà, sao mạnh dữ thần vậy? Nổ. Triệu Bân chỉ thốt lên một chữ. Nói nổ là nổ ngay. Cơ thể lão già áo vàng vừa mới ổn định là đã bị nổ cho lảo đảo, vẻ mặt ông ta ngơ ngác. Không biết từ khi nào Triệu Bân đã dán một tấm bùa nổ lên người mình, hơn nữa còn không hề bị ảnh hưởng bởi bùa chống nổ. Cảm giác khá tốt. Triệu Bân như ma quỷ giáng lâm, trong tay còn cầm theo roi đánh hồn. Lão già áo vàng biến sắc, phi thân ra sau nhưng làm gì được khi Triệu Bân nhanh hơn, hắn đã nện roi xuống đầu ông ta, roi sắt chuyên dùng để đánh hồn, quật người thì còn gì bằng. Lão già áo vàng hét thảm một tiếng, hai mắt tối đen. Khi còn chưa kịp nhìn thấy lại thì đan điền đã bị phế đi. Tiếng hét thảm thiết càng thêm thê lương. Hai cảnh giới chuẩn thiên đã bị giải quyết một cách thuận lợi. Triệu Bân cũng không dừng lại, một tay túm một người, tiến vào đảo nhỏ tĩnh mịch. Sau đó lại tiếng gào thét. Triệu Bân đang cưỡng ép soát hồn. Nhưng biết làm sao được, trong linh hồn hai ông già này có khắc cấm chế cổ xưa, dù muốn nhìn cũng không thể xem được hết toàn bộ. Ít nhất hắn có thể xác định hai việc. Một, người lấy hộp sắt kia là ông già áo bạc. Hai là, mấy kẻ này đuổi giết hắn theo lệnh của Thánh tử Hỏa Long. Hay cho thằng danh kia, Triệu Bân cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không quay lại phản công mà vẫn trở về đại hạ. Đợi khi mọi việc đã thu xếp xong, hắn sẽ tìm tên Thánh tử Hỏa Long để tính sổ. Còn về hai lão già này, hiển nhiên đã được hắn tiễn tới quỷ môn quan. Hai tên này chết trong buồn bực, vốn dĩ cả hai cho rằng diệt một tên địa tạng là chuyện dễ như trở bàn tay, kết quả là đụng vào một kẻ tàn nhẫn, chiến lực cực mạnh, thậm chí còn chưa kịp dùng át chủ bài là đã chết rồi. Mấy ngày sau, Triệu Bân đã ra khỏi lãnh thổ Nam Vực. Trước khi rời đi,
hắn còn ngoái đầu lại nhìn. Không thể không nói, hắn vô cùng thổn thức, chuyến đi đến Nam vực lần này cũng là tình hình cửu tử nhất sinh. Mà cầu phú quý từ trong hiểm nguy cũng rất đúng trong tình huống này. Hắn đúng là có được tạo hóa nghịch thiên, trước đó là bảo liên đăng, sau là chín phần tiên lực, không ít tài vật, thế nên mới nói chuyến đi này của hắn không hề uổng phí. Thu mắt lại, hắn gọi ra đại bằng. Đại bằng cánh vàng hót vang, bay lên trời cao. Trong lúc đó, hắn biến ra các phân thân, chạy tới biên ải Đông Nam, phân thân lại tạo thêm nhiều phân thân nữa, đẩy qua bên mộ vua Âm Nguyệt, hắn đã nói là xây lại mộ phần cho vua Âm Nguyệt thì không thể nuốt lời. Lúc này mới giống như lời của người nói chứ. Vua Âm Nguyệt đang ở vùng đất U Minh rất vui mừng. 8.000 năm, Thương Khung liên tục lẩm bẩm lời này suốt dọc đường. Triệu Bân cũng nghe ra được sự thổn thức trong giọng nói của ma tướng. Tưởng nhớ quá nhiều, thời gian 8.000 năm quá lâu, rất nhiều nơi đã thay đổi, khác hẳn trong ký ức của ông ta, điều này khiến Thương Khung hoảng hốt, cũng có chút sợ hãi. Ông ta không phải người thời đại này, rất khó tìm được sự an ủi, càng đừng nói gì tới người quen. Nhóc con, người đã chạy đi đâu thế? Bên tai Triệu Bân vang lên một giọng nữ. Là nhóc hám tiền. Bạch Gia đã ra khỏi Nam vực, đang tiến tới núi Bất Tử. Triệu Bân chạy nhưng để lại phân thân mà Bạch Nhật Mộng lại hỏi qua phân thân, chủ yếu là vì sợ hắn gặp nguy hiểm. Các người cứ đi trước, ta sẽ nhanh chóng đuổi kịp, Triệu Bân cười đáp. Nhóc hám tiền phồng má, vểnh môi không quấy dày nữa, nằm úp sấp trên tòa kỵ ngủ thiếp đi. Nhưng đám mấy ông già kia lại không thể nào ngủ nổi. Ra khỏi lãnh thổ Nam vực, họ gặp không ít người, nghe được không ít kỳ tích, mà kỳ tích của ai nào? Của Cơ Ngân chứ ai, hắn dùng lôi điện đánh chết rất nhiều người, còn vào biển chết nữa chứ, đến giờ họ thật sự không rõ nhờ đâu mà hàng này có thể sống sót đi ra. Triệu Bân tiếp tục ổn định thân mình, hắn đang ở trước một tòa thành cổ. Bảng tên trước cửa hàng hiện lên ba chữ thành vong cổ vô cùng chói mắt. Hắn đi dọc về phía bắc, ngang qua quê quán, sao có thể không vào xem? Thành vong cổ trong đêm vẫn phồn hoa như trong trí nhớ của hắn, đèn lồng đỏ thẫm treo cao kiểu diễm như đóa hoa, tiếng hét giao hàng không ngừng, không ít mấy kẻ mãi nghệ giang hồ như nuốt dầu phun lửa, như múa thương vung gậy. Không khí vô cùng náo nhiệt, muôn màu của thế gian đều tái hiện đặc sắc tại thành nhỏ này. Triệu Bân không lộ mặt mà lẳng lặng đi qua. Lọt vào tầm nhìn phần lớn đều là những gương mặt, còn có quán trà, quán rượu, tiệm cơm. Mọi thứ đều như trước kia khi hắn còn sống ở đây 10 năm, mà giờ hắn lại như khách qua đường. Ông ơi, bán một cân rượu hoa điêu. Đi ngang qua quán rượu, hắn mua một bầu. Đây là rượu đặc sản ở đây, uống rất có mùi vị. Nhưng giờ hắn chỉ thấy đắng chát lẫn chua xót. Triệu Bân lẳng lặng nghỉ chân trước phủ đệ của Triệu gia. Triệu gia lúc này trống rỗng, cách cửa chính vẫn có thể nhìn thấy mạng nhện, lá rụng đầy đất. Từng mảng rêu phong như những đóa hoa tàn lụi, rách nát vô cùng. Hây, Triệu gia. Ngoài thử dài, họ còn không quên nhìn Triệu Bân một cái, người mặc ác đen này đúng là kỳ quái một mình đứng ở đây, cũng không biết đang nhìn gì nhưng bóng lưng này trông quen ghê. Chẳng biết là khi nào, Triệu Bân mới xoay thân, vừa đi vừa nhìn, rõ ràng là quê của mình nhưng hắn lại thấy cô đơn, tay cầm theo bầu rượu đi lừng thừng không mục tiêu trên đường như cô hiện đã. Phía trước. Hắn thấy người quen, Liễu Thương. Không, tính theo quan hệ bên phía Liễu Tâm Như thì Liễu Thương không được xem là bố vợ của hắn. Liễu Thương không bây giờ phải nói là vô cùng phấn khởi, có một cô con gái giỏi giang vào được Thiên Tông, hơn nữa còn thành đệ tử nội môn, trong cả thành vong cổ, kể cả thành chủ, không ai dám không nể mặt lão ta. Triệu Bân không nói gì, chỉ lặng lẽ bước qua. Nếu như là đêm hôm đó, hắn nhất định đã cho Liễu Thương không một trận rồi, nhưng giờ hắn không còn là thằng nhóc chưa trải sự đời nữa, hắn phân biệt được rất rõ thế nào là thù hận, thế nào là nợ máu. Hả? Liễu Thương không đã liếc mắt lại nhìn và cứ cảm thấy cái bóng lưng đó rất quen thuộc. Lão ta muốn nhìn kỹ hơn nhưng đáng tiếc là Triệu Bân đã đi xa và biến mất trong dòng người. Lúc đi ngang qua phủ nhà họ Vương, Triệu Bân đã liếc nhìn một cái. Giống như Triệu gia của hắn, phủ nhà họ Vương cũng trống trải không có ai. Hắn đoán thì chắc là Vương Dương đã đón người nhà họ Vương đi rồi. Lúc hắn dừng lại thì đã ở trước cửa hàng binh khí của Triệu gia. Cửa hàng đã đóng cửa từ lâu, hơn nữa còn bị dán niêm phong, là niêm phong của Hoàng Ảnh Vệ, dọc con đường,
hễ là sản nghiệp của Triệu gia hắn thì đều bị như vậy hết. Đừng nhìn nữa, đã bị đóng cửa từ lâu rồi, người đi đường lên tiếng. Này ông anh, người trong cửa hàng binh khí này đâu hết rồi, Triệu Bân hỏi. Người đang nói bọn Dương Đại, Võ Nhị và Lão Tôn sao? Đúng vậy. Thành chủ đã thu nhận bọn họ, đến đó tìm đi. Đa tạ. Triệu Bân liếc nhìn lần cuối rồi rời khỏi đó. Giống như những gì người đó nói, người của cửa hàng binh khí của Triệu gia trước đây đều đang ở trong phủ thành chủ, họ đã được Dương Hùng thu nhận. Chuyện này khiến hắn cảm thấy ấm lòng, tính cách của thành chủ cũng không tệ, ít nhất cũng không bị bắt nạt ở đây. Nói đến Dương Hùng, lão ta đang ở trong phủ thành chủ. Phía biên quan Đông Nam gần như không có chiến sự, Vương Triều Đại Nguyên cũng không có sức tấn công Đại Hạ, không những chẳng còn sức mà còn phải đề phòng Đại Hạ phản công mãnh liệt, còn lại là các vương triều khác. Hắn lẻn vào trong phủ thành chủ, để lại cho bọn Dương Hùng không ít bí pháp và cả tài nguyên tu luyện làm Dương Hùng phải ngơ ngác. Đến giờ lão ta vẫn không biết là ai đã mang đến, chỉ số lượng rất nhiều. Sau đó, hắn cũng đã vào và dạo một vòng ở đấu giá các của thành vong cổ. Lão Huyền không đang ngồi uống trà ở đình nghỉ mát. Ngoài lão ta ra còn có lão Huyền Nhạc, cũng tức là lão Mập. Chư Cát Huyền Đạo bị gọi về Thiên Tông, còn lão ta thì ở lại thành vong cổ, nhưng không phải ở lại rong chơi mà là để trấn thủ, tiện thể còn thu thập tình báo. Tặng các người đó. Triệu Bân không xuất hiện mà chỉ để lại bí pháp và tài nguyên tu luyện. Hai lão già phấn chấn hẳn lên, nửa đêm rồi mà vẫn hò reo sung sướng. Mãi đến khuya thì Triệu Bân mới rời khỏi. Rồi cũng sẽ có một ngày hắn sẽ quay lại, đưa Triệu gia về lại cố hương. Ba ngày sau, Triệu Bân đuổi kịp Bạch Gia. Lúc hắn đến, Bạch Gia đã dừng chân ở trong rừng, đốt lửa thắp sáng cả một vùng. Lúc nhìn thấy hắn thì các trưởng lão đều vây lại, nhìn hắn như đang nhìn quái vật. Chính con người này đã gây ra chấn động ở Nam Vực, nổi như cồn luôn. Triệu Bân không nói gì nhiều mà kéo các cao thủ của quân Xích Diễm sang một bên. Sở soái đâu, mọi người lại hỏi lại vấn đề đó. Nữ soái có việc quan trọng. Triệu Bân nói xong thì lấy ra một tấm lệnh bài, giao cho một lão tướng lớn tuổi. Đấy là lệnh bài của quân Xích Diễm mà trước đó hắn đã tìm thấy được trên người nữ soái. Tu vi của Sở Lam đã mất hết, tạm thời không thể quay về, nhưng biên quan Đông Nam vẫn cần người trấn thủ, nếu như nữ soái còn tỉnh thì nhất định cũng sẽ dặn dò như vậy. Các lão tướng chau mày, họ cứ cảm thấy cơ ngân có chuyện gì đó che giấu bọn họ. Dưới ánh trăng, mọi người cầm lệnh bài và tiến thẳng về biên quan Đông Nam. Triệu Bân cũng không rảnh tay, hắn tìm đến lão tổ của Bạch Gia và nói, tiền bối, có thể cho ta mượn hộp sắt xem một chút không? Lão tổ Bạch Gia cũng rất sảng khoái, lấy ngay ra một tấm bùa chữ vật. Triệu Bân nhận lấy rồi đi vào một hang núi. Sau đó, hắn còn dùng bùa che mắt che giấu khí tức. Người Bạch Gia thấy thế thì cảm thấy thắc mắc. Có chuyện gì mà lại tỏ ra thần bí đến thế? Bên trong động, Triệu Bân đã dùng bùa chữ vật giải phong ấn, sau đó đặt chiếc hộp sắt lên trên một tảng đá. Hắn lấy bất diệt chiến kích ra. Có phải ma quân hay không, dùng nó thử là biết ngay. Triệu Bân lặng im. Thương Khung cũng im lặng chờ đợi. Chiến kích lập tức rung lên, rung động rất mãnh liệt, hơn nữa nó còn tự động tấn công, đâm chém về phía chiếc hộp sắt. Đáng tiếc, nó chỉ là một binh khí, còn chất liệu của hộp sắt thì lại vô cùng chắc chắn, đòn đó của nó chẳng những không thể chém tan được chiếc hộp mà còn bị văng ngược lại, tóe ra tia lửa do ma sát mà thôi. Là ông ta, thật sự là ông ta. Tàn hồn của Thương Khung kích động, bay ra cổ tay của Triệu Bân, giữ chặt lấy hộp sắt. Triệu Bân không giữ được bình tĩnh, mặc dù đã đoán trước được chuyện này nhưng hẳn vẫn không thể nào tin nổi. Ma quân bá chủ thuở sơ khai. Một nhân vật vượt trên cả cảnh giới thiên võ, không ngờ lại bị nhà Phật chia tách tứ chi để phong ấn. Hơn nữa, đã 8.000 năm trôi qua rồi mà người này vẫn còn sống, nếu như chuyện này đồn ra ngoài thì nhất định sẽ chấn động cả thế giới. Vù vù, chiến kích vẫn còn rung lên như phẫn nộ, lại như đang khóc lóc, nó vẫn còn muốn chém chiếc hộp sắt. Ngươi không phá được đâu, Triệu Bân đưa tay giữ nó lại. Hắn đang nói sự thật. Phong ấn cấp cao nhất của Phật gia thì sao một binh khí có thể phá nổi?
không phải chiếc hộp chắc chắn mà là cấm chế bên trên nó. Lúc nãy, khi bị chém một phát, cấm chế bảo vệ trên chiếc hộp sắt đã hiện lên những đường vân bí ẩn, chạy dọc theo bề mặt hộp, sức mạnh của cú chém đã bị hoa văn bí ẩn đó phá giải hết. Hắn có lý do để tin rằng, dù cho Hồng Uyên ở đây thì cũng chưa chắc có thể phá giải được, nếu như đã chặt ra thành 8 khúc thì cần phải tìm lại đầy đủ, nếu chưa tìm đủ mà cố phá thì rất có khả năng sẽ làm hại đến ma quân. Bộ phận nào trong đó thế, Thương Khung nghẹn ngào nói. Chân, chân trái, Triệu Bân không che giấu. Phật chết tiệt, Thương Khung mắng. Thật ra ông ta muốn mắng ma quân hơn, tốt xấu gì cũng là chủ ma vực, sẩy chân một bước là để hận cả ngàn năm mà. Tin vào kẻ không đáng tin là Phật gia và yêu phải người không nên yêu nên mới rơi vào kết cục như bây giờ. Trong cuộc chiến năm xưa, gần như toàn bộ quân của ma vực đều bị tiêu diệt, do bên Phật gia ban tặng và cũng là do họ đi theo ma quân. Triệu Bân chỉ xem mình như người đứng nghe. Hắn không phải là người ở thời đó, đương nhiên không biết được năm xưa ma quân đã nghĩ gì. Có lẽ, trong ân oán ngày xưa vẫn còn có ẩn khuất khác. E rằng đến cả ma tướng thứ 6 là Thương Khung cũng không biết được hết tất cả bí mật. Thêm nữa, hắn không nghĩ chủ nhân của ma vực lại là người không có đầu óc. Vì vậy, trước khi ma quân sống lại, có một vài thứ nếu kết luận bây giờ thì vẫn còn quá sớm. Không biết đến lúc nào Triệu Bân mới ra khỏi hang núi. Ngươi làm gì thế? Thần thần bí bí, nhóc ham tiền hỏi. Không có gì, Triệu Bân mỉm cười. Hắn lại tìm đến lão tổ Bạch gia. Tiền bối, thứ người đưa cho ta có thể tạm thời để ở chỗ ta được không? Đương nhiên là được, lâu tể Bạch gia mỉm cười hiền hòa. Nhanh chóng lên đường, sẽ có người âm thầm bảo. Triệu Bân nói rồi lại lên trời, chạy về phía thành Mộ Quang. Mộ gia cũng có một chiếc hộp sắt. Nếu có thể hắn cũng muốn thu thập nó. Hộp sắt có lẽ không phải báu vật, nhưng chắc chắn là củ khoai nóng bỏng tay. Không ai biết thì còn đỡ. Nhưng nếu bị người có âm mưu bất chính biết được thì e rằng Mộ gia sẽ gặp tai họa. Ngoại trừ Mộ gia thì tộc Hỏa Long cũng có một cái, thi tộc vào Huyết Y Môn chắc chắn cũng có, chỉ không biết là có bao nhiêu. Đây là những gia tộc mà hắn biết. Còn về phần còn lại, có trời mới biết chúng đang ở đâu. Lại đi rồi. Nhóc hám tiền phồng má, cứ cảm thấy Triệu Bân luôn có nhiều việc làm mãi không hết. Bạch gia cũng có tâm trạng giống như vậy. Chàng thanh niên này đến cũng vội vàng đi cũng vội vã, dường như vẫn luôn bôn ba trên đường. Khởi trình. Không lâu sau, lão tổ Bạch gia hạ lệnh. Tỏa kỵ lao lên trời, hướng thẳng về phía tây bắc. Lão tổ Bạch gia nhiều lần ngoảnh đầu nhìn lại, phát hiện ra có vài luồng khí tức thấp thoáng ở phía sau. Chắc hẳn là đồng minh, âm thầm bảo vệ. Cảm nhận của ông ta không sai. Đó là các trưởng lão của ma gia. Họ đã đi theo suốt dọc đường. Có Bạch gia gia nhập, đội hình của Thành Thiên Thu lại nâng cấp thêm một bậc. Bàn đi tính lại, chưa biết chừng có thể thống nhất ngũ mạch truyền thừa, chứ không thể nội chiến thêm được nữa. Đối phương không mệt chứ họ mệt lắm rồi, chẳng lẽ thực sự không chết không chịu thôi ư? Đây cũng là ý của Thương Khung, một đời ma tướng từng theo chân bất diệt ma quân, ý nguyện của ông ta là khôi phục sự huy hoàng của ma vực năm xưa. Soạt. Đại bằng xẹt ngang bầu trời, tốc độ nhanh như cắt. Tàn hồn của Thương Khung trên cổ tay hắn không ngừng sao động, muốn chui vào bên trong chiếc nhẫn ma. Ông ta muốn đến gần ma quân hơn, cho dù là một bàn chân, đó cũng là ma quân của ông ta. Tiếc rằng ông ta là vật sống nên không thể chui vào được. Khi đi ngang qua thành cổ Minh Nguyệt, Triệu Bân đảo mắt nhìn về phía ấy, dường như xuyên qua màn đêm u ám vẫn thấy được từng tòa lầu gác vấn vít khói mây. Đó là Túy Mộng Lâu, vẫn náo nhiệt và phồn hoa như ngày nào. Nếu không phải vì có việc hệ trọng, hắn sẽ tới Vong Xuyên, tế bái nữ tử tên là Mộng Điệp. Thu hồi tầm mắt, tốc độ của hắn càng thêm nhanh hơn. Thành Mộ Quang là một tòa cổ thành rất truyền kỳ. Cả đại hạ đều biết rằng cảnh sắc hoàng hôn của tòa thành này rất đẹp, có một thứ ánh sáng kỳ dị, hoặc là 5 màu, hoặc là 7 màu, thành Mộ Quang cũng được đặt tên theo nó. Nhưng không biết bắt đầu từ hôm nào mà ánh hoàng hôn đó không còn nữa. Điều này là công lao của Triệu Bân, sở dĩ có ánh hoàng hôn kỳ dị là bởi nền đất bên dưới thành Mộ Quang chôn một bộ hài cốt của Thanh Loan, thứ này đã bị hắn hấp thụ từ lâu để tôi luyện võ hồn. Chuyện này, ngoại trừ Nguyệt Thần ra thì không ai biết.
Dù không còn cảnh hoàng hôn kỳ lạ thì thành mộ quang vẫn phồn hoa như thường. Khi Triệu Bân vào thành thì gặp đúng hội hoa đăng, náo nhiệt vô cùng. Mau mau, mộ gia xảy ra chuyện rồi. Cảnh tượng phồn hoa càng thêm huyên náo vì câu nói này. Triệu Bân nghe vậy mà nhíu mày, vội vàng rảo bước nhanh hơn. Người hóng chuyện lúc nào cũng rất nhiều, họ không xem hội đèn nữa, chạy thẳng về phía ấy. Quả thực, mộ gia gặp chuyện rồi. Từ xa nhìn lại, cửa lớn phủ đệ mộ gia đóng im ỉm, trước cửa có hai hàng người mặc áo đen đứng sừng sững, sát kiếm dắt bên hông, khí thế âm lãnh. Người nào hiểu nhiều biết rộng vội vàng lùi ra xa, tuy không biết những người này, nhưng họ nhận ra đồ đằng trên hắc bào của họ. Lão đạo, những người này có lai lịch thế nào, có người tò mò hỏi. Là người của đại tế ti hoàng tộc, các lão bối thì thầm. Mộ gia chọc phải đại tế ti. Tám phần là vậy. Chẳng trách không thấy thành chủ ra hòa giải. Trước phủ đệ của mộ gia tụ tập khá nhiều người, nhưng hiếm ai tiến tới. Phàm là người có chút kinh nghiệm đều biết rằng đại tế ti không dễ đụng tới, đến cả thành chủ cũng không dám xen vào, huống hồ là họ. Mấy gia tộc giao hảo cùng mộ gia cũng không dám tham gia, chọc vào đại tế ti sẽ bị tru di cửu tộc. Trước đại đường của mộ gia. Đám đông ồn ào. Toàn là người của mộ gia, gia chủ, trưởng lão, đệ tử, nam, phụ, lão, ấu về cơ bản đều ở đây hết. Họ bị xua tới đây, có ai tính người nấy, đa số đều bị thương, trong đó có vài trưởng lão còn bị thương không hề nhẹ, số ít đã nằm liệt, số nhiều thì hôn mê, khung cảnh cực kỳ đẫm máu. Mộ Chiêu Tuyết cũng có mặt, miệng trào máu tươi, mặt mũi trắng bệch, vết thương rất nặng. Cô ta vốn ở trong Thiên Tông, hôm qua mới về nhà thăm người thân, đêm nay đã có người đánh tới tận cửa, đã vậy còn là người của Đại Tế Ti. Đúng là vênh váo quá mức, xông vào mộ gia, không phân biệt phải trái trắng đen đã ra tay đánh người. Cùng có mặt ở đó là Tư Không Kiếm Nam. Hắn ta ở đây cũng không hề lạ, bởi được Chiêu Tuyết lôi tới gặp mặt trưởng bối. Nhạc phụ nhạc mẫu thì gặp rồi, nhưng mơ mơ hồ hồ đụng phải chuyện này. Mộ Chiêu Tuyết bị thương rất nặng, hắn ta cũng không khá hơn là bao. Căn cơ của hắn ta không hề yếu, thế nhưng đội hình của đối phương quá hùng hậu, kẻ nào cũng là phường tàn ác. Ở phía đối diện toàn là những kẻ mặc đồ đen. Người do đại tế ti phái đến không hề ít, yếu nhất cũng là võ tu địa tạng tầng 8. Hai người đứng đầu, họ từng gặp qua, hai lão già một trắng một đen, thường gọi là Hắc Sơn Lão Quỷ và Bạch Sơn Lão Quỷ. Đêm nay chính họ dẫn người đánh tới nơi, cũng chính họ đả thương lão tổ mộ gia. Giao ra đây, Hắc Sơn Lão Quỷ thờ ơ nói. Bắt nạt người khác trắng trợn thế ư, lão tổ mộ gia lạnh lùng hỏi. Bắt nạt ngươi thì đã sao, Bạch Sơn Lão Quỷ cười gằn. Ngông cuồng sằng bậy như thế, không sợ hoàng tộc xử phạt, Mộ Chiêu Tuyết nhìn họ đầy phẫn nộ. Một đệ tử Thiên Tông tép siêu thôi mà, lắm lời, Hắc Sơn Lão Quỷ hừ một tiếng rồi lườm Mộ Chiêu Tuyết. Ánh mắt của cao thủ chuẩn thiên vẫn có khả năng uy hiếp nhất định, làm Mộ Chiêu Tuyết lại hộc máu. Lão già khốn kiếp, ông đáng chết, Kiếm Nam lóe lên ánh mắt lạnh lẽo, tuy rằng trước đó hắn ta từng qua lại với nhiều cô gái, nhưng tên này rất bảo vệ vợ. Đả thương Chiêu Tuyết chính là chạm vào vảy ngược của hắn ta. Mộ gia gặp nạn không nằm trong dự tính của hắn ta, nếu sớm biết mộ gia có kiếp nạn này, hắn không ngại đưa cả đống cường giả tới. Chính vì không ngờ tới nên đêm nay mới bị kẻ khác khống chế, bị đánh mà không kịp trở tay. Tiểu bối, lá gan to gớm nhỉ, Bạch Sơn Lão Quỷ tỏ ra dữ tợn. Chớ đả thương người khác, ta đưa, lão tổ mộ gia vội vàng nói. Muộn rồi, lão phu mất kiên nhẫn rồi, Hắc Sơn Lão Quỷ quát. Giết cho ta. Không chừa kẻ nào. Bạch Sơn Lão Quỷ càng hung tàn hơn, thẳng thừng hạ lệnh đồ sát. Đùng. Lão ta vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng nổ. Sau đó, mười mấy bóng người bay thẳng vào trong, tất cả đều là hắc y nhân trước đó còn canh chừng trước phủ đệ. Người ra tay thì tất nhiên là Triệu Bân rồi, đến sớm không bằng đến đúng lúc, mấy kẻ này làm phản rồi. Mộ gia thấy vậy mà bỗng chốc sững sờ, có người tới giúp ư. Hắc Sơn và Bạch Sơn Lão Quỷ thấy thế cũng đồng loạt quay đầu. Đập vào mắt là một bóng người như ma quỷ từ bên ngoài bước vào, mặc một bộ đồ đen, đeo mặt nạ đầu quỷ, không thể nhìn thấy dung mạo, không nhận ra lai lịch, chỉ biết khí tức lượn lờ, chỉ biết sát khí ngút trời.
Những nơi hắn đi qua đều bị đóng băng từng tấc một, cảm giác lạnh lẽo như từ địa ngục thổi thốc tới nhân gian, dù cách rất xa cũng không khỏi run rẩy. Hai vị, đội hình hùng hậu quá nhỉ, Triệu Bân hờ hững mở lời, giọng nói có vẻ già nua. Các hạ là ai? Hắc Sơn lão quỷ thoáng nheo mắt, phải hỏi ra xuất xứ của đối phương để còn về bẩm báo với đại tế ti, đợi khi dọn dẹp xong mộ ra thì đối tượng tiếp theo sẽ là gia tộc của kẻ này. Dám đả thương người của đại tế ti, dám động tới chuyện của mộ gia, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tên tuổi không quan trọng, quan trọng là, đêm nay hai người khỏi cần đi nữa, Triệu Bân nói. Khẩu khí ghê gớm đấy, Bạch Sơn thét lên, vung cánh tay, một con huyết long gầm gào lao ra. Triệu Bân nhìn cũng chẳng buồn nhìn, vung một luồng kiếm khí chém chết huyết long. Bạch Sơn lão quỷ nhanh như cắt, lao tới trước mặt hắn, bàn tay khô khốc định túm đầu Triệu Bân, giữa các ngón tay có hoa văn chữ triệt, nhất là lòng bàn tay, thậm chí còn có cả xoáy lốc đang chuyển động. Thế nhưng, những thứ này mãi mãi không đủ dùng. Triệu Bân di chuyển, nhẹ nhàng tránh được, dùng đòn hám sơn quyền để hất tung lão ta. Bạch Sơn lão quỷ mới giây trước còn hung hăng hống hách, giờ phút này đã hộc máu khắp nơi, ăn một cú đấm khó chịu đến mức nào chỉ có mình lão ta biết. Chân nguyên hộ thể nứt vỡ, xương cốt trong cơ thể cũng kêu lên răng rắc, lão ta kinh ngạc vô cùng. Kẻ này rốt cuộc từ đâu mà đến, sao lại mạnh tới vậy? Hắc Sơn lão quỷ cũng biến sắc. Người mới đến là một kẻ tàn nhẫn. Cùng rơi vào trạng thái chấn động còn có người của mộ gia. Mộ gia của họ có một người hảo hữu thế này ư? Triệu Tuyết và Kiếm Nam thì đưa mắt nhìn nhau, hình như người này dùng hám sơn quyền. Ngoài ra, bóng dáng này khiến họ cảm thấy thân quen vô cùng, chắc chắn họ đã từng gặp. Người đâu? Hạ gục kẻ này cho ta. Hắc Sơn lão quỷ lùi về sau một bước, lão ta sợ rồi, nhưng vẫn chỉ huy kẻ khác xông tới, chủ yếu muốn đẩy lùi bước tiến của đối phương. Nếu thực sự đánh không lại, lão ta có chạy trốn thì khi quay về cũng dễ báo cáo với đại tế ti. Mệnh lệnh đưa ra, cả đống hắc y nhân bổ nhào về phía Triệu Bân. Đao mang kiếm quang, quyền ảnh trưởng ấn vung dập trời. Thế nhưng, họ chẳng đánh trúng thứ gì, bởi vì Triệu Bân độn thổ rồi, tránh được bí thuật dồn dập lao tới, lại chui ra trong chốc lát. Hắn dùng thể ánh sáng khiến cho đám người ở đó bao gồm cả Hắc Sơn lão quỷ và Bạch Sơn lão quỷ đều bị chói mắt. Trong đó không ít kẻ mù ngay tại trận. Tất nhiên, người của mộ gia không chịu ảnh hưởng gì. Đây chính là chỗ đáng sợ của Triệu công tử, hắn dùng thể ánh sáng mà vẫn khống chế được ánh sáng, giống như khống chế thiên lôi trận vậy, chỉ đả thương quân địch không làm hại đồng minh. Điều này cần đến lực tinh thần cực mạnh mới có thể điều khiển chuẩn xác, may mà hắn có võ hồn, hoàn toàn làm được. Á! Hiện trường vang lên tiếng kêu thảm thiết, đám đông bịt mắt mà lảo đảo. Giữa những ngón tay có máu tươi chảy ra. Người nhà mộ gia trông thấy mà sững sờ, trưởng lão nhãn giới không thấp cũng nhận ra đây là bí pháp ở cấp bậc nào, cũng có nghĩa là người này có thuộc tính của thể ánh sáng, nhưng tại sao họ không bị chói mắt? Keng! Triệu Bân xách huyết kiếm đại khai sát giới. Hắn giống như một u linh, xuất quỷ nhập thần, mỗi khi tới đâu ắt sẽ có kẻ ngã xuống, hoặc là bị chém đứt đầu, hoặc bị hủy hoại tâm mạch. Đám mặc đồ đen kia còn chưa kịp đứng vững đã ngã vào vũng máu. Đây không phải một trận đại chiến, đây là đơn phương đồ sát, người của mộ gia nhìn thấy mà giật mình, người này đáng sợ quá. Lưỡng nghi thiên phong trận. Hai lão quỷ đột nhiên đứng thẳng, đồng loạt hô lên. Chỉ thấy tầng không rung lên một trận đề thái cực lưỡng nghi bằng co ảnh từ trên trời ập xuống, đè nên từ đỉnh đầu tới bàn chân của Triệu Bân, dấu ấn để trên nền đất, mà Triệu Bản thì bị nhốt trong trận đề lưỡng nghi. Thứ này quả thực phi phàm, không những có thể cầm cố chân nguyên mà còn có thể cắn nuốt khí huyết. Thấy vậy, lão tổ mộ gia gắng gượng đứng dậy, cùng lúc đó, các trưởng lão của mộ gia cũng đứng dậy, họ từng nghe nói về lường nghi thiên phong trận của hai là quỷ, nếu bị phong ấn ở bên trong thì không dễ gì chui ra được, đối phương đến cứu mộc gia của họ, không thể nào để hắn đơn thương độc mà phải có người hỗ trợ hắn phá trận. Thế nhưng, nỗi lo của họ đúng là dư thừa. Triệu Bân nằm ở đẳng cấp nào chứ, trận đồ không nhốt nổi hắn. Hắn cường thế phá trận, chỉ thoáng chốc đã làm vỡ trận đồ, hai lão quỷ cũng văng ra ngoài vì dư chấn, trong ánh mắt cả hai hiện ra vẻ kinh hãi, tên này ăn gian kiểu gì vậy? Soạt! Triệu Bân nhanh như chớp, lại lao người tới. Bạch Sơn lão quỷ chưa kịp đứng vững đã bị một trường hất văng ra ngoài,
chưa kịp định thần đã hứng chịu thêm chu tiên quyết, khiến lồng ngực của lão ta bị khoét thủng một lỗ, sát ý đáng sợ cưỡng chế thâm nhập vào thể phách. Phụt! Huyết quang lóe lên. Hắc Sơn lão quỷ cũng phụt máu, tính ra còn thê thảm hơn Bạch Sơn lão quỷ vì một cánh tay bị xé nát, xương cốt cũng bị đánh vỡ. Lão ta liên tục lùi về sau, máu huyết nghẹn trong cơ thể nhiều năm phun phì phì ra ngoài. Mạnh quá! Người của Mộ gia tái mặt, lòng sửng sốt không thôi. Nhìn từ khí tức, có thể loáng thoáng thấy được tu vi của Triệu Bân, cùng lắm là cảnh giới địa tạng tầng 6, nhưng khả năng chiến đấu thì quá kinh hoàng. Tu vi chuẩn thiên như hai lão quỷ bị hắn đánh cho đứng không vững. Phụt! Khi đám đông nhìn qua, hai lão quỷ lại hộc máu. Triệu Bân thi triển thần uy, đánh cho hai kẻ này máu me be bét, nhìn sau cũng thấy rợn người hơn cả lệ quỷ dưới địa ngục, không có thê thảm nhất chỉ có thê thảm hơn, đâu còn tư thái cao ngạo lúc trước, bây giờ chỉ như chó nhà có tang thôi. Đi mau! Hai người này chẳng buồn nghĩ ngợi, quay người định trốn. Trước khi bỏ trốn, hai người còn quăng ra một lá bùa lôi quang, cấp bậc không hề thấp. Lôi quang cực kỳ chói lòa. Người của Mộ gia cũng bị chói mắt. Thế nhưng Triệu Bân có thiên nhãn, hoàn toàn có thể ngó lơ thứ này. Hắn không đuổi theo, chỉ kéo cung gắn tên, dùng thiên lôi làm cung, dùng khí lực huyền hoàng và chân khí thái âm làm tên, bổ sung thêm thiên lực phụ trợ, uy lực của hai mũi tên này mạnh đến nỗi không gì cản nổi, giống như hai luồng sét bắn ngược lên trời. Phụt! Phụt! Hai lão quỷ vừa rồi bỏ chạy đều bị bắn trúng, cơ thể bị đâm thủng. Đồng loạt rơi xuống như con diều đứt dây, bịch một tiếng, lúc ngã xuống tạo thành một vũng máu, thê thảm vô cùng. Ngươi là... Hai người trợn tròn mắt, sau khi bị trúng một tên, như hiểu ra điều gì đó. Chính vì đã đoán ra được nên hai người mới có phản ứng như lúc này, khuôn mặt ngập tràn sự khó tin. Triệu Bân không trả lời, giáng cho mỗi người một chưởng, đánh ngất tại chỗ. Vốn dĩ hắn không muốn để hai lão già này biết thân phận cơ ngân của mình nhưng bọn họ chạy quá nhanh nên hắn chỉ còn cách giơ cung bắn, dùng đại chiêu thôi. Đến lúc này, hiện trường mới yên tĩnh lại. Người Mộ gia há mồm trợn mắt, có được nhãn giới cao như lão tổ Mộ gia đã biết được thân phận của Triệu Bân, lĩnh vực cảnh giới địa tạng, ngoại trừ Thánh Tử Thiên Tông, còn ai có thể bắn ra được mũi tên mạnh bạo đến như thế, nhưng rõ ràng cơ ngân đã bị cuốn trôi ở cấm địa biển chết rồi mà. Chuyện này đã truyền khắp đất nước, sao vẫn còn sống được? Tiểu tử, là ngươi sao? Kiếm Nam ngơ ngác, Chiêu Tuyết cũng há miệng bàng hoàng. Chuyện cơ ngân bị cuốn trôi ở biển chết đã gây chấn động khắp nơi, sao bọn họ không biết cho được? Để tránh bọn họ chạy lung tung, Thiên Tông còn hạ lệnh cấm túc, đặc biệt là người trên đỉnh Thanh Vũ, không ai được phép xuống núi, một tháng trời mới bác bỏ lệnh cấm. Hai người đã chuẩn bị sẵn. Sau khi thăm gia đình xong sẽ đi về phía nam. Chưa từng nghĩ, tên nhóc này vẫn còn sống. Sao thế, mới vài tháng không gặp đã quên ta rồi sao? Con mẹ nó, ông đây đây tưởng ngươi chết rồi, Kiếm Nam chửi thề, vô cùng kích động, còn đấm Triệu Bân một cái, Triệu Tuyết cũng mừng đến rơi lệ. Khoảnh khắc này, cô ta rất muốn có một cái ôm. Niềm vui. Luôn đến lúc con người không ngờ tới. Chàng trai trẻ, cảm ơn đã ra tay cứu giúp, lão tổ Mộ gia tiến tới, người Mộ gia cảm kích vô cùng. Tiền bối, thành Mộ Quang đã không còn an toàn nữa, Triệu Bân nói. Tất cả mọi người đều hiểu ý của câu nói này, động đến đại tế ti, còn giết người của bọn họ, ân chú sẽ bỏ qua sao? Chẳng mấy ngày sau chắc chắn sẽ có người tới nữa, truy cùng diệt tận Mộ gia. Đương nhiên, bọn họ có thể kiện lên hoàng tộc với Thiên Tông. Nhưng đại hạ sẽ vì một gia tộc nhỏ mà trừng phạt ân chú. Mà nếu có phạt thì chắc cũng chẳng đến mức xử tử. Ân chú là một kẻ tàn độc, có thù ắt báo, động đến người của lão ta, chẳng ai có kết cục tốt đẹp. Vậy nên, lão ta sẽ tha cho Mộ gia chắc. Có một nơi rất an toàn. Nếu Mộ gia không chê thì có thể tới đó lánh nạn. Triệu Bân mỉm cười nói, cầm linh dược để trị thương cho mọi người. Chỗ nào? Núi Bất Tử. Vừa nghe thấy vậy, mấy người lớn tuổi Mộ gia đều chau mày, hiển nhiên bọn họ đều đã từng đến núi Bất Tử, nhưng cảm thấy không có gì đặc biệt. Nếu cố tìm ra sự đặc biệt chắc chỉ có là nhiều đồi núi thôi, cũng cả vạn đỉnh. Ta tin. Triệu Tuyết và Kiếm Nam đồng thanh đáp, tin Triệu Bân vô điều kiện.
Triệu Bân mỉm cười, tin ta là đúng rồi. Lão tổ Mộ Gia lưỡng lự một hồi, cuối cùng cũng hạ lệnh, nói một câu đầy quả quyết, chuyển nhà. Chuyện này nên làm sớm. Lão tổ đã lên tiếng rồi, đương nhiên không có ai phản đối. Sau đó, người Mộ Gia tản ra, đi thu dọn đồ đạc, cái gì mang được thì mang đi hết, không mang được thì bỏ lại, so với tiền bạc, mạng sống quan trọng hơn. Núi Bất Tử còn có gì bí ẩn, Kiếm Nam và Chiêu Tuyết mỗi người đứng một bên hỏi dò. Bên trong đó có che giấu một tòa thành, cho dù là Hồng Uyên cũng không vào được, Triệu Bân mỉm cười. Cái này, nghe xong, hai người bọn họ vô cùng ngạc nhiên, không dám tin. Có điều, Cơ Ngân đã nói thì cả hai sẽ tin. Nếu không có năng lực, tên nhóc này cũng sẽ không làm chuyện vượt quá sức của mình. Đương nhiên là bọn họ rất muốn tới đó xem sự tồn tại của thứ kỳ bí này. Còn Triệu Bân đã đặt hai lão quỷ hắc, Bạch Sơn cạnh nhau, mỗi tay một bên, đặt lên nắp não của bọn họ, cưỡng chế thu thập ký ức. Hai người này đều là những kẻ thân tín của ân chú, chắc chắn sẽ biết được nhiều bí mật. Trong lúc ngất xỉu, hai lão quỷ đau đớn rên rỉ, đau đến nhăn cả mặt lại. Triệu Bân không hề thương xót, tiếp tục thu thập. Đúng như dự liệu của hắn, linh hồn của hai người này đã bị khắc cấm chế. Có điều, Triệu Bân vẫn thu được không ít tin tức bí mật. Quả nhiên là chiếc hộp sắt, Triệu Bân lẩm bẩm. Ân chú phái nhiều người tới như vậy là để lấy chiếc hộp sắt. Nhưng, người muốn có được chiếc hộp sắt không phải ân chú mà là người của thi tộc. Người của thi tộc thông qua ân chú để tới cướp chiếc hộp sắt ở Mộ Gia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 45.